mươi 1881, cụ phong thần binh. Kinh người chiến đấu kỹ xảo, kinh sợ ở đây rất nhiều chân thần. Mỗi bên đại chân thần không ở tàng tư, dồn dập lấy ra chính mình sở ẩn giấu con bài chưa lật. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo khí thế tràn ngập ở nơi này khỏa tinh thần chi lên. Nguyên bản là đống hỗn độn không chịu nổi tinh cầu, một số gần như phá toái. Đại lượng vừa rồi tại cung tần nhai giao chiến mà còn sống sót vũ giả, không dám khinh thường hướng hỗn độn lao đi sợ bị chiến đấu này cho lan đến gần lúc đầu không muốn động dùng thứ này hiện tại không cần cũng không có cách nào Ta thần phong nhất tộc trọng bảo một trong cụ phong thần binh chỉ thấy áo xanh trung niên lấy ra một cái nhân ngẫu đem bên ngoài bào trên không trung trong nháy mắt không gì sánh được mãnh liệt bão táp từ này tượng người trung bạo nổ phát oanh 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 một tia cuồng phong tràn ngập tại thiên địa tàn sát bừa bãi bốn phía dãy núi, sông thậm chí hư không tại này cổ cuồng phong trước mặt đều không ngừng bể. Ra, uy thế, làm cho tần nhai đều hơi nheo lại con mắt. Tượng người tăng lớn, đúng là dần dần biến ảo thành một cái to lớn, mặc giữ tợn áo giáp. Toàn thân phẳng phất từ thanh ngọc điêu khắc thành cự đại chiến khôi. Cái này chiến khôi, cao tới 49 trượng, cầm trong tay một khẩu cự kiếm. Toàn thân tràn ngập cuồng bạo vô cùng uy áp, làm cho cả tinh cầu đều rung chuyển không ngớt. Trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt như ngày tận thế chi cảnh. Thật là mạnh chiến khôi, không hổ là viễn cổ thập tộc một trong, lại có cái này chờ nội tình. Có cái này chiến khôi, có thể là có thể triệt để tiêu diệt Tần Nhai. Không sai, Thanh Ngọc chiến khôi xuất hiện, mọi người không khỏi có chút kích thích. Mà cái kia Thần Phong nhất tộc áo xanh vũ giả cũng lộ ra tự ngạo màu sắc, lạnh lùng nói ra. Tần Nhai, đây là ta Thần Phong nhất tộc trọng bảo, Cụ Phong thần binh, vì giết ngươi tộc trưởng đặc biệt để cho ta mang tới coi như là ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ tánh mạng của ngươi ta thần phong bộ tộc nhận kỳ thực đối với thần phong bộ tộc mà nói thần đình lệnh giết chết những thứ kia trọng bảo tuy là khiến người tâm động thế nhưng bọn họ càng thêm để ý là giết tần nhai chi về sau có thể làm cho thần phong bộ tộc ở thần đình trong lòng địa vị có chút đề thăng bởi như vậy cần phải so với cái kia trọng bảo không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần Hả, liền đồ chơi này có thể giết ta? Chuyện cười, nhìn cái kia hay là cụ Phong Thần binh, Tần Nhai cười khẩy. Lập tức nắm chặt trong tay xích huyết thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lao ra. Đâm ra một thương, mà cái kia cụ Phong Thần binh hai tròng mắt sáng lên một hồi quỷ dị quang mang. Hình như có cảm giác vậy, trong tay cự kiếm chợt nhắc tới, tốc độ kia cực nhanh. Dĩ nhiên đỡ được Tần Nhai xích huyết thương, hai cái binh khí va chạm. Phát sinh liên tiếp hoa lửa, phụt ra ra kinh khí. Càng làm cho toàn bộ tinh cầu triệt để tan vỡ. Oanh, oanh, nổ lớn vang vọng, mọi người giao chiến viên tinh cầu này ở từng trải rất nhiều phong ba về sau. Ở tần nhai cùng cụ phong thần binh cái này giao một cái bắn chúng sở giật tản ra ngoài kinh khí. Rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nổ lên, tinh cầu bạo nổ phát thừa nhận cự đại năng lượng. Như ngọn lửa đem tần nhai cùng cái kia chiến khôi thôn vệ mà áo xanh trung niên đám người thấy thế vội vã thối lui đến hỗn độn chung người cái kia thần binh chiến khôi có nắm chắc đối phó tần nhai sao hắc lão quái đi tới áo xanh trung niên trước mặt hỏi mà áo xanh trung niên nghe vậy liếc mắt nhìn hắn đạm mạc nói đây chính là ta thần phong tộc nhất đại trọng bảo chiến lực có thể so với chân thần tam trọng cường giả. cái này tần nhai cường thịnh trở lại lại có thể đủ ngăn cản được đây yên tâm đi nhưng là ta nghe nói cái này tần nhai nhưng là có thể để cho thần vương ăn đắng nhân vật a à? cái này chân thần ba trọng cảnh giới thật có thể đối phó được hắn sao căn cứ tình báo hay là làm cho thần vương kinh ngạc bất quá là một chuyện cười thần vương chỉ dùng một bộ lực lượng hóa thân mà thôi thực lực thậm chí đều không đủ bản thể một phần trăm mà cái kia tần nhai cũng là sử dụng u minh nữ đế lực lượng hóa thân mới đưa bên ngoài đẩy lùi cho nên nói tần nhai bản thân cũng không có giống như trong tin đồn lợi hại như vậy không đối phó được chân thần ba trọng chỉ mong như vậy thôi vài cái chân thần gật đầu ngừng mắt nhìn tình hình chiến đấu mà trong tay bọn hắn thần khí thần thuật cũng đều đã ở chuẩn bị đang chờ đợi thời cơ phanh phanh này lúc tinh cầu kia bạo tạc sinh ra cự đại năng lượng ba động chung không ngừng truyền đến tiếng vang to lớn từng đạo kinh khí tịch quyền đem bốn phía tinh cầu bạo tạc năng lượng cho đánh vỡ phảng phất có hai cái nhân vật cường hãn ở giao thủ đi ra một cái chân thần nhìn cái kia điên cuồng năng lượng không khỏi tiếng kinh hô ngay sau đó chỉ thấy hai bóng người phi lướt mà ra tần nhai cùng cụ phong thần binh đang điên cuồng giao kích lấy dung chuyển trời đất cái này chiến khôi thân thể cứng vãi hơn nữa còn cụ bị cực kỳ cao cấp tự lành năng lực bình thường thủ đoạn, sợ rằng không làm gì được cái này chiến khôi. Nhìn xích huyết đấu súng ở cái kia thân thể lên. Nứt ra một vết nứt nhưng lập tức lại nhanh chóng khép lại chiến khôi. Tần nhai chán không khỏi khẽ nhíu một chút. Kính ngân, tần nhai gầm nhẹ một tiếng, không gian chi đạo trong nháy mắt bạo nổ phát đánh ra. Nhưng này cụ phong thần binh một kiếm trèo xuống. Đúng là đem không gian chi lực cho đơn giản đánh nát đón lấy cự kiếm kia rơi vào tần nhai thân lên, đem bên ngoài đánh bay. Khá lắm, xem ra phải nghiêm túc chút ít. Chỉ thấy tần nhai câu thần văn, bảy đạo tinh thần ánh sáng bạo nổ phát. Đem tần nhai cho bao phủ, dung nhập cơ thể, nhưng sau sẽ khí thế của nó đề thăng 5 phần 10. Ừ, kém xa trước đây tăng lên hơn nhiều. Cảm giác thất tinh thiên thịnh thần văn mang đến cho mình tăng phúc tần nhai bĩu môi. Nhưng là không buồn, đối với tình huống này cũng là sớm có dự liệu trước kia, thất tinh thiên thịnh thần văn có thể đề thăng hắn gấp mấy lần chiến lực. Nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, cái này thần văn lực lượng cũng càng phát có hạn. Bây giờ có thể tăng lên cũng vẻn vẹn có 5 phần 10 mà thôi, tin tưởng không lâu sau nữa. Cái này thần văn đối với hắn tăng phúc tác dụng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Này lúc cái kia cụ phong thần binh đã đi tới tần nhai trước mặt, cái kia không hề linh tính. Lé ra hào quang màu xanh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn tần nhai trong tay cự kiếm ẩm ẩm chém xuống, kiếm phong chi trên ngưng tụ từng đạo bão táp. Nát bấy hư không, bên ngoài uy lực thậm chí đủ để phá hủy một viên tinh thần, một thế giới. Nhưng tần nhai cũng không yếu thế chút nào, xích huyết thương chợt ném ra. Thương, kiếm, ầm ầm va chạm. Một kích này, không phân thắng phụ. Cuồng bạo kinh khí ở hai người quanh thân điên cuồng lẻn lấy. Hỗn độn hư không không ngừng bị nát bấy tiêu tán ra lực lượng hình thành một mảnh tuyệt đối giải đất. Liền chân thần cường giả đều không dám tùy tiện tới gần. Phá cho ta, tần nhai gầm nhẹ một tiếng, đem cự kiếm khơi máu. Tiếp lấy một thương tiếp lấy một thương dường như cuồng phong mưa rào liên tiếp đâm ra. Không ngừng rơi vào chiến khôi thân lên. Phanh, phanh, màu xanh ngọc tiết tháo không ngừng bắn ra tung tóe Chiến khôi thân trên cũng nhiều ra một cái lại một cái chỗ rách trong nhấp nháy, đã là phá toái không chịu nổi. Có thể chiến khôi thân thượng lưu chuyển qua một mảnh thanh quang, gần như trong nháy mắt. Những thứ kia phá toái chiến khôi thân thể lại bị không ngừng chữa trị. Lần nữa biến cho hết tốt. Ha ha, đây chính là ta thần phong nhất tộc trọng bảo. Ngươi cho rằng sẽ có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trừ phi ngươi đem thân thể hắn cho một thứ tính toàn bộ đánh tan, nếu không. Hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Không xa chỗ, Thần Phong tộc áo xanh vũ giả cười ha ha, vẻ mặt tự tin màu sắc, hắn thấy. Tần Nhai căn bản không pháp đem cái này chiến khôi nát bấy. Không nói chiến khôi bản thân chất liệu có bao nhiêu cứng rắn, chỉ bằng mượn chiến khôi bản thân có thể so với chân thần tam trọng thực lực thì không phải là. Dễ dàng đối phó như thế. Hả, hoàn toàn nát bấy sao? Ngược lại là có thể thử một lần. Tần Nhai lạnh lùng cười, lập tức bắt đầu câu thần văn. Diệt thế thiên hoang thần lôi. Chương 1882, cướp đoạt thần khí. Diệt thế thiên hoang thần lôi. Thần văn câu kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Bao trùm cái này nhất cả phiến hỗn độn, vô số vũ giả thấy thế, không khỏi trở nên tâm kinh sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy kim sắc lôi long rít gào mà ra, bên ngoài uy áp tràn ngập thiên địa. Kinh khủng thần văn uy lực làm cho hết thầy vũ giả ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí nếm thử một chiêu này uy lực đi. Tần nhai nhẹ giọng cười, lập tức kim sắc lôi long bay lên. Hướng xa xa cụ phong thần binh đánh ra, thần binh thấy thế. Hai tròng mắt chỗ lóe ra một hồi rực rỡ thanh quang, đón lấy. Trong tay cự kiếm như thái sơn vậy chợt đánh xuống. Oanh, oanh, kiếm cùng lôi long ầm ầm va chạm sát na, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Kịch liệt trùng kích giống như nước thủy triều khuếch tán hỗn độn hư không cũng không khỏi liên tiếp nổ tung cách đó không xa mấy viên tinh thần càng là tại chỗ nổ tung những thứ kia đám chân thần bọn họ khuôn mặt sắc biến đổi lớn điên cuồng rút lui mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm năng lượng chỉ thấy cái kia kim sắc lôi long ẩn chứa năng lượng đúng là càng mạnh một bậc cụ phong thần binh cầm cự kiếm ở nơi này một lực lượng hạ không ngừng văng tung tóe tán loạn cuối cùng đúng là hóa thành vô số toái phiến kim sắc lôi long không chút lưu tình đánh vào chiến khôi thân lên ở nơi này một kích xuống dù là cái này cụ phong thần binh là do gì đặc thù tài liệu đúc thành mà thành cũng khó mà chống đỡ thân thể không ngừng văng tung tóe tan rã đối đãi năng lượng hoàn toàn tán loạn về sau mọi người vội vã nhìn lại chỉ thấy ở trung tâm năng lượng bể nát hơn nửa người cụ phong thần binh đứng sững ở nơi ấy từng cơn ánh sáng xanh lưu chuyển lại tổ chức lần nữa đứng lên một màn này, làm cho thần phong tộc áo xanh vũ giả cười ha ha. Ha ha, tần nhai, ngươi không pháp đánh bại cái này cụ phong thần binh. Mọi người thấy thế, cũng không khỏi vui mừng hớn hở. Xem ra tần nhai hoàn toàn chính xác đối với cái này thần binh là không làm sao được. Mà tần nhai tự thân cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này chiến khôi lực lượng nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng càng mạnh trên một ít tự liền thiên hoang lôi long cũng không biện pháp đem bên ngoài hoàn toàn đánh tan này lúc cái kia đã triệt để khôi phục như cũ cụ phong thần binh đột nhiên rít gào một tiếng thân ảnh như như đạn pháo lao ra chợt chính là một kiếm chém xuống tần nhai cầm thương một đỡ nhưng to lớn lực lượng vẫn là làm cho hắn bay ngược mà ra ở nơi này lúc thân ảnh của hắn bị kiềm hãm phẳng phất chịu đến một không gì sánh được mãnh liệt áp chế vậy khó có thể nhúc nhích đây là không gian chi lực. Cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền tới lực lượng, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy tại hắn trên khoảng không lơ lửng một viên oánh trắng như ngọc. Lớn chừng quả đấm hạt châu, cái kia không gian chi lực bắt đầu từ trung tràn ngập ra. Không gian một loại thần khí sao? Không gian một loại thần khí, ở thần khí trung cũng coi như hiếm có. Giống như áp chế Tần Nhai hạt châu này, bên ngoài giá trị đính đến trên hai cái thần khí chỉ bất quá so với hắn ban đầu ở U Minh giới trông được qua chiếc kia không gian thần khí U. Minh chi giếng mà nói, hạt châu này căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, giống như U Minh chi giếng như vậy trí cao thần khí. Ở trong thiên địa này cũng không có nhiều thiếu món. Há là tầm thường thần khí có thể so với được. Mọi người lên, hắn đã bị ta dùng thần khí chế trụ. Một cái chân thần nổi giận gầm lên một tiếng đạo hiển nhiên cái kia không gian thần khí chính là hắn thi triển ở tần nhai cùng cụ phong thần binh giao chiến thời điểm hắn liền khống chế được thần khí tới gần rốt cuộc tìm được cơ hội thừa dịp tần nhai bị đánh bay thời điểm một lần hành động đem áp chế mà cũng cho mọi người mang đến cơ hội giết thừa dịp này cơ hội muốn hắn mệnh trong lúc nhất thời mọi người chuẩn bị đã lâu thần khí thần thuật điên cuồng thôi động đứng lên, cuồng bạo lực lượng dường như như gió bão tịch quyển mà ra. Kiếm khí ánh đao, phô thiên cái địa, trong sát na đã đem tần nhai hoàn toàn che mất. Tại này cổ lực lượng xuống, coi như chân thần ba trọng cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, thắng bại đã phân. Chỉ tiếc ta cũng có thể vận dụng không gian chi lực. Tần nhai đạm mà cười, không gian chi đạo bị hắn thôi động đến mức tận cùng ngăn cản thần khí quay, đương nhiên, muốn tránh thoát cái này đầy trời công kích đã không còn kịp rồi. Mà hắn cũng không có muốn tránh, chỉ là nhanh chóng câu thần văn. Oanh oanh, cuồng bạo năng lượng không ngừng nổ lên, chấn động lay động hỗn độn. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm năng lượng, đạo thức bắt đầu khởi động. Cần phải kiểm tra tần nhai tình trạng, lập tức một cái ánh sáng màu vàng đập vào mi mắt bên trong chỉ thấy một cái cự đại kim trung lại úp ngược lên tần nhai thân lên. Kim trung trên quang mang lưu chuyển, ẩn chứa từng đạo huyền diệu phù văn. Ở nơi này lực lượng xuống, mọi người sở phát động công kích. Dĩ nhiên là khó tổn hại bên ngoài mày may. Vậy, đó là cái gì? Kim trung, là tần nhai phòng ngự chiêu thức. Có chút làm qua tình báo chân thần chứng kiến cái này kim trung về sau khuôn mặt sắc không khỏi xấu xí xuống, nói ra, cái này kim trung chính là tần nhai thần văn. Có người nói cụ bị cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, có thể không nghĩ tới. Bên ngoài lực phòng ngự cư nhiên cường đại tới mức này. Liền chúng ta công kích cũng có thể không nhìn. Kim trung bên trong, tần nhai khóe miệng vi kiều. Bất động kim trung lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. So với ban đầu ở huyền thiết tinh trong một trận đánh, lại có chút tiến bộ coi như là ám ảnh chân thần thần khí hắc long nhận cũng không có thể giống như nữa trước đây. Giống nhau đơn giản đem bên ngoài phá hủy. Càng chưa nói trước mắt những thứ này chân thần trung tuy có thần khí. Nhưng uy lực cho dù không bằng ám ảnh chân thần hắc long nhận. Cho nên, bọn họ muốn đánh vỡ kim trung liền càng không dễ dàng. Tần nhai lợi dụng bất động kim trung, chỉa vào không gian thần khí áp chế. Một tay lấy hạt châu kia bắt xuống trong cơ thể u minh đạo nguyên không ngừng bắt đầu khởi động không ngừng cọ rửa thần khí trong đạo thức ấn ký nhưng cái này đạo thức ấn ký là là chân thần sở xuống lại tốn hao nhiều năm luyện hóa há là dễ dàng như vậy có thể phá viên kia nắm giữ không gian thần khí chân thần thấy thế không khỏi không tiết tháo cười nói ra muốn cầm ta thần khí há lại sẽ là dễ dàng như vậy tiếp đó hắn thôi động ở lại thần khí bên trong đạo thức ấn ký muốn đem thần khí cho thu hồi lại, mà tần nhai trong tay hạt châu. Dùng động được càng thêm lợi hại, tần nhai chán cau lại, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì vậy. Thần niệm khẽ nhúc nhích tiến nhập linh hồn hải bên trong. Thôi động hồn linh cổ liên lực lượng. Chỉ thấy cổ liên bên trong chảy ra một tia tỏa ra ánh sáng lung linh huyền diệu lực lượng. Trộn lẫn vào tần nhai đạo nguyên bên trong. Cọ rửa chung cái kia không gian thần khí trên hạt châu đạo thức ấn ký, oanh một cái bền chắc không thể gầy kia đạo thức ấn ký ở hồn linh cổ liên huyền diệu lực lượng xuống đúng là yếu đuối bất kham trực tiếp tan vỡ phóc xa chỗ đạo thức ấn ký phá toái cái kia thần khí chi chủ đúng là chợt phun ra một búng máu khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng vô cùng kinh hãi nhìn tần nhai ta đạo thức ấn ký bị tan rã làm sao có thể hắn đến tột cùng là làm sao làm được Lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc cũng là nhất tề đại biến. Chân thần luyện hóa thần khí nhiều năm, trừ phi là giết tử thần khí chi chủ, nếu không thì không thể bị đơn giản cướp đi mà Tần Nhai. Lại có thể không nhìn cái này quy tắc, trực tiếp đối với nhất kiện thần khí tiến hành cướp đoạt, thật sự là thật là quỷ dị. Nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi gắt gao nắm tay chung thần khí, sợ bị Tần Nhai cầm đi mà xa xa tần nhai đem hạt châu kia thu nhập nhẫn chữ vật bên trong trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng quả nhiên không sai hồn linh cổ liên nhằm vào chính là linh hồn lực lượng cái này đạo thức nói cho cùng cũng là từ linh hồn diễn xanh mà ra bên ngoài ấn ký tự nhiên không pháp chống lại cổ liên lực đương nhiên đây chỉ là hắn đối với hồn linh cổ liên một điểm nho nhỏ trụ cột vận dụng mà thôi còn càng thâm nhập vận dụng, còn muốn tiến hành một phen nghiên cứu. Chương 1883, tàn sát chân thần. Đừng để ý tới hắn là thế nào đến, người này quỷ dị, không động thủ nữa giết hắn. Chúng ta vài cái sợ sẽ không đi được. Áo xanh vũ giả gầm nhẹ một tiếng, thôi động trước mắt cụ Phong thần binh. Hướng Tần nhai lần nữa giết tới. Cự kiếm rơi vào cái kia kim trung chi lên, phát sinh tiếng ông ông vang. Như như lôi đình cuồn cuộn mà ra, chỉ bất quá kim trung kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng không có tổn thương chút nào, chiến khôi thấy thế, trong tay cự kiếm dơ lên, rơi xuống. Như thế lặp lại, trong nhấp nháy, liền đã đánh ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Ong ong tiếng, chấn động hỗn độn, bên tai không rớt. Đáng tiếc, lúc này tần nhai đã không có tiếp tục cùng cái này chiến khôi giao thủ hứng thú. Vô thượng U Minh chỉ đạo đột nhiên thôi động cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều một dạng u minh lực tịch quyền bốn phía mấy vạn dặm phẳng phất rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong hết thảy chân thần không khỏi nội tâm hung hăng run lên phẳng phất có cái gì kinh khủng đồ đặc đang chuẩn bị bạo nổ phát u minh tịch diệt đạm mạc tiếng vang vọng chỉ thấy ở tần nhai trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một cái phương viên mấy trượng vòng xoáy vòng xoáy kia trung lộ ra khủng bố lực lượng làm cho lòng người kinh sợ không gì sánh được ngay sau đó vòng xoáy này bị tần nhai nhẹ nhàng ném ra đang ở vòng xoáy ném ra sát na tần nhai cũng đã đem kim trung tản đi mà cụ phong thần binh cự kiếm chợt rơi xuống muốn đem tần nhai cho một phân thành hay sát na chỉ thấy cự kiếm vừa lúc cùng vòng xoáy kia va chạm tại một cái ông một hồi ba động kỳ dị tràn ngập ra ngay sau đó cự kiếm kia lại phẳng phất bị vòng xoáy kia cho hút vào vậy đúng là từng khúc tan rã liền một chút mảnh vụn cũng không có tiêu tán xuất hiện một màn này quỷ dị đến rồi cực hạn không được thần phong tộc áo xanh vũ giả nhận thấy được vòng xoáy này khủng bố vội vã thôi động thần lực muốn đem cái này cụ phong thần binh cho thu hồi chỉ bất quá hết thảy đều chậm vòng xoáy kia lại ẩn chứa một không hiểu hấp lực gắt gao ngăn chặn cụ phong thần binh dù là áo xanh vũ giả như thế nào Triệu Hoán đều không bất cứ tác dụng gì. Cự kiếm tan dã tiếp lấy lại rơi vào cái kia chiến khôi thân lên. Bất quá là trong nháy mắt công phu, chiến khôi trên liền xuất hiện vô số đạo giống như mạng nhện vết rách. Tiếp lấy như cự kiếm vậy không ngừng băng giải tán loạn mười mấy trượng thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng thu nhỏ lại một cái hô hấp thời gian không đến, cụ phong thần binh, hoàn toàn biến mất. Cái này, điều này sao có thể? Áo xanh vũ giả nhìn một màn này, kinh hãi gần chết. Phải biết, đây chính là hắn thần phong nhất tộc trọng bảo A. Sở hữu có thể so với chân thần cảnh giới ba trọng tột cùng lực lượng. Nhưng tại cái quỷ dị vòng xoáy phía dưới, cư nhiên không thể chống đỡ một chút nào. Đã bị triệt để tan giã. Đúng, đúng vô thượng U Minh chi đạo thần thuật thật thật khủng bố thần thuật. Cái này thần thuật không coi là bao nhiêu huyền diệu. Chỉ bất quá mấu chốt ở chỗ đó là liên quan tới vô thượng chi đạo thần thuật. Vì vậy mới bộc phát ra loại này lực lượng. Cái kia loại lực lượng căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Rất nhiều chân thần chứng kiến một chiêu kia về sau đã sinh lòng thối ý. Chỉ bất quá tần nhai há lại sẽ đơn giản vòng qua bọn họ. Chư vị, chúng ta tiếp tục giải quyết xong cụ phong thần binh về sau tần nhai cầm trong tay xích huyết thần ảnh giống như quỷ mị lóe lên hướng những thứ kia chân thần phóng đi trường thương không ngừng huy vũ tư luôn xích huyết thương trực tiếp quán xuyên một cái chân thần thần cách càng đưa hắn đẩy người thần huyết cho thôn phệ hầu như không còn linh hồn cũng hóa thành hồn linh cổ liên chất dinh dưỡng giết chết một cái chân thần về sau tần nhai không có dừng tay hướng những người còn lại giết tới tức thì một hồi máu tanh sát lục thịnh yến ở trong hỗn độn chuyển hiện phía trước những thứ kia bị tần nhai giết còn dư lại các võ giả nhìn trận này sát lục không khỏi nuốt nuốt khẩu sớm đã bị rung động khó có thể ngôn ngữ đều nói chân thần chi hạ làm kiến hôi nhưng là ở tần nhai nơi đây cũng là triệt để phản ngược trở lại chân thần ở tần nhai trước mặt đúng là như con kiến hôi quái quái vật a đối thủ như vậy há là chúng ta có thể đối phó được trận chiến đấu này các ngươi chậm rãi đánh đi ta không đùa lại tái kiến đi hắc lão quái thấy tần nhai dũng mãnh phi thường vô địch chiến ý toàn tiêu không dám tiếp tục ra tay bằng vào một tay xảo diệu ẩn nấp chi pháp hướng xa chỗ lao đi tuy là cái này ẩn nấp chi pháp giết không được tần nhai nhưng dùng để chạy trốn vẫn có cực hiệu quả tốt dù là tần nhai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bên ngoài rời đi sở hữu thần khí xích huyết cùng với thần chiến chi đạo mang tới siêu cường trạng thái chiến đấu tần nhai giống như nhất tôn chiến thần vậy lại giết được còn dư lại những thứ này chân thần đánh tơi bời hơn nửa canh giờ về sau chỉ còn hạ lác đác vài cái người ở một thương giết tử thần phong tộc áo xanh vũ giả về sau còn dư lại chân thần cũng muốn chạy trốn nhưng hắn nhóm không có hắc lão quái như vậy ẩn nấp chi pháp ở có không gian chi đạo tần nhai trước mặt trốn chạy tỷ lệ nhỏ đến đáng thương may mắn tần nhai ở giết hết áo xanh vũ giả về sau cũng không tiếp tục động thủ nhìn bọn họ liếc mắt về sau đạm mạc nói trở về nói cho các ngươi biết sau lưng thế lực nếu muốn giết ta liền phái cao thủ mạnh hơn đến đây đi nói xong hắn trở tay gian lấy ra một con chiến thuyền đứng tiến lên hướng mịt mờ hỗn độn đi xa, còn dư lại mấy cái chân thần thấy thế. có dũng khí tìm được đường sống trong chỗ chết một dạng cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là lòng có dư kinh sợ. cái này cái quái vật này thật là đáng sợ. giết chân thần như giết con kiến hôi, hắn sao mạnh mẽ tới mức này? vốn cho là nghe đồn không thể tin, hiện tại xem ra đúng như là này a. À. người này so với trong tin đồn còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. À một trận chiến này lấy rất nhiều chân thần thảm bại mà xong việc mà một trận chiến cũng để cho tần nhai danh khí lần nữa điên cuồng tăng vọt ở cái kia chi về sau tần nhai liền biến mất ở mịt mờ hỗn độn bên trong có vô số thế lực ở thương khung giới ngoại bố trí hạ cơ sở ngầm nhưng cân nhắc ngàn năm trôi qua vẫn chưa từng có ai nhìn thấy bên ngoài trở về mà có chút chiến bại thế lực căm tức không gì sánh được tìm không được tần nhai muốn đem hỏa phát ở tiệt thần tông chi lên. Nhưng hắn nhóm cũng là sai rồi, lầm to. Vào lúc đó, mọi người mới phát hiện, nho nhỏ này tiệt thần tông bên trong. Ngoại trừ có tần nhai một cái như vậy cái thế yêu nghiệt bên ngoài, lại còn cất giấu lôi hoang. Huyền tiêu hai cái này hung thần. Những thứ kia đi vào tìm phiền toái thế lực nhóm ở nơi này hai cái hung thần trước mặt. Không chịu nổi một kích bị dễ dàng oanh sát tới đây, không còn có người dám đi tìm tiệt thần tông phiền phức. Mà thần đình, cũng phạm không được vì một cái nho nhỏ. Liền một cái chân thần cũng không có đản xanh tiệt thần tông mà cùng huyền tiêu hai người gây. Chiến, bọn họ để ý, chỉ có tần nhai một người. Khi biết tần nhai ly khai thương khung giới về sau, thần đình ở vạn giới sở nâng đỡ thế lực dồn dập có hành động. Ở vạn giới đến chỗ lục soát tìm tần nhai tung tích bất quá lại là mấy vạn năm trôi qua nhưng không có tin tức gì chỉ bất quá tần nhai danh tiếng vẫn không có nửa phần yếu bớt ngược lại thì theo rất nhiều thế lực lục soát tìm mà không ngừng tăng trưởng dù sao một cái như vậy cái thế yêu nghiệt từ viễn cổ tới nay đều không có mấy người đây mịt mờ hỗn độn chung một con thuyền chiến thuyền ở đi tới cả người bạch y khuôn mặt tuấn lang thanh niên khoanh chân ngồi ở chiến thuyền bong tàu lên lại tựa như ở cảm ngộ nào đó đại đạo vậy, mấy canh giờ về sau. Thanh niên đột nhiên mở hai tròng mắt màu quang trung bộc phát ra một chiến ý kinh người. Cái kia chiến ý hầu như ngưng là thật tính chất từ hắn nhãn trung phụt ra mà ra. Trọng hướng hỗn độn trung, một đầu chính là muốn tấn công về phía chiến thuyền hỗn độn dị thú. Bị cái này trong ánh mắt ẩn chứa chiến ý bắn chúng, lại hét thảm một tiếng. Bị mất mạng tại chỗ. Rốt cục đột phá chương 1884, cùng kỳ bão hư. Rốt cục đột phá, tần nhai trong tròng mắt thần quang dần dần thu liễm, khóe miệng vi kiều đạo. Tự ly khai thương khung đã qua một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này. Hắn sử dụng thiết ngô câu đưa cho mặt nạ vàng kim, cải biến dung mạo. Không sai, bây giờ tần nhai dung đã không phải là mọi người quen thuộc cái kia khuôn mặt. Bây giờ khuôn mặt này chỉ là mặt nạ vàng kim huyễn hóa thành, những năm gần đây hắn đã đem mặt nạ vàng kim luyện hóa làm được có thể cải biến dung mạo trình độ hơn nữa liền thần vương đều hoàn toàn nhìn không ra tới vì vậy thần đình lục soát tìm hắn nhiều năm như vậy mới không có tin tức gì cái này đều là mặt nạ vàng kim công lao bằng không hắn sớm không biết muốn rơi vào bao nhiêu trận trong chém giết coi như hắn không e ngại nhưng là rất phiền phức những năm gần đây hắn ngồi ngồi chiến thuyền ở trong hỗn độn du lịch một bên lợi dụng hồn linh cổ liên, tìm hiểu kim sắc vòng tròn trên ẩn chứa thần chiến chi đạo cùng với các loại thần thuật. Một bên nghiên cứu hồn linh cổ liên trung ẩn chứa tác dụng. Còn có còn lại nhiều như rừng một ít gì đó. Tuy là đã qua vài vạn năm, nhưng vẫn cảm giác thời gian không đủ dùng, phải biết. Đối với bình thường vũ giả mà nói, nghiên cứu cái này bất luận một món đồ gì cũng không biết phải hao phí nhiều thiếu năm tháng vài cái mười mấy cái nguyên niên xuống phía dưới đều là chuyện rất bình thường tình hơn nữa có đôi khi còn khả năng không thu hoạch chút nào đây tần nhai có hồn linh cổ liên trợ giúp tìm hiểu đạo hoặc còn lại thần bí tốc độ nhanh vô cùng so với một ít hay là yêu nghiệt tới không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần nhưng tức thì tựa như đây những năm gần đây tìm hiểu thần chiến chi đạo cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt được vô lượng cảnh giới mà thôi khó khăn kia có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn vẫn có kim sắc vòng tròn trợ giúp điều kiện tiên quyết xuống. Ngoại trừ ngoài ra, u minh chi đạo cũng hơi có tiến bộ. Còn không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, cái này lưỡng đạo sớm đã là chân thần dưới cực hạn tiêu chuẩn. Nếu là có thể có một viên thần cách, Tần Nhai tốn hao một đoạn thời gian là được trực tiếp tấn cấp chân thần. Nhưng hắn muốn đi đường là bằng vào chính mình ngưng tụ thần cách vì vậy đã ở một mạch trong tham ngộ tuy có sở tiến bộ nhưng khoảng cách ngưng tụ thần cách tiêu chuẩn lại vẫn là xa xa khó vời dù sao muốn dựa vào bản thân ngủ lực lượng ngưng tụ thần cách như thế nào lại dễ dàng nếu thật làm cho tần nhai dễ dàng như vậy liền ngưng tụ ra thần cách từ viễn cổ đến nay từng ấy năm tới nay cũng sẽ không chỉ có tử vi đại đế thành công ta đã ở trong hỗn độn du lịch thời gian lâu như vậy cũng nên tìm được địa phương dừng lại một cái. Thuận liền nghiệm chứng một cái tự thân tinh tiến trình độ. Ngôn ngữ rơi, tần nhai chờ tay gian xuất hiện một viên ngọc giản. Ngọc giản này chính là trước đây thần điện điện chủ cho hắn mỗi bên xa hơn cổ thế lực sở tại. Cùng với một ít cấm địa thậm chí thần điện chưa tìm tòi nghiên cứu qua địa phương. Hắn thần niệm khẽ động, tiến nhập ngọc giản bên trong rất nhanh, hắn phát hiện mình hiện tại chỗ ở bên trong khu vực này cư nhiên không có bất kỳ vạn. Giới thần điện tung tích càng chưa nói không gian truyền tống cơ chế. Xem ra chính mình đi được có điểm vắng vẻ. Tần Nhai lắc đầu, tiếp tục tại bên trong Ngọc Giản nghiên cứu. "Hả, man hoang chi địa?" Bỗng nhiên, Tần Nhai trước mắt hơi sáng lên, lộ ra một cái hứng thú. Căn cứ Ngọc Giản ghi chép Tần Nhai hiện tại đúng là ở vào cái này trong hỗn độn man hoang dài đất ở chỗ này không có bất kỳ không gian truyền tống cơ chế từ viễn cổ về sau liền bị một ít thế lực chiếm giữ có rất ít vũ giả đạp chân nơi đây năm đó vạn giới thần điện nghĩ đến này thành lập không gian truyền tống cơ chế nhưng bị nơi này một ít thế lực liên hợp lại cự tuyệt thần điện điện chủ cũng không muốn đem sự tình làm lớn cùng những thứ này thế lực làm giữ vì vậy liền không giải quyết được gì mà căn cứ ngọc giản tin tức ở chỗ này có nhất chỗ tên là hồng vân sơn chỗ cấm địa man hoang chi địa mỗi bên đại thế lực chính là lấy hồng vân sơn làm trung tâm ở bốn phía thành lập căn cứ địa ở này lánh đời cho tới bây giờ không chỉ có như đây cái này man hoang chi địa mỗi bên đại thế lực giữa lẫn nhau cũng cũng không hòa thuận thường xuyên phát sinh tranh đấu mỗi bên đại thế lực lãnh địa giao giới chỗ càng là sản sinh một cái lại một cái chiến trường thời viễn cổ thật không may tần nhai bây giờ chính là ở vào bão hư tông cùng với cùng kỳ bộ tộc giữa chiến trường thời viễn cổ hơn nữa còn là chiến trường viễn cổ này rất thâm nhập địa phương cái này có điểm lúng túng tần nhai sờ lỗ mũi một cái nhìn bốn phía này mịt mờ hỗn độn lẩm bẩm nói chiến trường viễn cổ này khổng lồ như vậy ta cũng sẽ không xui xẻo như vậy trùng hợp gặp được cùng kỳ bộ tộc hoặc là bão hư tông người đi oanh oanh đang ở lời hắn rơi hạ không lâu sau xa chỗ truyền đến kịch liệt năng lượng ba động cái này năng lượng nhấc lên lớn đại phong bạo hoàn toàn không thua chân thần cấp bậc cường giả ở giao chiến thì sinh ra trùng kích tần nhai thấy thế không khỏi sửng sốt một cái bất đắc dĩ cười khổ ta đầy miệng hẳn là khai quá quang nhưng đến nơi này hắn đối với cái kia hay là cùng kỳ bộ tộc bão hư tông sinh ra một chút hứng thú cứ như vậy cái gì đều không làm liền rời đi có thể không phải là phong cách của hắn. Vì vậy hắn thu hồi chiến thuyền hướng trung tâm năng lượng lao đi. Giết, hừ, giết chết đám nhân loại kia, một cái cũng không có thể để cho chạy. Muốn muốn giết chúng ta, còn sớm đây. Đối đãi tần nhai đi tới cái kia trung tâm năng lượng. Chỉ thấy hai phe nhân mã đang ở điên cuồng giao chiến, trong đó nhất phương mọc vàng nhạt sắc. Như dã thú thụ đồng, thân trên còn có từng nét bùa chú, tràn đầy kinh người sát khí một phương khác tắc thì là từng cái mặc trường bào màu lam vũ giả. Phanh, phanh, song phương kịch chiến, có tử thương. Chiến trường phía trên nhất cũng là hai cái chân thần cấp bậc cường giả ở giao chiến. Binh khí giao kích lúc sản sinh từng cổ một kịch liệt vô cùng bão táp. Đây chính là cùng kỳ bộ tộc cùng bão hư tông sao? Cái kia bão hư tông cũng chẳng có gì. Cái kia cùng kỳ bộ tộc thật ra khiến hắn sinh ra một chút hứng thú cùng kỳ chính là nhất tôn viễn cổ hỗn độn tiên thiên sinh linh cụ bị trời sinh thần cách chiến lực khủng bố là viễn cổ thời đại chứ danh ác thần một trong kỳ lực lượng thậm chí liền thần vương đều muốn cam bái hạ phong mà cùng kỳ bộ tộc chính là cụ bị cùng kỳ huyết mạch tộc quần chỉ bất quá cùng kỳ ở thời kỳ viễn cổ đã bị chém giết cái này cùng kỳ bộ tộc cũng không ngừng suy nhược cho tới bây giờ trong tộc đàn liền một cái cao cấp chân thần cũng không có. Thực lực cùng Viễn Cổ Thập Tộc Liệt Hỏa Tộc, Lam Nguyệt Tộc chờ tương đương. Nhưng nổi tiếng không cao, vì thế không có bị xếp vào Viễn Cổ Thập Tộc trong hàng ngũ. Cùng kỳ, trời sinh ác thần, sát khí không ai bằng. Cái này cùng kỳ bộ tộc nhưng thật ra cũng thừa kế bên ngoài đặc tính, sát khí này mạnh. Là tiên thiên mà sinh, so với hậu thiên trải qua sát lục mà sinh ra sát khí. Cũng thuần túy trên rất nhiều. Tần nhai ở một bên quan chiến. Ngược lại cũng không gấp tham chiến. Này lúc trên không trung đang giao chiến bão hư tông chân thần đột nhiên hướng sau chợt lui. Tiếp lấy thân ảnh khẽ động đúng là ẩn vào hư không, biến mất. Ừ, đây là ẩn nấp chi pháp. Đang quan chiến tần nhai khẽ di một tiếng. Cái này ẩn nấp chi pháp hiển nhiên thập phần cao minh. Thật ra khiến hắn nhớ tới trước đây nguyên nhân thần đình lệnh giết chết tới vây giết hắn hắc lão quái, chỉ bất quá cái này chân thần ẩn nấp chi pháp bắt đầu hắc lão quái. Cũng là còn muốn kém trên như vậy một tầng. Nhưng một dạng chân thần không có pháp đơn giản phát hiện. Siêu, siêu, cái kia ẩn nặc chân thần phát sinh mấy đạo công kích. Cùng kỳ nhất tộc Đại Hán không pháp kịp thời phát hiện liên tục bị thương. Không khỏi rít gào mấy tiếng. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát đi ra cho ta. Chỉ thấy Đại Hán rít gào ngay sau đó cái kia đôi như như chuông đồng lớn nhỏ vàng nhạt sắc thụ đồng lưu chuyển quá lưỡng đạo hoang. Quang, tản ra huyền diệu ba động. Trường 1885, không phải tần nhai. Giống, chỉ thấy cái kia cùng kỳ nhất tộc chân thần rít gào một tiếng. Nhãn trung nổ bắn ra lưỡng đạo nhạt hào quang màu vàng. Trong vầng hào quang ẩn chứa một cực kỳ huyền diệu ba động. phảng phất hết thảy mọi thứ ở nơi này mâu quang hạ đều không chỗ có thể ẩn giấu vậy. Đó là cùng kỳ chi đồng, có thể phá ẩn nấp chi pháp. Không được, đại nhân ẩn nấp chi pháp sợ sẽ cũng bị phá giải. Chỉ thấy đại hán kia mâu quang ở trong hư không đảo qua, bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, hư lạnh nói. Lại còn cất giấu một cái đồng bọn sao? Hư, chẳng qua một cái vô lượng, xem ta như thế nào giết ngươi. Lập tức, đại hán một trường hướng nào đó chỗ hư không đánh ra đang ở xem cuộc chiến tần nhai, bỗng nhiên cảm giác được một giống như núi áp lực tức thì cuốn. Tới, chính là đại hán kia hung hãn hướng hắn khởi sướng công kích. Tần nhai thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ. Hắn bị phát hiện, ở cùng kỳ chi đồng trước mặt, hắn điểm ấy vụng về ẩn giấu kỹ xảo thật là khó mà đến được nơi. Thanh nhã, hơn nữa hắn cũng không có tận lực đi ẩn tàng thân hình. Thân là cái thế yêu nghiệt, thân là một cái chém giết không biết nhiều thiếu cái chân thần cường giả tần nhai trong lòng tự nhiên có bên ngoài ngông nghênh cái này cùng kỳ bộ tộc cùng với bão hư tông giao chiến hắn thấy căn bản cũng không tính là gì đối mặt loại này kích thước chiến đấu hắn làm sao tu ẩn giấu dù cho những thứ này người toàn bộ lên hắn cũng không sợ chỉ thấy tần nhai tùy ý phất tay một quyền cùng cái kia cùng kỳ nhất tộc đại hán trưởng khí va chạm ầm ầm chấn động hư không bạo phá đúng là đại hán kia bị tần nhai quyền phong cho đánh bay ra ngoài không khỏi làm mọi người thất kinh người kia là ai có thể bước lui cùng kỳ nhất tộc trưởng lão cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi mà trong bóng tối bão hư tông chân thần cũng không khỏi sửng sốt một cái giúp đỡ hắn nhớ kỹ chính mình không có an bài cái gì giúp đỡ a à. cái này người đến tột cùng từ đâu trong nhô ra mà là thực lực còn như thế cường đại có thể nhất chiêu liền bước lui cùng kỳ nhất tộc trưởng lão. Vậy liền coi là làm mình cũng rất khó làm được a. À. Không nghĩ tới Bão hư tông lại xuất hiện như vậy thiên tài tốt. Cùng kỳ tộc trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có vẻ hết sức kiêng kỵ. Vừa rồi cái kia lập tức, hắn tuy là không hề sử dụng toàn lực, nhưng là không phải là người nào có thể ngăn cản được. Mà Tần Nhai tùy tùy tiện tiện là có thể đem bên ngoài hóa giải, thậm chí bước lui chính mình phần thực lực này đã tuyệt không thấp hơn chính mình lại thêm trên cái kia cất dấu âm thầm bão hư tông chân thần tình huống đối với cùng kỳ bộ tộc có chút không ổn à bão hư tông đệ tử có ai có thể nói cho ta người này là ai à chúng ta bão hư tông bên trong có đệ tử như vậy sao vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây ây ta cũng chưa từng thấy qua bão hư tông các đệ tử nghe được cùng kỳ tộc trưởng lão, không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc. Nhìn tần nhai, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không giải khai. Người này, từ đâu xuất hiện đâu? Siêu, này thì một đạo kiếm khí tự trong hư không lướt đi, trực bức cùng kỳ nhất tộc trưởng lão. Mà cái kia trưởng lão thấy thế, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Tràn ngập sát khí khủng hoảng quyền ý bạo nổ phát, đem kiếm mang kia đánh nát ngay sau đó một đạo thân ảnh tự trong hư không hiển hiện ra cái kia người chính là bão hư tông trưởng lão tiểu huynh đệ chúng ta vừa động thủ một cái diệt người này bão hư tông trưởng lão cũng không để ý tần nhai lai lịch thấy thực lực của đối phương kinh người liền muốn muốn trực tiếp đem đối phương mượn hơi đến cạnh mình tới hừ muốn diệt ta xem ta trước tiêu diệt các ngươi tần nhai còn không nói gì thêm đây cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão liền trước nổi giận gầm lên một tiếng. Thần lực thôi động đến rồi cực hạn. Trên người Huyền Diệu Phù Văn nổi lên nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Uy thế lại không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền từ chân thần nhất trọng cảnh giới tăng lên tới chân thần hai trọng. Sát khí trên người cũng càng thêm nồng trọng vài phần. Bão hư tông vũ giả thấy thế không khỏi hơi biến sắc mặt. Đây là chỉ có cùng kỳ bộ tộc chân thần cường giả tài năng đủ nắm giữ bí thuật Sát khí cuồng hóa, đáng chết, cái này khiến có chút phiền phức. Bão hư tông chân thần thấy thế, không khỏi khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng. Mà Tần Nhai mặt sắc lại vẫn là bình tĩnh. Xem lão tử trước tiêu diệt các ngươi. Oanh, kinh khủng sát khí như thủy triều điên cuồng tuôn ra, lại ép về phía Tần Nhai. Cùng kỳ tộc trưởng lão hiển nhiên cũng minh bạch quả hồng muốn tìm mềm bóp, hắn thấy tần nhai thực lực tuy là kinh người nhưng dù sao chỉ là một cái vô lượng cảnh giới mà thôi định không bằng chân thần giết hắn trước tiết kiệm phiền toái chỉ bất quá hắn bản tính này cũng là gọi lộn số vừa lúc để cho ta xem ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng tần nhai khóe miệng vi kiều lại không trốn không né con đường thẳng đấm ra một quyền cẩn thận bão hư tông chân thần thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng mà cùng kỳ tộc chúng người thấy thế lại lạnh lùng cười đây là khinh thị hư trưởng lão sử dụng cuồng hóa kỹ năng lực lượng tăng vọt hắn một cái nho nhỏ vô lượng cảnh giới coi như cường thịnh trở lại cũng tuyệt không phải trưởng lão đối thủ không sai là hắn nhất định muốn chết ở rất nhiều cùng kỳ tộc vũ giả nhãn trung tần nhai đã người chết phanh hai cái quả đấm va chạm hư không nổ tung kinh khí phụt ra chỉ thấy ở rất nhiều cùng kỳ tộc vũ giả nhãn chung chắc chắn phải chết tần nhai dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh tiếp hạ một quyền này hơn nữa không có bất kỳ miễn cưỡng thật là mạnh lực lượng cùng kỳ tộc chân thần thấy thế không khỏi đồng tử hơi co rụt lại ngay sau đó hắn cả người sát khí điên cuồng tuôn ra hướng nắm tay quán thâu đi nhưng tần nhai cũng không yếu thế chút nào thần chiến chi đạo vận truyền trong giây lát, một khủng bố chiến ý chợt bạo nổ phát. Ha ha, đến đây đi. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, hóa quyền vì trưởng, bắt lại cùng kỳ tộc trưởng lão cổ tay. Đột nhiên dùng sức lôi kéo, tiếp lấy một cước như roi sắt vậy hất ra. Một cước này hung hăng đá vào cùng kỳ tộc trưởng lão thân lên. Mặc dù cùng kỳ nhất tộc nhục thân cường hãn còn có sát khí hộ thể. Nhưng ở nơi này một cước xuống, vẫn là bị quất đến xương cốt nổ tung, huyết nhục tán loạn thần thể trong nháy mắt chịu đến trọng thương mà tần nhai một cước rút ra về sau buông ra nắm cùng kỳ tộc trưởng lão cổ tay tay điên quyền nộ trưởng hàm chứa khủng bố tiệt luân vô biên chiến ý không ngừng đánh ra đánh cùng kỳ tộc trưởng lão liền một tia cơ hội thở dốc cũng không có nhìn một màn này bất kể là cùng kỳ bộ tộc vẫn là bão hư tông vũ giả đều mục trừng khẩu ngốc phảng phất chứng kiến thế giới này trên nhất chuyện bất khả tư nghị tình vậy một cái vô lượng lại đánh cùng kỳ tộc trưởng lão không có lực phản kháng chút nào. Tốt cường đại chiến ý, thật là cao minh chiến đấu kỹ xảo. Thiên A, à, người này thật sự là một vô lượng kỳ sao. Ai ra, đây không khỏi quá kinh khủng. Mọi người kinh hô không ngớt, chấn động lay động liên tục. Tự liền bão hư tông chân thần cũng là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Tiếp đó, hắn khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng trong tin đồn những năm gần đây ra một cái có thể thí thần yêu nghiệt thiên kiêu người này hẳn là hắn nhưng sau hắn đạo thức khẽ nhúc nhích lấy ra một viên ngọc giản ngọc giản này trên ghi lại chính là tần nhai tin tức ở hôm nay chân thần trong vòng liên quan tới tần nhai tin tức hầu như đều là mỗi người một phần từ này có thể thấy được mọi người đối với tần nhai coi trọng trình độ hắn xem đi qua ngọc giản nhìn thoáng qua tần nhai dung mạo tiếp lấy lại dùng đạo thức kiểm tra đang ở điên cuồng trà đạp cùng kỳ tộc chân thần thanh niên nhưng bất kể thế nào xem dung mạo của đối phương cùng cái kia tần nhai không hề tương tự chi chỗ không phải tần nhai nhưng cái này thanh niên chiến ý kinh người phảng phất là trời sinh vì chiến mà sinh loại này đặc thù cùng cái kia cuồng chiến bộ tộc rất là cùng loại chẳng lẽ hắn là cuồng chiến nhất tộc người ai không nghĩ tới trong trời đất này lại ra một cái như vậy yêu nghiệt Bão hư tông chân thần, không khỏi cảm khái nói. mươi 1886, tiện ảnh. Phanh, phanh, phanh. Kịch chiến đang tiếp tục tần nhai cùng cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão hai bóng người đang. Không ngừng lóe ra, bộc phát ra kinh khí ở bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mọi người thấy thế, liên tục tránh lui. Một trận chiến này, tần nhai cũng không có sử dụng không gian chi đạo hủy diệt chi đạo cùng u minh chi đạo hắn sử dụng là tân nắm giữ vô thượng thần chiến chi đạo thứ nhất thần chiến chi đạo hắn còn chẳng bao giờ trước mặt người khác thi triển qua vì vậy không có ai biết tần nhai cụ bị cái này chờ vô thượng chi đạo mà u minh chi đạo thậm chí xích huyết thần khí đều quá mức rõ ràng dễ dàng làm cho hắn thân phận bại lộ thứ hai hắn cũng dự định thật tốt ma luyện ở nơi này vô thượng chi đạo oanh 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 thần chiến chi đạo thôi động tần nhai bằng vào cái kia loại thần kỳ trạng thái chiến đấu cùng với vô thượng chi đạo uy lực lại ngạnh sinh sinh đem cùng kỳ nhất tộc trưởng lão cho vững vàng chế trụ đồng thời chiến lực của hắn vẫn còn ở không ngừng leo lên lại tựa như càng đánh càng mạnh vậy cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão không khỏi cực kỳ bực bội ghê tởm ở tiếp tục như thế ta chắc chắn thất bại người này đến tột cùng là từ đâu trong nhô Gia a lại có như thế nghịch thiên chiến lực cái này ngoại giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra yêu nghiệt một tên tiếp theo một tên trước đó không lâu ra một tần nhai hiện tại lại thêm một người thần bí thanh niên chẳng lẽ chúng ta lánh đời quá từ lâu triệt để xa suốt nhìn tần nhai cái kia cường hãn tiệt luân chiến lực cùng kỳ tộc trưởng lão ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài còn có chút ít cảm khái đón lấy hắn mâu quang đông lại một cái thần lực thôi động đến rồi cực hạn đấm ra một quyền miễn cưỡng đem tần nhai đánh bay. Tiếp đó, chỉ thấy hắn nhảy trên cao khoảng không, rít gào một tiếng. Quanh thân sát khí hòa lẫn thần lực ở trong hư không không ngừng đan sen. Ngừng tụ thành một không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Cái kia lực lượng mạnh mẽ thậm chí làm cho bốn phía hư không không ngừng chấn động. Bốn phía cái này nhất cả phiến hỗn độn chi khí cũng vì đó bạo tàu. Hả, muốn ra tiệt chiêu sao? Tần nhai khẽ cười một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái cảm thấy hứng thú màu sắc. Cùng kỳ nhất tộc lực lượng đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào đâu. Thần thuật cuồng thú cơn giận. Chỉ thấy cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Vô biên sát khí hỗn hợp thần lực ở trong hư không ngưng tụ ra lực lượng lại chậm rãi hình thành. Một đạo thú ảnh. Cái kia thú ảnh, chỉ có một đầu, dáng dấp phẳng phất lão hổ một cái hổ thủ nhưng tản mát ra uy thế cũng là chấn động lay động thiên địa sát khí trùng tiêu phảng phất là thượng cổ ác thần cùng kỳ lại đến vậy giống cái kia hổ thủ phát sinh rít lên một tiếng như như thực chất âm ba điên cuồng khoách tán ra bốn phía côn đồ chịu đến cái này âm ba ảnh hưởng mà nổi lên nhất lăn tăn rung động dường như mặt hồ bình tĩnh bị ném hạ một hòn đá không được lui Bão hư tông chân thần thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt. Mà những người còn lại cũng đều kịp phản ứng, điên cuồng hướng xa chỗ bỏ chạy. Nhưng vẫn là có mấy cái chạy tương đối chậm vũ giả, bị này cổ âm ba cho ảnh hưởng đến. Sóng âm kia đúng là có thể cùng vũ giả thân thể sản sinh một loại kỳ diệu cộng hưởng. Bị lan đến gần các võ giả, dồn dập hóa thành bọt máu nổ lên. Tốt thật là đáng sợ uy lực đây chính là cùng kỳ nhất tộc trưởng lão thần thuật sao thật là lợi hại cái tên kia không có sao chứ mọi người thoát đi âm ba ảnh hưởng phạm vi về sau vội vã nhìn phía đi xa cái này chỉ là tràn ngập ra âm ba dư uy liền kinh khủng như vậy cái kia chịu âm ba chính diện đánh tần nhai lại thừa nhận kinh khủng bực nào áp lực đây thật là mạnh âm ba a à. chính là tần nhai cũng không khỏi ám tự tán thán một tiếng nhưng cái này âm ba tuy là cường đại vẫn là không pháp đối với hắn tạo thành cái gì quá mức tổn thương thật lớn hắn chỉ cần đem không gian ngăn cách liền có thể ngăn cản hạ này cổ âm ba mà cũng không chỉ là cái này cùng kỳ tộc trưởng lão thần thuật toàn bộ uy lực này cổ âm ba bất quá là cái này thần thuật khúc nhạc dạo mà thôi chỉ là khúc nhạc dạo thì có như này cường đại lực lượng cái này thần thuật chi huyền diệu so với tần nhai quá khứ thấy đại bộ phận thần thuật đều cao. Minh hơn rất nhiều. Hừ, có thể ngăn hạ âm ba, nhưng người có thể tiếp hạ cái này thần thuật sao? Đi, cùng kỳ tộc trưởng lão đem cái kia thần thuật hung hăng ném đi, sát na. To lớn kia hổ thủ mang theo khắp nơi thiên sát khí, như tinh thần vậy hướng tần nhai uy áp đi. Ta đầy cũng hơi chút chăm chú một chút đi. Tần nhai mâu quang đông lại một cái, nắm tay đột nhiên nắm chặt thần chiến chi đạo bị hắn thôi động đến rồi cực hạn đón lấy hắn chợt hướng hư không đánh tới một quyền hai quyền ba quyền bảy quyền đủ đủ bảy đạo quyền kinh ngênh khoảng không mà ra ở hư không trùng điệp dung hợp tạo thành một khó có thể tưởng tượng khủng bố quyền ảnh quyền ảnh hoành khoảng không chấn động thiên địa oanh quyền ảnh rơi vào hổ thủ chi lên nhưng chỉ thấy cái kia hổ thủ như yếu ớt thủy tinh vậy từng khúc phá toái mà khủng bố quyền ảnh uy lực lại vẫn khủng bố. Làm sao có thể, chính mình thần thuật bị dễ dàng như vậy phá giải. Cùng kỳ tộc đại hán khắp khuôn mặt là không thể tin thần xác Nhưng này quyền ảnh mang tới uy áp điên cuồng đánh thẳng vào hắn tâm thần. phảng phất nói cho hắn cái này hết thảy chân thực. Không, thành đồng thú khiên cho ta hộ tống. Cùng kỳ tộc trưởng lão thấy quyền ảnh đến từ trên trời chợt lấy ra một mặt xanh sắc thiết thuẫn, cái kia thiết thuẫn dài ra theo gió. Trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái to lớn cửa sắt vậy. Phía trên điêu khắc một đầu không gì sánh được giữ tận thú ảnh. Quyền ảnh rơi vào cái này thú môn chi lên, bộc phát ra kinh người bạo phá thanh âm. Một không thua gì với vừa rồi cái kia cuồng thú thanh âm âm ba tiếng khuếch tán ra. Mà cái kia thú khiên lại tựa như cũng không chịu nổi cái này quyền ảnh uy lực chợt lõm xuống từng đạo vết rách di chuyển hiện mà quyền kinh xuyên thấu qua cái này từng đạo vết rách tịch quyển mà ra công kích đến ở thú khiên phía sau cùng kỳ tộc trưởng lão cho dù là trải qua thần thuật thú khiên song trọng suy yếu quyền kinh vẫn làm cho cái này cùng kỳ tộc trưởng lão không dễ chịu bị cỗ quyền kinh này oanh đến tự như cùng bị từng viên một to lớn tinh thần đụng vào vậy tại chỗ phun ra mấy búng máu xương cốt huyết nhục ầm ầm phá toái tự liền thần cách cũng trở nên có chút ảm đạm xuống đối đãi một quyền này năng lượng hoàn toàn tiêu thất về sau cái kia thú khiên cũng trực tiếp bể ra mà cùng kỳ tộc trưởng lão càng vết máu đầy người chật vật không chịu nổi lui không nói lời nào cùng kỳ tộc trưởng lão cần phải đào tẩu mà tần nhai thấy thế cũng không có truy kích chỉ bất quá hắn không có truy kích bão hư tông người cũng không biết làm như không thấy ở bão hư tông chân thần dẫn dắt xuống. Những thứ này còn sót lại cùng kỳ tộc tộc nhân đều bị tiêu diệt. Tự liền cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão, cũng khó trốn nhất kiếp. Làm xong đây hết thảy về sau, bão hư tông chân thần đến tần nhai trước mặt. Nhãn trung xẹt qua một chút khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ về sau. Liền thu liễm tâm tình, hướng tần nhai chắp tay nói, tại hạ bão hư tông trưởng lão cố minh. Tạ ơn các hạ vừa rồi xuất thủ tương trợ không biết các hạ là hay không phương tiện báo cho tục danh cùng tới chỗ. Tần nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lập tức thản nhiên nói, tại hạ tuyệt ảnh. Chính là một cái du lịch vạn giới tán tu vũ giả mà thôi. Nguyên nhân tu vi bình cảnh vì vậy mới đi tới cái này man hoang chi địa, gặp qua các vị. Tuyệt ảnh, tuyệt ảnh. Cố Minh thì thào nói nhỏ hai câu. Xác định mình đích xác là chưa có nghe nói qua tên này về sau, cười nhạt nói các hạ thiên phú tài tình nhường bội phục vừa rồi càng là tương trợ ta bão hư tông. Đẩy lùi cường địch như không chê. Ta muốn mời tuyệt ảnh huynh đệ đến ta bão hư tông làm khách mấy ngày. Tần nhai suy nghĩ một chút liền trực tiếp đáp ứng. Dù sao, chính mình mới đến, thần điện điện chủ đưa cho tình báo chỉ là một ít phiến diện mà. Thôi, không bằng mình tới bão hư tông bên trong tự thân chấm dứt một cái. Cũng tốt phương tiện nay sau hành sự chương 1887, kinh khủng năng lực cận chiến. Bão hư tông, man hoang chi địa thế lực một trong, ở một viên lớn đại tinh thần chi lên. Mà tinh thần trên ngoại trừ bão hư tông tồn tại bên ngoài. Còn có rất nhiều tiểu thế lực ở này phát triển, lại đều là từ viễn cổ lưu giữ lại. Chẳng qua những thứ này thế lực so với bão hư tông đến, yếu nhược trên rất nhiều. Không chỉ có như đây, thậm chí có liền tiệt thần tông cũng không bằng. Bão hư tông, đại điện chi lên. há chính là các hạ trợ cố minh đẩy lùi cùng kỳ tộc. Bão hư tông tông chủ cốc đào nghe thế tin tức về sau, cùng tần nhai tiến hành rồi gặp. Khi nhìn đến đối phương cái kia chẳng qua vô lượng cảnh giới thực lực sau không khỏi kinh ngạc. Phải biết, căn cứ cố minh nói, tần nhai thực lực nhưng là có thể lực áp tiến hành cuồng hóa về. Sau, chiến lực đề thăng tới chân thần hai trọng cùng kỳ tộc trưởng lão. Trước mắt cái này thanh niên bất kể thế nào xem cũng không giống cái kia loại cường giả. Nhưng Cố Minh không cần phải lừa dối hắn, gặp qua tông chủ. Ừ, nghe Cố Minh nói, các hạ thiên tư yêu nghiệt, nhưng ta thực sự rất hiếu kỳ a. À. Không biết ngươi là làm sao đẩy lùi cùng kỳ tộc trưởng lão? Không bằng tông chủ tới thử thử một lần như thế nào? Tần Nhai đạm mạc cười, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt cốc đáo. Đại điện ở trên còn lại vũ giả nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Làm cằn, lại dám đối với tông chủ bất kính. Hừ, bất quá là một nho nhỏ vô lượng cảnh giới mà thôi, cư nhiên dám càn rỡ như thế. Hà tất cần tông chủ xuất thủ ta một tay là được bại ngươi. Một cái lão giả quát lạnh một tiếng, đi tới tần nhai trước mặt, đón lấy. Chỉ thấy hắn thần lực thôi động, một đạo nhàn nhạt kim sắc trưởng ấn hướng hắn lao đi trưởng ấn hoành khoảng không trực tiếp áp hướng tần nhai một trưởng này uy lực nhiều lắm thì tương đương với gần thần cấp bậc mà thôi hiển nhiên cái này lão giả thấy tần nhai tu vi chẳng qua vô lượng tâm tồn ý khinh thị a à hát thực sự là bị xem thường tần nhai khẽ cười một tiếng lập tức tùy ý phất phất tay trong sát na từng cái cỗ to lớn năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát đem cái kia trưởng khí đánh tan cái kia lão giả khuôn mặt sắc một bên huy trưởng một đỡ trưởng khí, nhưng đặng đặng rút lui mấy trượng, đồng tử hơi co lại. Có chút kinh hãi nhìn tần nhai. Thật là mạnh lực lượng. Đại điện mọi người thấy thế, màu quang lóe lên, lập tức nhìn tần nhai ánh mắt thay đổi. Nếu nói là mới vừa có chút khinh thị, hiện tại liền biến được ngưng trọng. Một trưởng bước lui chân thần, đây cũng không phải là bình thường vô lượng có thể làm được. Ha ha, tông chủ ngươi có thể đừng xem tiệt ảnh chỉ là một vô lượng nhưng hắn thực lực cũng là có thể so với chân thần. Bình thường chân thần thậm chí đều không phải là đối thủ đây, ta xem ra. Coi như so với cái kia tần nhai cũng không chút nào kém. A hát, xem ra thật là như đây. Cốc Đào cười nhạt nói, không nghĩ tới những năm gần đây. Yêu nghiệt thật đúng là liên tiếp xuất hiện, trước đó phải ngày ra một cái tần nhai. Hiện tại ta Bão hư tông lại đụng phải một cái không thua cái kia loại yêu nghiệt tiệt ảnh. Huynh tần nhai nghe vậy cười nhạt cũng không nói gì nếu để cho cốc đào bọn họ biết chính hắn một tiệt ảnh chính là tần nhai không biết hội làm thế nào biểu tình nhưng hắn cũng không bại lộ dự định đến để ta tới cùng các hạ quá hai chiêu đi cốc đào cười ha ha một tiếng cũng có chút nóng lòng muốn thử hắn muốn nhìn một chút trước mắt tần nhai có thể làm đến mức nào xin chỉ giáo tần nhai cười nhạt, lập tức thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở bên trong đại điện. Mà cốc đào theo sát mà lên, còn lại trưởng lão liếc nhau cũng cùng lên. Bão hư tông, trên khoảng không. Tần nhai, cốc đào hai người xa xa rằng co, còn chưa xuất thủ. Một cổ vô hình áp lực liền tràn ngập ra. Rất nhiều vũ giả cảm thụ được này cổ áp lực phảng phất bị từng ngọn đại sơn đè nặng vậy. Hơi biến sắc mặt, không khỏi trở nên tâm kinh sợ. Cái kia thanh niên thật mạnh, không cần giao thủ, vẻn vẹn bằng vào cổ hơi thở này cũng biết đối phương rất cường đại. Hơn nữa không phải phổ thông trên ý nghĩa mạnh, vẻn vẹn vô lượng cảnh giới liền cụ bị cái này chờ khủng bố áp lực, người này chiến lực. Tuyệt không khiêm tốn chân thần, yêu nghiệt, rất nhiều bão hư vũ giả nhìn trên khoảng không, ánh mắt lộ ra chờ mong. Nhất là những thứ kia đã biết tần nhai đánh bại cùng kỳ tộc trưởng lão các võ giả càng là tâm thần rung động, bọn họ muốn nhìn một chút. Tần nhai đối mặt tự gia tông chủ đẳng cấp này cường giả Có thể làm được hay không cái kia loại không thể tưởng tượng nổi chiến tích. Tuyệt ảnh huynh, mời ra tay đi. Ta đây liền không khách khí. Tần nhai mâu quang đông lại một cái, nhãn trung đột nhiên xẹt qua một cái tinh quang. Ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng chiến ý trong nháy mắt bạo nổ phát. Dường như chiến thần hàng lâm vậy, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động trong nháy mắt đi tới cốc đào trước mặt oanh đấm ra một quyền to lớn lực lượng làm cho hư không chịu đến một to lớn lực áp bách phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh không ai bằng quyền kình như cuồn cuộn như sấm rền đập về phía cốc đào cốc đào thấy thế không khỏi thầm khen một tiếng được phanh cốc đào không yếu thế chút nào đồng dạng đánh ra một quyền hai quyền va chạm sao động phong vân tê liệt trường khoảng không từng đạo giống như mạng nhện vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài. Bao trùm phương viên mấy vạn dặm địa vực. Xa xa mấy dãy núi, bị cái này lực lượng lan đến, trong nháy mắt nổ tung. Cường hãn tuyệt luân lực lượng, không khỏi làm mọi người ám tự giật mình. Thật mạnh, chỉ là kích thứ nhất, liền có cải thiên hoán địa khả năng. Lần va chạm đầu tiên, song phương sàn sàn nhau. Chỉ bất quá cốc đào cũng là biết, một kích này, là mình thua rồi đối phương có thể lấy vô lượng cảnh giới cứng rắn lay động quả đấm của mình. Nếu là đối phương đạt được chính mình loại cảnh giới này nói, sợ là chính mình sớm bị cái này quyền kích bại. quả nhiên là một cái cái thế yêu nghiệt. cốc đào nắm tay chấn động, cự đại phi lực lượng phụt ra mà ra. tần nhai bị cái này lực lượng đẩy lùi mấy trượng, đón lấy cốc đào thừa cơ thiếp thân mà lên. quyền cước cùng sử dụng tinh diệu tuyệt luân chiến đấu kỹ xảo trong nháy mắt thi chiến làm một tự thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ tên, hắn cách đấu kỹ xảo có nhiều tinh diệu. Dùng quỷ thần khó lường để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Tầm thường chân thần ở nơi này chiến đấu kỹ xảo xuống. Chỉ sợ liền ba chiêu hai thức đều nhịn không được sẽ bị bại. Có thể tần nhai cũng là nắm giữ thần chiến chi đạo vũ giả. Lại này đạo làm cho hắn chiến đấu kỹ xảo đạt được một loại không có gì sánh kịp tình trạng đồng thời trả lại cho hắn một loại huyền diệu siêu cường trạng thái chiến đấu loại chiến đấu này trạng thái phối hợp chiến đấu kỹ xảo đem tần nhai năng lực cận chiến đề thăng tới một loại trình độ kinh khủng cốc đào đang chuẩn bị gần người thời điểm chiến đấu liền đã định trước bị thua thiệt song phương chẳng qua vừa mới giao thủ hắn liền cảm nhận đến theo tần nhai thân bên trên truyền đến áp lực thật lớn không khỏi hơi biến sắc mặt người này, tốt cường đại chiến đấu kỹ xảo. Ta cư nhiên, không địch lại. Phanh, phanh, phanh. Tần nhai quyền cấp cùng sử dụng. Trên người từng cái bộ vị đều tựa như hóa thành tuyệt thế thần binh vậy. Mỗi nhất kích đều ẩn chứa cường hãn tuyệt luân lực lượng trong lúc nhất thời. Đường đường bão hư tông tông chủ đúng là đánh không hề thở dốc cơ hội. Áp chế. Cốc đào vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến năng lượng bị tần nhai toàn diện áp chế. Bão hư tông rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Wow, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tông chủ cư nhiên bị áp chế đến loại trình độ này, thiệt hay giả. Quá, quá biến thái, phải biết tông chủ năng lực cận chiến ở cái này man hoang chi địa đều là. Có tiếng, nếu chỉ luân cận chiến. Coi như là 10 cái chân thần cùng nhau trên đều không phải đối thủ, thật không nghĩ đến. Lại bị tần nhai áp chế tới mức này, loại này năng lực cận chiến quá biến thái đi. Thiên A, loại này năng lực cận chiến. Ta cảm thấy ta coi như là luyện cả đời cũng đuổi không lên A. Người này, đến tột cùng làm sao làm được A. mươi 1888, nói xong luận bàn đây. Tần nhai, bão hư tông tông chủ cốc đào thân ảnh của hai người ở trong hư không không ngừng đan. Sen, chỉ bất quá hai người giao chiến cũng là tần nhai chiếm cứ toàn diện thượng phong. Cái này chân thần tam trọng cường giả ở cận chiến phương diện dĩ nhiên là khó có thể cùng tần nhai đối kháng rất nhiều vũ giả thấy thế đều là cảm thấy khó có thể tin người này năng lực cận chiến hoàn toàn chính xác khủng bố ta không bằng vậy lúc đầu còn có chút không cam lòng bị áp chế cốc đào trải qua một phen vật lộn về sau không thể không chịu phục loại này năng lực cận chiến phảng phất tự nhiên mà thành tìm không được chút nào kẽ hở nói cách khác căn bản cũng không giống như là vũ giả có thể tu luyện được gần giống như một loại chuyên môn dùng để chiến đấu đạo. Loại cảm giác này thập phần không hiểu, nhưng rất chân thực. Xem ra cần phải đổi chủng thủ đoạn, nếu không thì ta chắc chắn thất bại. Cốc Đào Tâm Thần thu lại, mâu quang đông lại một cái, đón lấy. Một không gì sánh được cường hãn đạo trong nháy mắt bạo nổ phát. Dường như biển rộng trên cái kia không ngừng nhấc lên, thao thao bất tuyệt sóng lớn vậy mang theo một vô cùng kinh khủng cự lực đem tần nhai cấp hiên phi ra ngoài mấy trăm trượng. Xoay người mấy cái tử mới đứng vững thân hình. Cần lên đường lực lượng sao? Tần nhai khóe miệng vi kiều cũng không dám khinh thường. Cái này cốc đào là một cái chân thần ba trọng đỉnh phong tiêu chuẩn cường giả. Đồng thời đắm chìm trong nhất cảnh giới trên không biết bao nhiêu năm. Thân trên cụ bị thần thuật rất có thể không chỉ một loại đồng thời còn có thể là cái kia loại đẳng cấp cực cao thần thuật. Có thể hiện ra chiến lực cũng tuyệt không phải bình thường chân thần ba trọng có thể so sánh. Tuyệt ảnh huynh, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Cốc đào cười ha ha một tiếng, quanh thân thần lực ẩn chứa đạo. Giống như thao thao sóng lớn vậy, không ngừng lăn lộn, tầng tầng lớp lớp. Làm cho một loại liên miên bất tuyệt, mênh mông bằng bạc cảm giác, đón lấy. Hắn thân ảnh chợt hướng tần nhai phóng đi, tốc độ của hắn không nhanh nhưng quanh thân lại dũng động một cực cường hãn lực lượng như thôn thiên sóng lớn vậy. Phô thiên cái địa, nhường tránh cũng không thể tránh. Ở nơi này uy áp xuống, tần nhai phẳng phất bị tập trung vậy, lập tức hắn cười ha ha một tiếng. Cũng không có ý định tránh né, thần chiến chi đạo trong nháy mắt bạo nổ phát. U minh đạo nguyên cũng bị thôi động, ngưng tụ ở nắm tay chi lên, chợt đánh ra một quyền. Một quyền này, thế như kinh thiên, phẳng phất là muốn phá vỡ trước mắt tất cả trở ngại vậy ha ha, đến tốt lắm. Cảm thụ được quả đấm này trên ẩn chứa cự đại chiến ý, cốc đào mặt sắc đông lại một cái. Quanh thân cái kia cỗ cự đại uy thế như nhanh như tia chớp co rút lại. Ngưng tụ ở lòng bàn tay trong lúc đó, hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh lam nhạt. Trong vòng xoáy ẩn chứa kinh người cự lực đang cùng nắm tay tiếp xúc sát na. Liền điên cuồng tuôn ra. Ông, ông, quyền trưởng giao tiếp thì sinh ra kinh khí phụt ra mà ra. Điên cuồng quét sạch bốn phía tất cả, hư không liên tiếp nổ tung. Hình thành một mảnh lại một mảnh hư không chỗ trống. Trùng kích lực phóng xạ phương viên sắp xỉ trăm ngàn dặm Vô số địa khu như bị một cơn bão táp đảo qua vậy, đất đá tung bay, gỗ lớn cuộn. Ở nơi này tinh thần bên trong, vô số sinh linh không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Bọn họ nhìn phía Bão Hư Tông phương hướng, sợ kinh sợ không ngớt bọn họ minh bạch đây là có hai cái không thể nhân vật cường hãn ở giao chiến mà tinh thần trên sinh ra dị tượng chẳng qua là hai cái này tồn tại chiến đấu thì sinh ra dư ba mà thôi bọn họ càng thêm tinh tường nếu như hai cái này tồn tại nguyện ý thậm chí có thể đem cái này có thể tinh thần đem phá hủy diệt tuyệt ảnh huynh ngươi thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc a à? bão hư tông trên khoảng không, cốc đào nhìn trước mắt cái này ngăn cản hạ chính mình một trường. Tần nhai, khuôn mặt sắc không khỏi triệt để ngưng trọng xuống. Vẻn vẹn lấy vô lượng cảnh giới liền ngăn cản hạ chính mình sắp xỉ toàn lực thi triển một. Trưởng, loại thiên tư này đã không phải dùng thán phục để hình dung là được rồi. Như không phải đạo của hắn thức bất kể thế nào tìm tòi nghiên cứu. Đều không pháp phát hiện cái gì khác thường nói hắn thậm chí đều muốn hoài nghi trước mắt cái này người chính là cái kia trong tin đồn yêu nghiệt tần nhai dù sao loại này cái thế yêu nghiệt thật sự là quá hiếm hoi càng chưa nói ở nơi này thời đại bên trong nhất xuất hiện liền xuất hiện hai cái chỉ bất quá tần nhai trên người có cái kia thần khí mặt nạ vàng kim làm che giấu cốc đào thực lực coi như là cường thịnh trở lại dù cho đạt được thần vương cảnh giới cũng không pháp phát giác chút nào mà cũng là tần nhai dám không kiêng nể gì cả sử dụng thần chiến chi đạo nguyên nhân nhưng cái này cũng chỉ là sử dụng thần chiến chi đạo mà thôi còn u minh chi đạo hắn cũng là không thể thi triển bởi vì từ viễn cổ tới nay mọi người biết nắm giữ u minh chi đạo chỉ có u minh nữ đế lại thêm trên tần nhai cũng chỉ có hai người mà thôi nếu như tần nhai thi triển ra u minh chi đạo tự nhiên sẽ chọc người hoài nghi tổng không thể hai cái cái thế yêu nghiệt đều nắm giữ u minh chi đạo đi đồng dạng xích huyết thần khí cũng giống vậy có thể thôn vệ chân thần máu thần khí cũng quá mức hy hữu tần nhai đích xác có chút vinh hạnh nếu không phải là có thần chiến chi đạo ở tay vẻn vẹn bằng vào không gian chi đạo hủy diệt chi đạo muốn ứng phó một ít cảnh giới xa xa ở chính mình trên vũ giả thật sự chính là có chút không đủ đây Cốc tông chủ, còn tiếp tục hay không đánh tiếp đây? Tần Nhai nắm tay chấn động, thần chiến chi đạo bạo nổ phát, mỗi bên tự đẩy lui. Mà Cốc Đào nghe vậy, lại không có muốn dừng tay ý tứ, nhãn chung xẹt qua vẻ hưng phấn màu sắc. Nói, xin lỗi, đánh tới hiện tại, ta đối với Tuyệt Ảnh huynh thực lực càng phát tò mò. Ta rất muốn nhìn một chút Tuyệt Ảnh huynh như vậy cái thế yêu nghiệt mạnh bao nhiêu chiến lực. Cho nên ta còn muốn tiếp tục. Nói xong, cốc đào thân ảnh khẽ động, hướng hỗn độn lao đi. Hắn tin tưởng, tần nhai nhất định sẽ theo kịp. Cái kia cỗ tuyệt cường chiến ý cùng sở tìm hiểu đạo đã cho thấy. Tần nhai cũng là một cái hiếu chiến người, đối mặt loại này rõ ràng khiêu khích. Tần nhai là tuyệt đối sẽ không không nhìn, mà hắn đoán được cũng không sai. Tần nhai mâu quang lóe lên, cả người chiến ý lần thứ hai leo thăng, theo sát mà lên. Hướng hỗn độn lao đi. Bảo hư tông vài cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau có chút không nói nói xong luận bàn đây hiện tại sao dường như một bộ không phân thắng phụ liền tuyệt không bỏ qua dáng vẻ hỗn độn chung tần nhai cốc đào hai người lần nữa xa xa rằng co sau đó một trận chiến này bên ngoài đẳng cấp đem vượt qua xa vừa rồi trận chiến kia tạo thành trùng kích quá lớn vì vậy mới chịu đến cái này hỗn độn chung đến nếu không viên này tinh thần ở trên hàng tỷ sinh linh khả năng liền phải gặp tai ương. Tuy nói chân thần chi hạ làm kiến hôi, nhưng đây là tu vi cùng với trong chiến lực thuyết pháp. Ngoại trừ số ít bạo ngược đồ bên ngoài, sẽ rất ít có chân thần hội dễ dàng tạo thành đại lượng sinh linh tử vong. Dù sao loại này biện pháp hữu thương thiên hòa, nếu như đụng trên chính nghĩa chi sĩ. Không được chi sát người đến chân trời góc biển. Tuyệt ảnh huynh, người cẩn thận rồi cốc đào một tay chuyển kình thiên tư thế đại lượng thần lực ẩn chứa đạo tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ tiếp lấy một trưởng đánh ra cường hãn năng lượng giống như sóng lớn vậy điên cuồng tuôn ra bọc hỗn độn chi khí phô thiên cái địa đem tần nhai hoàn toàn bọc lại chuyển chớp mắt trong lúc đó liền đem bên ngoài cho cắn nuốt hết nhưng cốc đào nhìn cái kia cuồng bạo trung tâm năng lượng lại không có chút nào sơ suất hắn cũng không tin tưởng như vậy công kích là có thể đem tần nhai đánh bại oanh quả nhiên một thao thiên chiến ý trong nháy mắt bạo nổ phát đón lấy một đạo quyền ảnh như cự thú vậy rít gào mà ra đem cái này khắp nơi thiên hỗn độn chi khí cho tách ra cốc tông chủ đến đây đi ngôn ngữ rơi tần nhai dẫn đầu xuất thủ hướng cốc đào lao đi mà đã nếm thử tần nhai kinh khủng kia năng lực cận chiến cốc đào há lại sẽ dễ dàng tùy ý tần nhai gần người đây, thần lực thôi động, từng đạo trưởng khí không ngừng tuôn ra. Giống như vô số long quyển vậy, đem Tần Nhai bao vây. Chương 1889, thượng phẩm thần thuật. Cốc đào đạo, như vô biên sóng lớn vậy, xôi trào mãnh liệt, hắn nhấc lên trưởng khí mạnh. Hòa lẫn hỗn độn chi khí, đem Tần Nhai đoàn đoàn bao vây. Mà Tần Nhai thần chiến chi đạo thôi động, quyền ảnh tung hoành không yếu thế chút nào đem các loại trưởng khí phá hư, thân ảnh biến hóa. Hướng cốc đào không ngừng tới gần. Đang ở tần nhai tới gần cốc đào 10 trượng thời gian, chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua. Tại đây trong tay, đúng là nhiều một khẩu màu xanh nhạt dài ba xích kiếm. Kiếm quang sắc bén, hình thành võng kiếm đem tần nhai bức cho lui. Tuyệt ảnh huynh, ta đắc ý nhất nhưng là cái này kiếm pháp một đạo. Không biết ngươi nhưng có lấy cái gì binh khí đây? cốc đào tay cầm trường kiếm cười nhạt nói. Binh khí sao? Tần nhai khóe miệng vi kiều, trong tay đã xuất hiện một khẩu ngân bạch sắc trường thương. Cái này thương cũng không phải xích huyết, chỉ là nhất kiện trí bảo mà thôi. Chứng kiến tần nhai trong tay thương, cốc đào chán câu lại, nói. Bất quá là nhất kiện trí bảo mà thôi, tuyệt ảnh huynh. Xem ra là ta ở binh khí trên chiếm thượng phong, mà thôi. Ta cốc đào cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi lớn như vậy cốc đào thu hồi trường kiếm cũng thay đổi nhất kiện trí bảo hắn vừa rồi cầm là một kiện đẳng cấp cực cao thần khí đối với chân thần chiến lực tăng phúc cực lớn hắn thấy cũng là có chút thắng không anh hùng a à hát tần nhai cũng không để ý thân ảnh bước đi tới trường thương run run thương mang như lưu tinh rơi trong lúc đó như sao lốm đốm đầy trời đối mặt cái này chờ tinh diệu thương pháp cốc đào trường kiếm nhất truyền trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ, từng đạo kiếm khí chút xuống mà ra. Đàn vào thành một mảnh võng kiếm. Leng keng, leng keng, leng keng. Kiếm thương giao kích liên tiếp hoa lửa phụt ra mà ra. Tiếng kim loại như mưa đánh chuối tây vậy liên miên bất tuyệt. Kinh khí như bạo phong vậy ở tứ ngược. Hai người chiến đấu một hồi, cũng là bất phân cao thấp. Điều này làm cho tần nhai có chút kinh ngạc, phải biết, hắn bởi thần chiến chi đạo ảnh hưởng chiến đấu kỹ xảo đạt được cực kỳ đề cao không chỉ là thể hiện tại năng lực cận chiến lên coi như là ở binh khí một đạo cũng thập phần cao siêu thậm chí so với năng lực cận chiến cũng kiêu ngạo sắc bao nhiêu có thể cốc đào lại có thể lấy kiếm pháp cùng hắn vướng víu lâu như vậy mà bất phân cao thấp có thể tưởng tượng được bên ngoài kiếm pháp tinh diệu đạt được một loại cực cao tình trạng thậm chí có thể nói ở tần nhai dĩ vãng đối với trong tay là cao nhất Ha ha, tuyệt ảnh huynh, chúng ta chiến đấu đã có một đoạn thời gian. Cũng là thời điểm làm ra kết, không bằng chúng ta nhất chiêu định thắng phụ như thế nào. Chính có ý đó, tần nhai thản nhiên nói, một thân chiến ý đã tăng lên tới cực hạn. Mà cốc đào mâu quang cũng dần dần ngưng trọng xuống. Thao thao thần lực đang không ngừng dũng động, ngưng tụ ở trong tay kiếm phong chi lên. Lưỡi kiếm kia lưu chuyển quá một đạo màu xanh nhạt hàn mang. Một không gì sánh được sắc bén mà bằng bạc ý cảnh truyền ra ngoài. Hiển nhiên cái này tiếp nhất chiêu sẽ là Thạch phá thiên kinh. Tần Nhai cầm thương mà đứng, thần chiến chi đạo lưu truyền. Kiếm quyết đại lãng kinh thiên. Một tiếng trầm quát, cốc đào thân ảnh đột nhiên cất cao, ngay sau đó. Một thân thần lực thôi động đến mức tận cùng. Vô số kiếm khí theo bên ngoài kiếm phong trên không ngừng chút xuống mà ra, trong nhấp nháy hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí đã tràn ngập ở phía này hỗn độn bên trong. Bốn phía hỗn độn chi khí ở chỗ này lực lượng hạ không ngừng nổ tung. Vô số kiếm khí, giống như một mảnh kinh thiên sóng to. Tần nhai thấy thế, khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng xuống. Cái này trở thần thật thực sự là huyền diệu. Sợ là cao cấp chân thần đều chưa chắc có thể tìm hiểu ra đến đây đi. Chỉ bất quá, hắn cũng là nghiêm nghị không sợ nếu như luận thần thuật hắn tìm hiểu ra thần chiến chi đạo kim sắc vòng tròn bên trong nhưng có vài loại đẳng cấp vượt quá tưởng tượng thần thuật đây hắn những năm gần đây đã ở không ngừng tìm hiểu ngoại trừ cái kia quyền pháp thần thuật hám thiên cửu kích bên ngoài còn có một môn liên quan tới thương pháp thần thuật hắn cũng tìm hiểu ra một chút môn đạo nay thiên liền thử một lần cái này thần thuật lực lượng đi ông ý niệm mới vừa nhuốm chiến ý liền đã chịu đến dẫn dắt ầm ầm bạo nổ phát chiến ý trùng tiêu ngừng ở trường thương chi lên thần thuật phá thiên khung ngôn ngữ rơi tần nhai trong tay thần thương điên cuồng rung rung thậm chí bởi vì thần thuật lực lượng quá mức cường đại thân thương trên thậm chí không ngừng dạn đâm ra một thương cái này trường thương liền ngay tại chỗ nổ tung nhưng một đạo thương mang đã hoành khoảng không mà ra mang theo phá thiên diệt địa một dạng kinh người lực lượng giống như như sao rơi. Hướng cái kia vô số kiếm khí oanh khứ. Cái này thần thuật, cốc đào đồng tử co rụt lại, không dám khinh thường, vô số kiếm khí tại hắn dẫn dắt xuống. Hóa thành kiếm khí sóng chiều vậy, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đánh vào cái kia thương mang chi lên, trong sát na. Hai cổ lực lượng trùng kích tạo thành uy thế quét ngang mà ra từng đạo kiếm khí không ngừng trùng kích ở tần nhai thân lên. Đem bên ngoài hất bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào một viên hành tinh chi lên. Mà cốc đào bị cái kia ngang thiên khung một dạng thương mang bắn trúng. Ngược lại phun ra huyết cũng bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đúng là lưỡng bại câu thương. Hảo một cái thượng phẩm thần thuật. Cốc đào lau miệng bên vết máu, dùng thần lực gây dựng lại trong cơ thể chịu đến tổn thương tạng phủ, lập tức nhìn xa xa tần nhai, lộ ra thán phục màu sắc. Thần thuật cũng tam lục cửu đẳng, vì hạ trung, thượng tam phẩm thần thuật. Trong tin đồn, còn có cái kia trí cao thần thuật, nhưng này chờ thần thuật cực kỳ khủng bố. Coi như là lại yêu nghiệt vũ giả, cũng không có thể tìm hiểu ra tới. Vì vậy, trí cao thần thuật ở trong thiên địa này cũng lác đác không có mấy. Thượng phẩm thần thuật cơ bản trên liền là chân thần có thể nắm giữ tối cao chiêu số coi như là cốc đào, tìm hiểu ra thần thuật cũng bất quá trung phẩm mà thôi. Nhưng là hắn vừa rồi theo tần nhai mới vừa nhát thương kia trung cảm giác được một vượt qua xa. Chính mình thần thuật huyền diệu chi chỗ, đó chính là thượng phẩm thần thuật. Một cái vô lượng kỳ có thể nắm giữ thượng phẩm thần thuật thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm trên tần nhai loại này gần như phảng phất vì chiến mà thành đạo. Bên ngoài uy lực cũng vượt qua xa hắn đạo, hắn thậm chí hoài nghi đó là vô thượng chi đạo nhưng vô thượng chi đạo ở trong thiên địa này lác đác không có mấy. Mỗi một chủng cốc đào đều gặp nhưng tần nhai loại này đạo. Hắn cũng là chưa bao giờ hiểu rõ quá, nhưng kỳ lực lượng làm cho hắn nghĩ tới rồi một cái chủng tộc. Cuồng chiến bộ tộc cái kia ở thời kỳ viễn cổ thậm chí có thể cùng thần đình ngang hàng một hai. Cường đại chủng tộc tần nhai đạo cùng cái kia cuồng chiến chi đạo nhưng thật ra thập phần cùng lại nhưng lại mạnh hơn nhiều, thêm trên tần nhai nắm giữ thượng phẩm thần thuật. Cốc đào hoài nghi tần nhai khả năng chính là gia tự cuồng chiến nhất tộc yêu nghiệt. Trong tin đồn, cuồng chiến bộ tộc trung ra một cái tìm hiểu vô thượng chi đạo yêu nghiệt. Chẳng lẽ chính là cái này tuyệt ảnh huynh? Nhưng là có chút không đúng, trong tin đồn, yêu nghiệt kia đã tấn cấp chân thần. Nắm giữ chiến khí thần lực mà tuyệt ảnh huynh chẳng qua vô lượng. Nắm giữ cũng chỉ là đạo nguyên, không phải thần lực chẳng lẽ cuồng chiến bộ tộc lại ra một cái yêu nghiệt trong lúc nhất thời cốc đào mơ màng rất nhiều nhưng lập tức hắn lắc đầu tự diễu nói suy nghĩ nhiều như vậy làm chi chính mình đi vào hỏi một phen là được nói xong hắn thân ảnh khẽ động đến tần nhai chỗ ở hành tinh lên nhìn bị hắn kiếm khí khiến cho có chút chật vật tần nhai cười nói tiện ảnh huynh người một chiêu này thượng phẩm thần thuật cho là thật lợi hại nếu không phải là ngươi tu vi còn không đến chân thần nói bằng một chiêu này cũng đủ để đem ta cho đánh bại thượng phẩm thần thuật chứ sao tần nhai trong lòng khẽ nhúc nhích nhưng là không có bao nhiêu kinh ngạc kim sắc vòng tròn trong những thứ kia thần thuật cực kỳ huyền diệu chỉ có tìm hiểu ra vô thượng thần chiến tri đạo mới có thể đi tìm hiểu là thượng phẩm thần thuật cũng không kỳ lạ chỉ bất quá cái kia loại thứ bảy hắn chậm chạp không pháp tìm hiểu huyền diệu chi chỗ cao hơn nhiều quyền cước trưởng. Thương đao kiếm ra loại thứ bảy thần thuật lại là đẳng cấp gì đâu. Chẳng lẽ là cái kia trong tin đồn trí cao thần thuật không được sao? Nhất niệm tới đây, hắn đối với kim sắc vòng tròn càng thêm coi trọng. mươi 1890, cùng kỳ tộc tiến công. Ta xem tuyệt ảnh huynh sở ngộ chi đạo cùng cuồng chiến nhất tộc cuồng chiến chi đạo rất giống. Mạo muội hỏi một câu tuyệt ảnh huynh chẳng lẽ là cuồng chiến nhất tộc vũ giả hay sao? Cốc đào không có dấu diếm, trực tiếp đưa ra sự nghi ngờ của mình. Mà tần nhai lắc đầu, nói, ta sở ngộ chi đạo mặc dù cùng cuồng chiến nhất tộc cuồng chiến chi. Đạo rất là cùng loại, nhưng ta cũng không phải là cuồng chiến nhất tộc vũ giả. Ta trời sinh hiếu chiến, vì vậy mới sẽ lãnh ngộ như vậy đạo. Hắn thuận miệng viện cái lý do, từ tốn nói. Là chứ sao? Cốc đào gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tiếp đó, hắn mang theo tần nhai về tới bão hư tông bên trong mà tần nhai tắc thì là đưa ra muốn xem một chút bão hư tông tàng thư các thỉnh cầu. Cốc đào cũng đáp ứng rồi, cứ như vậy, tần nhai tạm thời đang ở bão hư tông bên trong ở lại. Đi qua bão hư tông tàng thư các, tần nhai hiểu được rất nhiều liên quan tới man hoang chi địa chuyện tình. Đối với mỗi bên đại thế lực cũng có một rõ ràng nhận thức ở chỗ này. Mạnh nhất vài cái thế lực theo thứ tự là ám huyết nhất tộc, long hồn tông chảm tình các cái này ba đại thế lực đều có cao cấp chân thần tại tọa chấn. Kế tiếp chính là cùng kỳ tộc bão hư tông chờ thế lực. Ngoại trừ ngoài ra, hắn giải thích rõ ràng cái này man hoang chi địa cấm địa hồng vân trên cũng. Không phải một cái đơn giản địa phương. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ngưng kết xuất hiện một loại tên là hồng vân tinh thạch. Đặc thù tinh thể, loại này tinh thể có thể đề thăng vũ giả đối với đạo cảm ngộ hiệu suất thậm chí số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm thậm chí có thể đi qua đặc thù bí pháp ngừng kết thành thần cách thần cách con đường từ xưa đến nay đã bị thần đình nắm giữ vì vậy thần đình mới sẽ trở thành trong trời đất này độc nhất vô nhị bá chủ ngoại trừ cực kỳ số ít một ít địa phương bên ngoài còn lại người muốn có được thần cách đơn giản là muôn vàn khó khăn vì vậy đại bộ phận thế lực chân thần đều là theo thời kỳ viễn cổ liền lưu giữ lại có thể nói là chết một người thì bớt một người thập phần chân quý nhưng hồng vân sơn hồng vân tinh thạch khi đạt tới nhất định số lượng sau lại có thể biến thành thần cách tuy là hiệu suất cực kỳ thấp xuống hơn nữa chuyển hóa đi ra cũng chỉ là cấp thấp thần cách nhưng cũng đầy đủ kinh người vì thế mỗi khi hồng vân sơn mở ra man hoang chi địa mỗi bên đại thế lực đều sẽ phái người đi thu thập hồng vân tinh mà khoảng cách Hồng Vân Sơn mở ra, chỉ còn lại không tới trăm năm. Trong khoảng thời gian này, mỗi bên đại thế lực đều là ngừng công kích tích xúc lực lượng. Chuẩn bị xong đi vào Hồng Vân Sơn làm một trận lớn. Có ở khoảng cách bão hư tông sở ở tinh thần mấy trăm ngàn dặm bên ngoài. Cũng là hơn 10 chiến thuyền chiến thuyền đang chậm rãi đi tới. Vì thủ một con thuyền chiến thuyền trên tung bay một tấm giữ tợn thú cờ. Nếu là có người ở này nhất định có thể đủ nhận ra cái kia thú Cờ Hàm nghĩa. Đó là Cùng Kỳ nhất tộc Chiến Thuyền. Hừ, Hồng Vân Sơn mở ra sắp đến. Bão hư Tông nhất định cho là ta cùng kỳ bộ tộc cùng còn lại thế lực giống nhau đang tích góp. Lực lượng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta hội ngồi cái này cơ hội. Đến đây đánh bọn họ, Cùng Kỳ nhất tộc Chiến Thuyền bong tàu lên. Một cái cao lớn hắc bào đại hán lạnh lùng nói. Cái này người, chính là cái kia cùng kỳ tộc thủ lĩnh. Kỳ tinh hổ, thủ lĩnh, lần trước tam trưởng lão cùng cái này bão hư tông tại chiến trường thượng tiến hành. Giao chiến, có thể nhất sau nhưng là bị sát hại, nghe nhiều may mắn trốn về các đệ tử nói. Cái kia bão hư tông bên trong giường như nhiều hơn một cái yêu nghiệt. Cụ bị lực áp tam trưởng lão chiến lực, người này như lại bão hư tông, sợ là phiền phức a Ở kỳ tinh hổ bên cạnh, một cái lão giả chán hơi trao nói đạo. Mà kỳ tinh hổ nghe vậy cũng là lơ đỉnh, nói. Chúng ta lúc này đây đem tộc trung hơn phân nửa cao cấp chiến lực đều mang đến. Còn sợ một cái cái gì yêu nghiệt không được, hơn nữa hắn bão hư tông có giúp đỡ. Ta cùng kỳ bộ tộc lại làm sao không có đây, cho nên ta dám làm như thế. Tự nhiên có chút nắm chặt. Há, thủ lĩnh trong miệng giúp đỡ là chỉ. Nghe nói như thế, cái kia lão giả hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên. Ha, ám huyết nhất tộc. Nghe nói như thế, lão giả khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Kỳ tinh hổ cư nhiên mời tới ám huyết tộc cao thủ, phải biết. Đây chính là ám huyết tộc a, man hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong. Thậm chí có nghe đồn, bộ tộc này sau lưng có thần đình cái bóng. Vì vậy, coi như là còn lại đỉnh nhọn thế lực cũng hết sức kiêng kỵ. Nhất niệm tới đây, lão giả trong lòng tức thì yên tâm có ám huyết tộc cao thủ ở một trận chiến này căn bản là nắm chắc rất nhanh cùng kỳ tộc chiến thuyền liền tới gần bão hư tông sở ở tinh thần kỳ tinh hổ phất phất tay lạnh nhạt nói chuẩn bị thú vương pháo đi thú vương pháo chính là một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp cùng thần đình hoàng kim chiến thuyền có phá tinh đại trận có chút cùng loại thế nhưng uy lực trên yếu nhược trên rất nhiều nhưng nếu là nhiều môn pháo trận đủ phát cũng không thể khinh thường ông, ông, hơn 10 chiến thuyền chiến thuyền ở trong hư không sắp hàng thành một đường, ngay sau đó. Chiến thuyền trên ẩn chứa trận pháp bị thôi động. Chỉ thấy từng cái vô cùng giữ tợn kim sắc thú thủ ở chiến thuyền trên không huyền phù. Thú thủ trông rất sống động, mở ra miệng to như chậu máu. Từng đạo cuồng bạo năng lượng ở trong đó hội tụ. Hình thành chùm sáng dọa người hướng bão hư tông sở ở tinh thần oanh khứ, trực bức bão hư tông bão hư tông bên trong rất nhiều đệ tử bỗng nhiên cảm thấy một áp lực cực lớn chợt bước tới chính ở trong đại điện chuyên tâm tu luyện cốc đào sắc mặt đại biến không được khai mở động phòng ngự đại trận cốc đào nổi giận gầm lên một tiếng hết thầy trưởng lão đều là không dám thờ ơ chỉ bất quá bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một bước chỉ thấy đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra cái kia nhất từng chùm sáng liền tới đến bão hư tông không đến vạn trượng trên khoảng không cái kia loại tốc độ, đại trận căn bản không kịp đem bên ngoài ngăn cản xuống. Cốc đào chờ trưởng lão sắc mặt đại biến, liền vội vàng xông tới. Phá cho ta, mấy vị chân thần lấy cường hãn lực lượng ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ mấy đạo thú vương pháo. Chùm tia sáng, nhưng vẫn còn có mấy đạo quang bó buộc hướng bão hư tông oanh khứ. Đang ở thời khắc nguy cơ, nhất lăn tăn rung động ở hư không nổi lên chỉ thấy một không gì sánh được cường hãn không gian lực lượng động lại hư không? Ngạnh sinh sinh trì hoãn mấy đạo quang bó buộc tốc độ công kích. Đối đãi bão hư tông phòng ngự đại trận hoàn thành sau mới rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Chùm tia sáng đập ở phòng ngự đại trận lên, nổi lên kịch liệt trùng kích. Nhưng cái này phòng ngự đại trận chính là bão hư tông trận pháp đại sư tiêu hao đại lượng tài. Nguyên xây thiết lập lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Cái này mấy đạo quang bó buộc uy lực tuy là cường hãn, thế nhưng còn không pháp đem bên ngoài phá hư, cốc đào đám người thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn phía xa xa bạch y thân ảnh. Cái kia người, chính là Tần Nhai, nếu là không có tiệt ảnh huynh không gian chi đạo trì hoãn cái này mấy đạo năng lượng tốc độ, công kích phòng ngự đại trận cũng không kịp thành hình, ngăn cản hạ công kích. Bảo hư tông sợ hội tổn thương thảm trọng a, à, may mắn có Tuyệt Ảnh huynh ở. Đích sắc không nghĩ tới Tuyệt Ảnh huynh đối với không gian chi đạo cư nhiên cũng có tinh như. Vậy sâu tạo nghệ tuy là vô lượng, thế nhưng bộc phát ra uy lực đã hoàn toàn không thua gì với một ít chân thần thậm chí chân thần hai trọng lực lượng, ừ, không hổ là cái thế yêu nghiệt. Mọi người liên tục thán phục, lập tức nhìn phía xa chỗ cao khoảng không chỉ thấy hơn 10 chiến thuyền chiến thuyền hàng lâm, đón lấy. Một bàng bạc sát khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, cái kia cổ sát khí mạnh. Dù là cốc đào chờ chân thần cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng màu sắc. Là, cùng kỳ bộ tộc, cụ bị loại này cường đại sát khí, toàn bộ cùng kỳ bộ tộc chỉ có một người. Đó chính là cùng kỳ nhất tộc đương đại thủ lĩnh, kỳ tinh hổ, không nghĩ tới bọn họ hội vào lúc này đến đây công kích bão hư tông chương 1891, chiến cùng kỳ tộc đại trưởng lão. Kỳ tinh hổ mặt sắc ngạo nghễ đứng ở chiến thuyền chi lên. Màu quang nhìn phía dưới cái kia đạo thân ảnh màu trắng, nhãn trung tràn đầy một lạnh lùng ý. Hàn nói rằng, xem ra cái này người chính là các ngươi nói cái thế yêu nghiệt. Có thể lấy vô lượng cảnh trì hoãn mấy đạo thú vương pháo công kích, không thể không nói. Coi như là kỳ tinh hồ tu vi cường đại, cũng không khỏi bị loại chiến lực này bị dọa cho phát sợ, sống lâu như vậy. Loại này yêu nghiệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức thân ảnh khẽ động. Đi tới cốc đào đám người trên khoảng không, sát khí ngút trời tràn ngập ra, phô thiên cái đĩa. Dù cho có phòng ngự đại trận ở, rất nhiều bão hư tông vũ giả cũng không khỏi cảm thấy một hồi. Lạnh lẽo, cốc đào, nay thiên ta liền muốn làm cho bão hư tông triệt để hủy diệt cùng kỳ tộc cùng ta bão hư tông tranh chấp nhiều năm như vậy lẫn nhau đều có tử thương hiện tại ngươi mang ngần này người đã nghĩ hủy diệt ta bão hư tông các ngươi không khỏi cũng muốn quá mức đơn giản đi cốc đào hư lạnh nhất nói rằng nhưng kỳ tinh hổ mặt trên vẫn là mang theo trong lòng đã có dự tính thần sắc chứng kiến hắn bộ dáng này cốc đào mấy người không khỏi chán cau lại cùng kỳ tộc cùng bão hư tông hai đại thế lực thực lực tranh lệch không lớn đoạn thời gian trước cùng kỳ bộ tộc còn có một cái chân thần bị tần nhai giết đi nhưng hôm nay lại bày ra lớn như vậy chiến trận đến đây bão hư tông cái này gọi là cốc đào trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút kinh nghi chẳng lẽ cùng kỳ tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao nhất niệm tới đây mọi người khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống trước hết giết các ngươi mấy cái này chân thần bão hư tông còn dư lại những thứ kia đám nhóc con liền không đủ gây sợ. Kỳ tinh hồ quát lạnh một tiếng, chợt lao ra, sát khí tràn ngập. Bên ngoài mục tiêu chính là bão hư tông bên trong mạnh nhất cốc đào. Ta còn có thể sợ ngươi sao? Cốc đào nghiêm nghị không sợ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nghênh đón. Song phương va chạm sát na, cuồng bạo kinh khí liền tịch quyển mà ra. Mà những người còn lại tìm trên riêng mình đối thủ, triển khai kịch liệt giao chiến ha ha, cái thế yêu nghiệt sao? Làm cho lão tử tới gặp gỡ ngươi. Chỉ thấy một cái người vạm vỡ cầm trong tay một khẩu trường thương. Thân ảnh như là cỗ sao trổi hướng tần nhai lao đi, trong sát na. Một điểm hàn mang đã đâm về phía tần nhai mi tâm, mà tần nhai thần sắc đạm mạc. Trong tay đồng dạng xuất hiện một khẩu trường thương. Cái này thương toàn thân đen nhánh, là một kiện trí bảo. Mấy năm nay, tần nhai ở mỗi bên chỗ du lịch được không ít thứ mặc dù không có tìm được cùng xích huyết như vậy theo thần khí nhưng một ít có thể tạm thời dùng tới sử dụng trường thương trí bảo cũng không thiếu đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian ở trước mặt ta dùng thương không biết sống chết một thương vẽ ra xảo quyệt tột cùng không gì sánh được chính xác đem đại hán đâm tới trường thương đánh bay lập tức hắn trường thương huy vũ gần giống như sao lốm đốm đầy trời cuồng bạo thương thế làm cho đại hán kia đồng tử chợt co rụt lại. Thật mạnh, người này lại có mạnh như vậy thương pháp. Leng keng, leng keng, leng keng. Hai cây trường thương ở trong hư không không ngừng đan sen, hoa lửa phụt ra. Chẳng qua thời gian một hơi thở, đại hán này liền bị triệt để chế trụ. Không chỉ là thương pháp, tự liền nắm giữ đạo cũng kém xa tần nhai. Phải biết tần nhai tìm hiểu nhưng là vô thượng thần chiến chi đạo. Tuy nói hiện tại chỉ là vô lượng cảnh giới, nhưng là có thể lực áp một dạng chân thần. Chết đi! Đạm mạc nhất quát tần nhai trường thương ngưng tụ một kinh người chiến ý, xẹt qua hư không? Chém vào đại hán kia trường thương trong tay phương hướng. Ở đại hán kia kinh hãi muốn chết mâu quang trung, tần nhai thương. Đơn giản đem bên ngoài thần thể sỏ xuyên qua. Leng keng một tiếng, trường thương đâm vào thần thể, đánh tại đây thần cách chi lên cái kia không gì sánh được cứng rắn thần cách ở tần nhai thần chiến tri đạo trước mặt. Liền cùng một viên đá bình thường không có khác gì, ung dung liền bị đánh bại. Một cái chân thần, vẫn lạc, một màn này, làm cho tại chỗ cùng kỳ tộc vũ giả thất kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tần nhai cư nhiên có thể cường hãn đến loại trình độ này. Liền một cái chân thần cường giả tại đây trong tay lại đi chẳng qua vài cái hiệp. Bão hư tông vài cái trưởng lão thật không có quá lớn kinh ngạc. Phải biết tần nhai nhưng là có thể cùng cốc đào đánh không phân cao thấp nhân vật A. Chiến lực chỉ ít tương đương với chân thần ba trọng cảnh giới. Mà vừa mới cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão chẳng qua là chân thần nhất trọng mà thôi. Chiến lực tranh lệch quá lớn, có thể ở tần nhai trong tay đi qua vài cái hiệp. Đã toán thập phần không sai. Nghĩ vậy, bão hư tông mấy người trong lòng không khỏi sinh ra cổ quái lúc nào bọn họ lại sẽ cho rằng một cái chân thần ở vô lượng cảnh trong tay đi qua vài cái hiệp coi là không tệ chỉ có thể nói tần nhai quá yêu nghiệt khá lắm đại trưởng lão dùng thiên dương thần giáp sẽ đi gặp hắn kỳ tinh hổ sầm mặt lại hướng cách đó không xa một cái lão giả hô cái kia lão giả gật đầu lập tức thân trên đã bao trùm trên một tầng áo giáp màu vàng óng cái này áo giáp trên điêu khắc từng đạo phù văn màu vàng trong đó gian phẳng phất vẽ một vòng đại nhật vậy tản mát ra một không gì sánh được hơi thở nóng bỏng đây là một kiện thần khí cấp bậc áo giáp tiểu tử để cho ta vận dụng thần khí ngươi nên thỏa mãn đại trưởng lão cái kia màu vàng nhạt thụ đồng tản ra nhàn nhạt sát khí ngay sau đó khí tức không ngừng tăng vọt nguyên bản chân thần hai trọng cảnh giới đỉnh cao đúng là đề thăng tới chân thần ba trọng cảnh giới đỉnh cao hắn lại trực tiếp vận dụng cuồng hóa kỹ năng thần khí cuồng hóa kỹ năng có thể tưởng tượng được đại trưởng lão đối với tần nhai kiên kỵ đến mức nào đến làm cho ta nhìn ngươi một chút cái kia thần khí có mạnh mẽ tần nhai cười nhạt thân ảnh khẽ động dẫn đầu triển khai công kích mà đại trưởng lão không nghi ngờ gì cũng nghênh đón nhưng song phương gần người sát na hắn liền hối hận bởi vì tần nhai năng lực cận chiến quá kinh khủng, hắn hoàn toàn bị bên ngoài chế trụ. Trường thương như ngôi sao, trong huy sái nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Ở tần nhai thương xuống, đại trưởng lão bị đánh không hề cơ hội thở dốc. Trên người áo giáp không ngừng bị trường thương bắn trúng. Phát sinh len keng len keng âm thanh. Tuy là thần khí lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là to lớn kia lực phản chấn cũng không chịu nổi càng là chiến đấu, đại trưởng lão khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Đại trưởng lão vận dụng thần khí, thậm chí liền cuồng hóa chi chiêu đều thi triển ra. Nhưng là hắn vẫn rơi vào hạ phong, cái này nhìn mọi người tâm kinh sợ không ngớt. Cái này tần nhai, cư nhiên cường đại tới mức này. Phải nghĩ biện pháp cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Thân trên cái kia trong khải giáp giữa cái kia một vòng đại nhật bộc phát ra hào quang óng ánh một thao thiên ác diễm chợt tịch quyển mà ra. Cái kia ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ cao, liền tần nhai đều có chút kiêng kỵ. Chỉ thấy tần nhai sử dụng không gian chi đạo muốn ngăn cách ác diễm. Nhưng ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ cũng là đem hư không đều cháy sạch sụp xuống. Tần nhai không thể làm gì khác hơn là chợt lui mà ra, tránh thoát ngọn lửa cháy mạnh ăn mòn. Mà ở thôi động hết ác diễm sau đại trưởng lão sắc mặt biến thành bạch hiển nhiên một chiêu này tiêu hao hắn không ít thần lực. Thần thuật tà dương chỉ. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển còn sót lại thần lực. Hung hãn điểm ra chỉ một cái, cái kia chỉ kính giống như một vòng đại nhật vậy. Mênh mông không gì sánh được, lại trải qua thần khí gia trí. Bên ngoài uy lực đã kiêu ngạo sắc cốc đào một kích toàn lực. Tần nhai thấy thế, khuôn mặt sắc cũng không khỏi hơi đông lại một cái. Thần thuật phá thiên khung. Thần chiến chi đạo thôi động, chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Tần Nhai giống như chiến thần Hàng Lâm vậy, trường thương trong tay chợt đâm ra. Một đạo bàng bạc thương mang hoành khoảng không mà ra, cái này thương mang mạnh. Thậm chí liền Tần Nhai trong tay trí bảo trường thương đều không thể chịu đựng. Đang thi triển chi về sau, liền trực tiếp nát bấy thành cho tàn. Thương mang, đại nhật chợt va chạm. Chương 1892 Ám huyết tộc cao thủ. Oanh đụng chạm kịch liệt về sau cuồng bạo năng lượng trùng kích trực tiếp đem tinh thần bầu trời tầng mây gạt ra xuất hiện một cái to lớn hư không lỗ thủng tiêu tán ra không gian loạn lưu điên cuồng quét sạch bốn phía trùng kích bão hư tông phòng ngự đại trận chẳng qua đại trận này lực phòng ngự thập phần cường hãn ngược lại cũng không ngại bằng không bằng vào cái này trùng kích cũng đủ để phá hủy hơn phân nửa bão hư tông kết quả thế nào tiệt ảnh thắng sao không biết, nhưng này đại trưởng lão lực lượng rất cường đại, cuồng hóa chi về sau. Thực lực thậm chí đều nhanh so được với thượng tông chủ, hơn nữa thêm trên thần khí gia trí. Hắn thi triển thần thuật uy lực cao cấp chân thần phía dưới. Có rất ít người có thể ngăn cản được tuyệt ảnh muốn thắng, sợ là rất khó. Tuyệt ảnh thực lực rất mạnh, kết quả còn rất khó nói. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng trung tâm, thần sắc khác nhau. Ở đây bên trong, ngoại trừ cốc đào, kỳ tinh hổ bên ngoài. Là thuộc tần nhai cùng với cùng kỳ tộc đại trường lão thực lực tối cường. Hai người này thắng phụ đối với cái này đánh một trận ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí có thể quyết định trận này chiến dịch. Năng lượng tán đi, chỉ thấy hai bóng người đứng lập ở trong hư không. Chẳng qua trong đó một đạo thân ảnh lung lay sắp đổ, khí tức quề oải, một đạo khác thân ảnh cũng là khí tức trầm ổn như sơn, nhìn không ra nửa phần tiêu hao. Cái kia khí tức trầm ổn người, tự nhiên là tần nhai. Người, thất bại. Tần nhai nhìn trước mắt khí tức quề oải cùng kỳ tộc đại trưởng lão, đạm mạc nói đạo. Giữa hai lông mày mang theo bể nghệ ý, mà ở cách hắn nhìn trượng bên ngoài. Cùng kỳ tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc thảm bạch, khóe miệng tràn máu khí tức càng lào ề oải đến rồi cực hạn, hiển nhiên là thần lực tiêu hao quá lớn, khó khôi phục. Ngươi, ngươi sao không phát hiện chút tổn hao nào đây? Đại trưởng lão nhìn tần nhai, nhãn trung tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Quả thật tần nhai đích xác rất mạnh. Một thân chiến lực không thua gì với chân thần ba trọng cảnh giới. Có thần thuật càng là huyền diệu tột cùng, nhường thán phục. Nhưng dù cho thần thuật như thế nào đi nữa huyền diệu, tần nhai cũng bất quá là vô lượng cảnh giới vừa rồi một kích kia song phương bộc phát ra năng lượng là không sai biệt lắm vì sao thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn thậm chí bị trọng thương nhưng tần nhai lại không phát hiện chút tổn hao nào hơn nữa xem ra liền nửa phần tiêu hao cũng không có hừ bởi vì ta mạnh hơn ngươi tần nhai đạm mạc nói đạo hắn đương nhiên sẽ không nói mình cụ bị hoàn mỹ thần thể sự khôi phục sức khỏe kinh người ở thời điểm bị thương đã khôi phục lại không thể không nói thiết ngô câu đưa cho mặt nạ vàng kim đích thật là huyền diệu phi thường không chỉ có thể cải biến dung mạo thậm chí có thể hoàn mỹ cất giấu hoàn mỹ thần thể khí tức cùng với sóng linh hồn nếu không thì nhưng thật ra phiền toái không nhỏ dù sao hiện tại cụ bị hoàn mỹ thần thể nhân chỉ có tần nhai mà thôi mà xem như duy nhất hoàn mỹ thần thể Bên ngoài tác dụng tự nhiên cũng là không như bình thường. Hơn nữa theo tần nhai thực lực không ngừng tăng cường, cái này thần thể tác dụng cũng theo đề thăng, có thể nói tần nhai chiến lực rất cường hãn. Thế nhưng cường hãn nhất, khó mà tin nổi nhất cũng là hắn bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, điểm này hắn là sẽ không nói ra. Đại trưởng lão thất bại, điều này có thể Kỳ Tinh Hổ nhìn tần nhai, khuôn mặt sắc âm tình bất định nguyên bản hắn lấy vì tần nhai coi như là một cái cái thế yêu nghiệt cụ bị chân thần cấp bậc chiến lực nhưng cường thịnh trở lại cũng liền so với tam trưởng lão cũng chính là bị tần nhai trước đây giết cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão mạnh hơn trên một ít mà thôi có thể hiện tại xem ra nào chỉ là mạnh mẽ trên một ít đơn giản là thiên xoa địa viện a hiện tại xem ra coi như là hắn tự mình đối với trên tần nhai cũng không có cái gì nắm chắc tất thắng càng chưa nói còn có một cái cốc đào ở chỗ này tiếp tục như vậy nữa đối với cùng kỳ bộ tộc rất là bất lợi a à. ha ha kỳ tinh hổ ngươi cùng kỳ bộ tộc muốn hủy diệt ta bão hư tông nhưng là bây giờ xem ra cũng là các ngươi tự chui đầu vào lưới a à. cốc đào tay cầm trường kiếm kiếm khí ở quanh thân vờn quanh nhìn kỳ tinh hổ cười to nói cùng kỳ tộc bão hư tông đánh nhau nhiều năm mới đến không chết không thôi trình độ nếu có thể ở nay thiên đem cùng kỳ tộc cao tầng chiến lực cho một lưới bắt hết nói. Đối với bão hư tông tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Tự chui đầu vào lưới, nực cười. Kỳ tinh hổ hít một hơi thật sâu, nhìn tần nhai liếc mắt, nói. Không nghĩ tới bão hư tông cư nhiên có thể chiêu mộ được ngươi loại này yêu nghiệt. Ngươi không phải bão hư tông người đi. Chỉ cần ngươi bây giờ có thể giúp ta giải quyết cốc đào đám người ta hứa hẹn được chuyện về sau đem bão hư tông phân nửa nội tình đều cho ngươi như thế nào nghe thế cốc đào đám người khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến không nghĩ tới kỳ tinh hổ cứng rắn không được lại đem chiêu này ra điều này làm cho cốc đào đám người tâm không thể không nhắc tới bọn họ cùng tần nhai quen biết không lâu sau đối với làm người cũng không hiểu nhiều lắm mà bão hư tông phân nửa nội tình là một món tiền của khổng lồ đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm. bọn họ sợ tần nhai thật sẽ bị kỳ tinh hổ cho nói với kỳ tinh hổ thêm trên tần nhai bão hư tông cũng không pháp đỡ được. thế nào tới ta đây một bên đi kỳ tinh hổ cười nói a hát ta cự tuyệt tần nhai đạm mạc nói đạo tuy nói hắn cùng với bão hư tông quen biết không lâu sau thế nhưng bão hư tông thật là cho hắn không nhỏ trợ giúp nếu không phải bọn họ mở ra tàng thư các tần nhai cũng không thể nào hiểu được man hoang chi địa tin tức ty nói cái này sự tình tại người khác xem ra là bé nhỏ không đáng kể chỉ bất quá đối với tần nhai mà nói đã đầy đủ trở thành hắn trợ giúp bão hư tông lý do cái gì ngươi cự tuyệt kỳ tinh hổ sầm mặt lại nói ngươi thật là một ngu xuẩn bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến ta trợ giúp bão hư tông giải quyết các ngươi cùng kỳ bộ tộc được các ngươi cùng kỳ nhất tộc phân nửa nội tình không cũng giống như nhau sao tần nhai trong tay lại xuất hiện một khẩu trường thương cười nhạt một cái nói ha ha tuyệt ảnh huynh nói không sai đối đãi chúng ta cùng nhau giải quyết rồi cái này cùng kỳ bộ tộc bọn họ bên trong tộc phân nửa nội tình liên toàn bộ về ngươi cốc đào đám người thở phào nhẹ nhõm cười ha ha nói chỉ các ngươi muốn diệt ta cùng kỳ bộ tộc nhất định vọng tưởng Kỳ Tinh Hổ xoay người hướng bầu trời chiến thuyền cao giọng nói, mời vệ tiền bối xuất thủ. Lời vừa nói ra, cái kia trên không trung truyền đến một hồi kinh khủng uy áp. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi cùng kỳ nhất tộc. Chỉ thấy chiến thuyền bên trong chậm rãi đi ra cả người trường bào màu đỏ ngòm lão giả. Lão giả thân hình câu lũ, nhưng tràn ngập một kinh người huyết khí. Ta không nghĩ tới Bão Hư Tông bên trong lại còn có như vậy một cái cái thể yêu nghiệt ở xin tiền bối xuất thủ, ta cùng kỳ bộ tộc tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ở Hồng Vân Sơn mở ra thời gian, toàn lực thay ám huyết tộc làm việc. Cốc đào đám người nghe vậy. Sắc mặt đại biến, nội tâm trầm xuống. Ám huyết tộc, man hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong. Cũng là cụ bị cao cấp chân thần chấn giữ thế lực. Không nghĩ tới cùng kỳ tộc lại mời tới cái này chờ giúp đỡ. Được rồi, ta đã đáp ứng rồi liền sẽ ra tay cái kia ám huyết tộc cao thủ thản nhiên nói, lập tức nhìn phía tần nhai nhãn trung mang theo một chút hứng thú, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia tần nhai bên ngoài trong trời đất này còn có ngươi cái này trời yêu nghiệt không sai người có thể nguyện gia nhập vào ta ám huyết nhất tộc tự cùng kỳ tộc về sau ám huyết tộc cũng hướng tần nhai tung cành ô liu xin lỗi ta không có hứng thú vậy thật đúng là đáng tiếc ám huyết tộc cao thủ lắc đầu lập tức trên người huyết khí càng phát nồng nặc, một kinh người sát ý tràn ngập. Tràn ngập thiên địa, ta đây bảo vệ máu tươi không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi cái này. Chờ yêu nghiệt bỏ mình. Chương 1893, Chiến thượng thần. Ám huyết tộc Man Hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong. Tộc trung có mấy cái cao cấp chân thần tọa trấn. Trước mắt cái này hàng lâm bão hư tông câu lũ lão giả, chính là ám huyết tộc ngũ đại trưởng lão một trong tu vi chân thần bốn trọng chân thần cảnh giới cộng phân cửu trọng mỗi trên nhất trọng thực lực chiều ngang cực lớn mà cách mỗi ba trọng lại là một cái đại đường danh giới vừa tới ba trọng vì phổ thông chân thần bốn bề giáp giới sáu trọng tắc thì là thượng thần cũng được xưng làm cao cấp chân thần còn bảy trọng đó chính là thần vương cấp bậc thượng thần đối với phổ thông chân thần đến cơ bản trên chính là nghiền ép cho nên bão hư tông đám người ở nhìn thấy vệ huyết tiến thời điểm. Không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, tự liền cốc đào đều có chút cảm giác vô lực. Chỉ có tần nhai nhãn chung mới lộ ra nhẹ nhẹ chiến ý, nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng hỗn độn chung lao đi. Vệ huyết tiến khẽ cười một tiếng, đến đâu trong người cũng khó thoát khỏi cái chết. Siêu, trong nháy mắt, mọi người còn không có thấy rõ thời điểm vệ huyết tiến liền biến mất không thấy chỉ là bằng vào tốc độ này để cốc đào đám người đồng tử hơi co lại đối đãi tần nhai đi tới hỗn độn về sau phát hiện vệ huyết tiến cũng là trước hắn một bước ở phía trước chờ điều này làm cho hắn mặt sắc phi ngưng có chút kinh ngạc phải biết hắn am hiểu không gian chi đạo tốc độ vốn là rất nhanh tuy là hắn chưa toàn lực thôi động nhưng là không phải bình thường chân thần có thể đuổi kịp nhưng này vệ huyết tiến, lại nhanh hắn nhiều như vậy. Xem ra một trận chiến này rất khó giải quyết. Tần nhai trong tay lần nữa xuất hiện một khẩu trí bảo trường thương, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, chiến ý nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn. Thần chiến chi đạo tràn ngập ở mảnh thiên địa này bên trong. Làm cho vệ huyết tiến không khỏi chán khẽ nhíu một chút. Loại cảm giác này là vô thượng chi đạo thảo nào có cái này chiến lực nguyên lai like, ngươi nắm giữ vô thượng chi đạo tốt. Gạt bỏ một cái nắm giữ vô thượng chi đạo thiên tài, ta đã có chút không thể chờ đợi. Vệ huyết tiến liếm khóe miệng một cái, lập tức hướng tần nhai đánh ra một trường. Chỉ thấy khắp nơi thiên huyết khí ngưng tụ, lại hình thành một mảnh huyết sắc đám mây. Trưởng khí ngưng tụ mà thành đám mây áp hướng tần nhai. Lộ ra một vô cùng kinh khủng lực áp bách lượng, tần nhai thấy thế, trường thương nắm chặt thượng phẩm thần thuật phá thiên khung chi chiêu trong nháy mắt bạo nổ phát hóa thành bàng bạc thương mang đánh phía cái kia đám mây ầm ầm nhất bạo cái kia đám mây trực tiếp bị tần nhai cho chọc ra một cái lổ thủng khổng lồ tần nhai ném xuống trong tay đã rách mướp trí bảo thân ảnh phi lướt mà ra trong nháy mắt đi tới vệ huyết tiến trước mặt hám thiên cửu kích thi triển ra một quyền hai quyền cửu quyền tần nhai ban đầu ở đối mặt cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão thời điểm Cũng không có đem môn này thần thuật lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng hôm nay hắn đối mặt vệ huyết tiến, không dám có chút bảo lưu. Hám thiên cửu kích bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Chín đạo quyền kinh điệp ra, uy thế dung chuyển trời đất. Một kích này, thậm chí đã tiếp cận chân thần ba trọng cảnh giới cực hạn. Khá lắm, người cư nhiên nắm giữ hai môn thượng phẩm thần thuật vệ huyết tiến đồng tử hơi co lại, lộ ra một chút chấn động lay động. Thượng phẩm thần thuật, đây chính là liền thượng thần đều chưa chắc có thể tìm hiểu ra tới thần. Thuật A, à, có thể không nghĩ tới tần nhai cái này liền chân thần cảnh giới cũng không có bước vào. Gia hỏa, cư nhiên vừa thi triển chính là đủ đủ hai môn thượng phẩm thần thuật. Người này, nhất định có đại bí mật. Vệ huyết tiến mâu quang lóe lên, tiếp lấy một quyền đột nhiên đánh ra một quyền này bình thường không có gì lạ nhưng ẩn chứa cực độ bá đạo tiệt luân lực lượng cứng rắn lay động tần nhai hám thiên cửu kích lại cụ bị cùng chờ uy lực ầm ầm nhất bạo bốn phía hư không điên cuồng rung rung đón lấy tần nhai cùng với vệ huyết tiến mỗi bên tự đẩy lui bất đồng chính là vệ huyết tiến không phát hiện chút tổn hao nào mà tần nhai cũng là thần thể chịu đến một chút thương tổn may mà hắn là hoàn mỹ thần thể trong cơ thể u minh đạo nguyên một hồi vận chuyển liền khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có người mang thượng phẩm thần thuật liền sự khôi phục sức khỏe cũng như này bất khả tư nghị người trước mắt này thật đúng là yêu nghiệt vệ huyết tiến khuôn mặt nổi lên hiện ra thán phục màu sắc nhưng lập tức ánh mắt lộ ra tham lam nói tiểu tử đưa ngươi trên người thượng phẩm thần thuật giao ra đây ta có khả năng tha cho ngươi một mạng hắn tin tưởng tần nhai thân trên nhất định có một cái ghi chép thượng phẩm thần thuật gì đó nếu không bằng vào tần nhai cái này một cái nho nhỏ vô lượng vũ giả lại sao có thể tìm hiểu ra được đâu tuy là hắn nắm giữ đạo cũng không phải thần chiến chi đạo nhưng là có lẽ còn lại thượng phẩm thần thuật chung thu hoạch một ít cảm ngộ cái này đối với tìm hiểu thuộc về mình thượng phẩm thần thuật có trợ giúp cực lớn muốn thần thuật a à hát đánh bại ta rồi hãy nói Tần nhai cười cười, chiến ý càng phát nồng nặc. Quả nhiên, thượng thần là thuộc thượng thần. Cũng không phải bình thường chân thần có thể địch nổi. Không có dùng bất kỳ thần thuật là có thể ngăn cản chính mình hám thiên cửu kích. Tuy nói chính mình cảnh giới không đủ, có thể đó cũng là thật đả thật thượng phẩm thần thuật A. Bộc phát ra uy lực tuyệt đối là chân thần ba trọng cực hạn tiêu chuẩn. Nhưng này dạng một kích lại bị vệ huyết tiến ung dung hóa giải. Cường đại, Tần Nhai cảm nhận được một đã lâu áp lực thật lớn trong lúc nhất thời. Trong lòng chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại thì tràn ngập kích thích ý. Chỉ có đối mặt mạnh như vậy người mới có thể làm cho mình đạt được chui luyện tốt nhất. Hắn phải đi là dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách con đường, con đường này vô cùng khó khăn. Xưa nay không biết có nhiều thiếu tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt ngã vào con đường này lên nếu không có không gì sánh được cường đại ma luyện hắn lại có thể nào thành công đây được ta đây trước hết giết ngươi vệ huyết tiến hừ nhẹ một tiếng vừa sải bước ra một trưởng hướng tần nhai áp xuống cái này thuận tay một trưởng lại giống như một viên lớn đại tinh thần xông tới mặt vậy tần nhai nghiêm nghị không sợ hám thiên cửu kích lần thứ hai thi triển oanh quyền trưởng va chạm chấn động lay động hư không lúc này đây, không giống lần trước như vậy chia đều thu sắc, nghiêm túc thượng thần. Kỳ lực lượng không gì sánh được cự đại. Cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa đạo khủng bố tuyệt luân, đúng là lực áp tần nhai. Một trưởng đem bên ngoài đánh bay cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Như là cỗ sao chổi bị đánh đi ra tần nhai thôi động không gian chi đạo. Chỉ thấy hắn sau lưng không gian chấn động. Phẳng phất chặn một cái vô hình bức tường không gian vậy đem bên ngoài ngăn xuống trợ hắn ổn định thân hình, còn chưa chờ còn kịp thở gấp một hơi. Vệ huyết tiến đã thừa cơ đuổi theo, hướng hắn liên tiếp đánh ra cân nhắc quyền. Mỗi một quyền, đều cụ bị kiêu ngạo sắc thậm chí vượt lên trước vừa rồi một quyền kia lực lượng. Tần nhai tự biết thuần túy lực lượng khó có thể cùng bên ngoài ngang hàng. Vì vậy đem cận chiến kỹ xảo phát huy đến cực hạn dĩ xảo phá lực. Mới có thể cùng chúng chống lại. Người này thật là cao minh cách đấu kỹ xảo vệ huyết tiến hừ nhẹ một tiếng, lập tức bạo nổ phát huyết khí. Kinh khủng thần lực giống như sóng biển dâng tịch quyển mà ra. Đem tần nhai cấp hiên phi đi ra ngoài, dốc hết sức phá mười xảo. Coi như là ngươi cách đấu kỹ xảo tinh diệu nữa thì như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, thần thuật, huyết giết. Oanh, oanh, chỉ thấy rất nhiều tinh lực ở vệ huyết tiến nắm đấm trên ngưng tụ hóa thành nhất cái cực lớn quyền ấn, hướng tần nhai nghiền ép đi. Cái kia quyền ấn nhìn như hư huyễn, nhưng phía trên văn lộ cũng là có thể thấy rõ ràng. Giống như như thực chất tinh lực phun trào ra ẩn chứa lực lượng. Đủ để đơn giản đánh bể một viên tinh thần. Thật là mạnh lực lượng. Tần nhai biến sắc trong lòng sinh ra một mãnh liệt hàn ý trong nháy mắt tịch quyền toàn thân. Tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên nếu như không đỡ hạ một kích này nói dù là hắn người mang hoàn mỹ thần thể cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nhất niệm tới đây, tần nhai phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Thần chiến chi đạo thôi động đến rồi cực hạn. Còn chiến ý như đốt lên nước sôi vậy điên cuồng sôi cháo. mươi 1894, kích thương vệ huyết tiến. Huyết khí quyền ấn ẩn chứa khí thế kinh người thôi thiên liệt địa mà đến. Tại này cổ lực lượng xuống, cho dù là tần nhai cũng không khỏi đồng tử chợt co rụt lại cả người tóc gáy dựng đứng, một trí mạng cảm giác đưa hắn cho bao phủ. Nhất niệm tới đây, hắn cả người chiến ý giống như một chảo dầu sôi bị nhỏ vào thủy ban. Nhanh chóng sôi trào, minh minh bên trong. Tần nhai phảng phất va chạm vào chặn một cái vô hình tướng. Chặn một cái tồn tại ở thần chiến tri đạo ở trên tướng. Đó là, bình cảnh, cho ta, phá. Tần nhai giống giận, nắm tay nắm chặt, hám thiên cửu kích bạo nổ phát chín đạo quyền ảnh như nước chảy mây trôi thi triển ra, không hề ngưng trệ. Mà ở hám thiên cửu kích thi triển ra thời gian, kia bức tường ứng tiếng mà phá. Phanh, mênh mông chiến ý, như thủy triều tịch quyển mà ra. Cửu kích điệp ra, bằng bạc quyền ảnh cứng rắn lay động vệ huyết tiến thi triển thần thuật chi. Quyền, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm sóng xung kích từng vòng khuếch tán. Bốn phía hành tinh chịu đến cổ lực lượng này lay động lại không ngừng nổ bể ra tới. Vệ huyết tiến thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại, có chút kinh hãi. Người này, đột phá, dĩ nhiên tại ta thần thuật xuống áp lực đột phá. Nhất niệm tới đây, vệ huyết tiến không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Đối với tần nhai thiên phú cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng trong lòng sát ý cũng càng rừng rực. Loại này yêu nghiệt giữ lại nhất định là một cái mối họa. Tuyệt không thể để cho ngươi còn sống rời đi hừ nhẹ một tiếng vệ huyết tiến thân ảnh khẽ động trực tiếp đột phá hai cổ năng lượng giao kích mà hình thành cuồng bạo năng lượng đi tới tần nhai trước mặt một trường áp xuống huyết khí cuồn cuộn liên miên bất tuyệt như sóng to gió lớn tháo rỡ tần nhai nghiền đi nhưng tần nhai thần chiến tri đạo thu được đột phá chiến lực tăng mạnh nghiêm nghị không sợ hám thiên cửu kích trong nháy mắt thi triển như nước chảy mây trôi thượng phẩm thần thuật uy lực lại trực tiếp đánh bại huyết khí chi trương. Đem vệ huyết tiến bước lui mấy trượng. Thật mạnh, tần nhai ám tự kinh ngạc không nghĩ tới chính mình thần chiến chi đạo đột phá sau lại cụ bị. Cái này chờ uy lực không hổ là cùng u minh chi đạo ngang hàng vô thượng chi đạo. Hắn nắm chặt nắm tay, chiến ý không ngừng leo thăng, hướng vệ huyết tiến công tới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đột phá là có thể cùng ta ngang hàng sao? cực kỳ buồn cười ta để ngươi gặp mặt thượng thần cụ bị chân chính lực lượng vệ huyết tiến lạnh rên một tiếng hung hãn nghênh lên song phương va chạm sinh ra dư âm năng lượng quét ngang bốn phía tự liền phía dưới bão hư tông mọi người cũng cảm nhận được cái kia cỗ không gì sánh được kinh người năng lượng loại này dư âm năng lượng ai ra sẽ không phải là tuyệt ảnh ở cùng cái kia thượng thần kịch chiến đi thiên a người này cũng quá yêu nghiệt đây chính là thượng thần a. E là cho dù là trong tin đồn tần nhai cũng có chỗ không bằng đi. Tấm tắc, quái vật. Bão hư tông cùng kỳ nhất tộc các võ giả cũng không khỏi ngừng tay. Cảm giác vậy từ hỗn độn trung truyền tới kinh người ba động, khuôn mặt sắc liên tục biến hóa. Nhất là cùng kỳ bộ tộc càng là cực kỳ âm trầm. Vốn cho là diệt trừ Bão hư tông là chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới lại ra tần nhai một cái như vậy yêu nghiệt đối phương chiến lực không khỏi vượt lên trước chính mình. Hiện tại lại vẫn cùng chính mình mời tới ám huyết tộc cao thủ đánh hữu thanh hữu sắc. Không thể, tên kia cũng không phải thượng thần đối thủ. Kỳ tinh hổ hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm cốc đào mọi người. Coi như các ngươi có cái kia gọi tuyệt ảnh ra hỏa trợ giúp. Nhưng hắn cũng không phải thượng thần đối thủ, chờ thượng thần diệt trừ tên kia về sau. Liền đến phiên các ngươi. Cốc Đào đám người tuy là đối với Tần Nhai không ôm hy vọng gì. Nhưng trước khí thế trên cũng tuyệt không phải thua bởi cùng kỳ tộc, Hư Lạnh nói. Tuyệt ảnh có thể hay không thua còn chưa nhất định đây, ngược lại là các ngươi cùng kỳ tộc. Trước lo cho chính mình đi. Nói xong, Cốc Đào mang theo vài cái chân thần giết đi tới. Nguyên bản, cùng kỳ tộc sẽ cùng Bão Hư Tông thực lực bất phân cao thấp. Nhưng Tần Nhai phía trước giết chết bọn hắn một cái chân thần, lúc khai chiến lại giết một cái đồng thời bên ngoài đại trưởng lão còn bị trọng thương một thân chiến lực còn dư lại không có mấy bởi vậy nhưng thật ra bão hư tông chiếm cứ thượng phong nhưng kỳ tinh hổ mấy người cũng không sợ hãi chút nào bằng vào một thân khủng bố sát khí cùng cốc đào mấy người đánh có qua có lại mặc dù là hoàn cảnh xấu nhưng muốn chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là có thể dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần chờ vệ huyết tiến giải quyết hết tần nhai chi về sau trở lại giải quyết bão hư tông liền đều không là vấn đề phía dưới đánh hừng hực hỗn độn chung tần nhai cùng vệ huyết tiến chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt không thể không nói thượng thần nếu so với phổ thông chân thần cường đại rất nhiều coi như là tần nhai thần chiến tri đạo thu được đột phá thế nhưng muốn bằng vào điểm ấy ưu thế giải quyết hết vệ huyết tiến tỷ lệ cũng nhỏ đến đáng thương phá thiên khung tần nhai gầm nhẹ một tiếng một khẩu trí bảo trường thương chợt đâm ra cuồng bạo kinh khí trong nháy mắt bạo nổ phát so với mạnh còn muốn cường đại gấp đôi thương mang hoành khoảng không mà ra cái này lực lượng đã vượt qua chân thần tam trọng cực hạn trình độ cho dù là so với thượng thần cũng không kém bao nhiêu làm cho vệ huyết tiến không thể không ngưng trọng xuống huyết khí cuồn cuộn bạo nổ phát lần nữa đánh ra một đạo thần thuật huyết giết thương mang, quyền mang ầm ầm va chạm, chấn thiên hám địa. Tần Nhai vệ huyết tiến mỗi bên tự bị đẩy lui. Mà ở này lúc Tần Nhai lấy ra một viên bạch ngọc châu tử, đột nhiên ném ra. Chỉ thấy hạt châu kia đến vệ huyết tiến trên khoảng không, chợt tràn ra từng đợt bạch quang. Trong sát na, bốn phía hư không lại biến được thập phần ngưng trọng. Cái này hư không thì dường như bị chút xuống xi măng vậy bình thường vũ giả ở mảnh này hư không bên trong thậm chí đều khó nhúc nhích dù cho vệ huyết tiến là một cái thượng thần nhưng đột nhiên chịu đến không gian ảnh hưởng cũng không khỏi lộ ra kẽ hở hám thiên cửu kích tần nhai bắt lại cơ hội thượng phẩm thần thuật bạo nổ phát chỉ thấy chín đạo quyền ảnh ở trong hư không điệp ra đánh phía vệ huyết tiến phanh chịu đến không gian ảnh hưởng mà đến không kịp trốn tránh vệ huyết tiến chỉ có thể miễn cưỡng nhắc tới thần lực kích ra một trường. Nhưng một trường kia lực lượng ở hám thiên cửu kích trước mặt căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Oanh một cái, trực tiếp bị phá toái. Mà vệ huyết tiến, ngạnh sinh sinh tiếp nhận được cái này đạo công kích. Cho dù là thượng thần, vệ huyết tiến cũng bị một kích này đánh thổ huyết. Bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, nện vào một viên hành tinh lên, ầm ầm một cái cái kia đi tinh chấn động mấy xuống đại lượng khói bụi cuồn cuộn tràn ngập mặt ngoài trực tiếp hình thành một cái hố to mà vệ huyết tiến liền nằm cái kia hố sâu bên trong ngươi người này lại dám ám toán ta trong hố sâu vệ huyết tiến thần thể thụ thương tổn thương khuôn mặt sắc âm trầm đến rồi cực hạn oán độc mâu quang xuyên thấu qua vô số tầng mây nhìn phía trong hỗn độn tần nhai chuẩn xác mà nói là nhìn phía tần nhai trong tay viên kia bạch ngọc châu tử hắn biết vừa rồi chính là cái kia bạch ngọc châu tử đột nhiên ngưng trệ ở hư không ảnh hưởng đến chính mình nếu không chính mình sao lại bị tần nhai cho kích thương đây khá lắm nguyên lai like ngươi thân trên còn có một cái không gian loại hình thần khí người yên tâm ta nhất định sẽ giết ngươi đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ làm của riêng bao quát thần thuật bao quát thần khí vệ huyết tiến theo trong hố sâu xuất hiện gắt gao nhìn trăm trăm tần nhai thụ thương thương hắn trên mặt thần sắc càng phát dữ tợn chỉ thấy hắn lấy ra nhất khẩu huyết sắc trường côn cái kia trường côn trên ngưng tụ từng đạo huyền diệu phù văn trong đó mơ hồ lộ ra nhiều tiếng tiếng kêu gen phảng phất cái này trường côn chính là do hàng vạn hàng nghìn oan hồn ngưng tụ mà thành vậy bên ngoài sát khí âm lãnh nhường sợ Người có thần khí, lẽ nào ta lại không có sao? Vệ Huyết Tiến cười lạnh một tiếng, trong huyết khí càng thêm mấy phần âm lãnh. Tần Nhai thấy thế, mâu quang đông lại một cái. Hắn biết, Vệ Huyết Tiến rốt cuộc phải cùng chính mình liều mạng một lần. Chương 1895, đại đạo dung hợp. Nhìn trước mắt cầm huyết sắc trường côn, huyết khí xâm nhiên Vệ Huyết Tiến. Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái tâm thần đề thăng tới trước đây chưa từng gặp chi phòng bị trong trạng thái đón lấy hắn cầm trong tay bạch ngọc châu ném cao khoảng không chỉ thấy bạch ngọc châu ở trong hư không lóe lên quá một hồi quang hoa hình thành hình một vòng tròn quang cháo cái kia quang cháo bao phủ trong vòng ngàn dặm nơi một động lại hư không lực lượng tràn ngập ra ở tần nhai không gian chi lực thôi động xuống giống như một cái đặc thù lĩnh vực vậy tại này cổ lực lượng hạ bình thường chân thần thậm chí đều khó nhúc nhích. Coi như là vệ huyết tiến thân là thượng thần cũng không khỏi chán câu lại. Một cái thật là tốt không gian thần khí. Thần khí cũng có các loại các dạng. Tỉ như vệ huyết tiến trong tay trường quân chính là nhất kiện tăng phúc thần lực. Sát phạt vô song công kích thần khí. Mà tần nhai viên này bạch ngọc hạt châu tắc thì là áp chế địch nhân. Hình thành một cái lĩnh vực phụ trợ loại thần khí mà sau người cần phải so với trước người hiếm thiếu, chân quý nhiều lắm. Tần Nhai cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì. Cái này thần khí chính là hắn năm đó ly khai thương không giới lúc, giết chết những thứ kia nguyên nhân thần đình lệnh giết chết trước tới giết hắn chân thần sau. Có được, hạt châu này nguyên bản chủ nhân cũng không phải là một cái chuyên tu không gian chi. Đạo chân thần, vì thế không pháp phát huy ra bên ngoài toàn bộ uy lực. Đến Tần Nhai trong tay mới tỏa hào quang rực rỡ. Tuy là ta chỉ là vô lượng nhưng ta đối với không gian chi đạo tìm hiểu hoàn toàn không thua. Gì với chân thần cũng có thể đem cái này thần khí uy có thể phát huy ra 8 phần 10 tả hữu. A hát, vệ huyết tiến, ở nơi này lĩnh vực bên trong, coi như trong tay ngươi có thần khí. Cũng phải bị áp chế hai thành chiến lược. Tần nhai cười lạnh nói. Tiếp đó, tần nhai thân ảnh khẽ động, bước vào lĩnh vực bên trong, tại hắn tiến vào sát na, bốn phía không gian chi lực phảng phất có chủ kiến vậy tràn đầy một sức sống hướng vệ huyết tiến nghiền ép đi vệ huyết tiến gầm nhẹ một tiếng trong tay trường côn nở rộ huyết quang gắt gao ngăn cản này cổ lực lượng coi như ngươi có thần khí lại có thể thế nào ta vẫn có thể bại ngươi ngôn ngữ rơi vệ huyết tiến nắm chặt trong tay trường côn hướng tần nhai chợt phách xuống trường côn huyết quang tràn ngập giống như một khẩu phách thiên cự nhận vậy đem mảnh không gian này tê liệt mênh mông huyết quang mang theo muốn phá hủy hết thảy khí thế hướng tần nhai bao phủ tới uy lực mạnh đủ để đơn giản nát bấy một viên tinh thần cho dù là bị thần khí chế thượng thần oai vẫn là không gì sánh được cường hãn hám thiên cửu kích tần nhai gầm nhẹ một tiếng chiến ý bạo nổ phát chín đạo quyền ảnh tầng tầng điệp ra lấy thần chiến tri đạo lực lượng bị thôi động đến rồi cực hãn mà không có gì ngoài thần chiến chi đạo bên ngoài trong đó càng là ẩn chứa một huyền diệu không gian lực lượng trong mơ hồ tần nhai đúng là đem không gian chi đạo cùng thần chiến chi đạo dung hợp lại này biện pháp tần nhai có lẽ là phía trước đang ở là thực tiễn ngừng tụ thần cách đường gánh nặng đường xa mà không tấn cấp đến chân thần tu vi bị quản chế chiến lực cũng đồng dạng có cực hạn vì vậy hắn một mực đang nghĩ biện pháp đề thăng chiến lực cái này đại đạo điệp ra chính là một loại trong đó dù sao hắn một cái lĩnh ngộ mấy loại đại đạo đơn chủng đại đạo phát huy ra được uy lực lại như thế nào cường đại cũng đến rồi hắn hiện tại có thể tăng lên cực hạn vì vậy dung hợp đại đạo là được hắn tìm hiểu trọng điểm một trong những năm gần đây thu hoạch không lớn thật không nghĩ đến ở cùng cái này vệ huyết tiến trong chiến đấu lại để cho mình mò tới một ít phương pháp, một trận chiến này thật sự chính là thu hoạch xa xỉ. Thần chiến chi đạo đột phá không nói. Chính mình sờ tìm đến ở không pháp ngưng tụ thần cách phía trước. Là có thể đại phúc độ đề thăng chiến lực biện pháp. Oanh, hám thiên cửu kích cứng rắn lay động trường côn huyết quang. Hai cổ năng lượng va chạm sinh ra rung động làm cho mảnh này hư không chấn động không ngớt nếu không phải tần nhai lợi dụng thần khí hình thành một cái không gian lĩnh vực này thì cái này phương viên mấy ngàn dặm không gian sợ sẽ phải đương trường đổ nát nhưng tức thì tựa như đây cái này lĩnh vực sợ cũng chống đỡ không được bao lâu đại đạo dung hợp ngươi lại còn có ngón này nhìn tần nhai vệ huyết tiến mặt sắc càng phát âm trầm trước mắt cái này vô lượng vũ giả tưởng chừng như là không thể nói lý dĩ nhiên cụ bị đáng sợ như vậy chiến lực hơn nữa các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là lưỡng chủng thượng phẩm thần thuật, sau là chiến trung đột phá. Tiếp lấy lại là không gian thần khí. Hiện tại mà ngay cả đại đạo dung hợp loại kỹ năng này đều nắm giữ. Phải biết, đại đạo dung hợp là rất nhiều chân thần một mạch đang nghiên cứu nan đề một trong. Bởi vì chân thần cảnh giới đột phá cực kỳ chắc trở vì vậy tất cả mọi người hội nghĩ hết tất cả biện pháp tới đề thăng chiến lược. Ngoại trừ thần thuật, thần khí những thứ này bên ngoài, trong đó khó khăn nhất. Cũng là hữu hiệu nhất chính là đại đạo dung hợp. Giống như muốn lại tìm hiểu một loại đại đạo. Đối với chân thần mà nói cũng không tính chắc trở, muốn dung hợp vào một ít đại đạo. Cũng không tính là chắc trở, nhưng chân chính khó khăn là. Lưỡng chủng cực kỳ cường đại đạo phải như thế nào dung hợp, bởi vì càng cường đại đạo dung hợp thì càng khó đến rồi chân thần trình độ này đối với hắn có chút trợ giúp đại đạo ít nhất phải tìm hiểu đến gần thần tình trạng mới được tới cái kia trình độ dung hợp độ khó thì đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi nếu như lưỡng chủng đồng dạng đạt được chân thần trình độ đại đạo muốn dung hợp càng là gần như không thể so với bằng sức một mình ngưng tụ thần cách con đường này cũng không kém lắm từ cổ trí kim có thể người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay đây cũng là làm cho vệ huyết tiến cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Bởi vì tần nhai sở tìm hiểu lưỡng chủng đạo đều đạt được cực kỳ cường đại cảnh giới. Có thể nói, coi như là sánh vai chân thần cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Nhất là trong đó còn có một loại vô thượng chi đạo. Mà dạng liền hết lần này tới lần khác làm cho hắn cho lấy ra dung hợp biện pháp. Dù cho ở rất nhiều chân thần chung cũng không mấy người có thể so sánh ta cất giấu, so với ngươi biết còn nhiều hơn đây. Tần nhai cười nhạt, ánh mắt lộ ra một chút tiếu ý, đón lấy, hắn thiếp thân mà lên. Cận chiến chém giết kỹ xảo bạo nổ phát, hướng vệ huyết tiến mãnh công đi. Mà vệ huyết tiến biết tần nhai năng lực cận chiến khủng bố đến mức nào. Cũng không dám cùng bên ngoài cứng rắn lay động, trường côn huy vũ. Từng đạo côn ảnh múa dày không ra phong. Thần thuật, huyết hải hiên đáo chỉ thấy vệ huyết tiến trường côn huy vũ. Từng đạo côn ảnh giống như hình thành một cái biển máu vậy, vô biên huyết hải tịch quyền. nhấc lên một mảnh kinh đào, tần nhai không dám khinh thường. Hám thiên cửu kích liên tiếp thi triển, lúc này mới đem thần thuật quay trung hòa. Người này thần thuật còn thật nhiều. Tần nhai chán cau lại, cảm thấy một chút vướng tay chân. Thượng thần, đắm chìm trong chân thần cảnh giới chung không biết có nhiều thiếu tuế nguyệt tìm hiểu ra vài loại thần thuật cũng không phải là cái gì đáng giá ly kỳ sự tình trong đó cái khác kinh tài tuyệt diễm vũ giả thậm chí có thể tìm hiểu ra thượng phẩm thần thuật ta hiện tại có cường đại công kích chiêu thức không thể nghi ngờ chính là phá thiên khung cùng với hám thiên cửu kích loại này thượng phẩm thần thuật nếu như liền hai loại thượng phẩm thần thuật đều không làm gì được người này ta lại nên làm cái gì bây giờ hiện tại nếu là có khẩu thần khí ở tay thì tốt rồi Tần Nhai không khỏi có dũng khí muốn cầm ra xích huyết sung động, chỉ bất quá coi như là xuất ra xích huyết đối phó với địch, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đem vệ huyết tiến lưu xuống đến lúc đó, còn khả năng đem thân phận của mình bại lộ, vì vậy không đến sau cùng hắn không muốn động dùng xích huyết, răng rắc răng rắc, này lúc bốn phía hư không bỗng nhiên truyền đến trận trận phá toái tiếng ở vệ huyết tiến cái kia liên tiếp không ngừng thần thuật công kích xuống. Chính mình dùng thần khí ngưng tụ ra không gian lĩnh vực, đúng là có chút bất kham gánh nặng. Ha ha, tuyệt ảnh, chờ cái này lĩnh vực vừa vỡ, nhìn ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, để cho ngươi hồn phi phách tán. mươi 1896, cố làm ra vẻ huyền bí. Răng rắc, răng rắc hư không phá toái, từng đạo vết rách giống như mạng nhện không ngừng lan ra kéo dài đi ra. Ngoài, đến nhất về sau, trong vòng ngàn dặm không gian đều đã là lảo đảo muốn ngã. Mà nghìn dặm chính là thần khí hình thành lĩnh vực cực hạn. Oanh, chỉ nghe gian một tiếng như cuồn cuộn như sấm rền nổ, hư không ầm ầm nổ tung. Cái kia cổ áp chế vệ huyết tiến không gian chi lực hoàn toàn biến mất không thấy đã không có thần khí áp chế vệ huyết tiến thực lực đã có thể phát huy đến cực hạn trường côn vung lên kinh người huyết quang đem tần nhai cho cắn nuốt hết tần nhai kêu lên một tiếng đau đớn bị một kích này cho đánh bay ra ngoài tuyệt ảnh chết đi cho ta đi vệ huyết tiến cười ha ha trường côn hướng tần nhai không ngừng đánh tới cho dù là tần nhai thần chiến tri đạo đột phá đại đạo dung hợp thậm chí nắm giữ thượng phẩm thần thuật ở nơi này tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng khó mà chống đỡ trong lúc nhất thời tần nhai chỗ chỗ chịu đến áp chế ở tiếp tục như vậy ta sẽ bại xích huyết tần nhai trong tay quang hoa lóe lên xích huyết thương ra kèm theo một đạo sắc bén huyết quang di chuyển hiện đánh vào vệ huyết tiến trường côn chi lên sát na vệ huyết tiến đúng là cảm nhận được trong tay trường côn lại truyền ra một tiếng gào thét thanh âm hắn trường côn lại xuất hiện một vết nứt cái gì vệ huyết tiến đồng tử hơi co lại gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai trong tay xích huyết thần khí cái này thần khí lại như vậy lực lượng ngươi lại có cái này chờ cường đại thần khí nhưng vì sao vừa rồi không lấy ra cho tới bây giờ mới dùng hắn nghi hoặc không giải khai nhưng tần nhai lại không để ý đến trường thương không ngừng huy vũ xích huyết thương tức thì đã vận dụng hắn giết vệ huyết tiến tâm cũng thay đổi được càng thêm kiên định cho dù là phải vận dụng một chiêu kia cũng muốn đem bên ngoài lưu lại leng keng leng keng xích huyết ở tay phối hợp thần chiến tri đạo tần nhai chiến lực bị phát huy đến cực hạn một thương tiếp lấy một thương còn như nước chảy mây trôi trong nhấp nháy vệ huyết tiến thân trên liền nhiều vài cái bị xích huyết chọc ra lỗ máu mà lỗ máu không ngừng bốc lên tiên huyết đúng là khó có thể ẩn chứa không chỉ có như đây mỗi lần bị cái kia xích huyết thương thương tổn đến vệ huyết tiến thần huyết liền bị nhanh chóng thôn phệ ở nơi này là thần khí rõ ràng là một đầu phệ huyết mãnh thú a cho dù là vệ huyết tiến thân là thượng thần cũng không khỏi có chút sợ các loại cái này thần khí đặc tính thật quen thuộc ta lại tựa như đã gặp qua ở nơi nào liếc mát thôn phệ thần huyết thương ngươi ngươi là tần nhai vệ huyết tiến lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử co rụt lại, lộ ra khiếp sợ. Tần nhai tình báo, sớm đã bị mỗi bên đại thế lực quan tâm đến. Liên quan tới hắn tìm hiểu dạng gì đạo, ủng có nhiều thần khí đều nhất thanh nhị sở. Mà chiếc kia phệ huyết chi thương, chính là tần nhai độc hữu Người không phải tiệt ảnh, ngươi là tần nhai. Vệ huyết tiến nhìn tần nhai, nhãn trung tràn ngập khiếp sợ. Cái gì tình báo, toàn bộ đều là chó má. Tình báo đã nói tần nhai nắm giữ vô thượng u minh chi đạo, nhưng hắn cùng hắn giao chiến lâu như vậy, thì triển ra cũng là một loại khác vô thượng chi đạo. Hơn nữa người này dung mạo đại đổi, chính mình cư nhiên không có chút nào phát hiện. Điều này nói rõ đối phương còn có một loại cực kỳ cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Trọng yếu như vậy, tình báo dĩ nhiên không có ai biết. Phá thiên khung, tần nhai không trả lời thượng phẩm thần thuật trong nháy mắt bạo nổ phát chỉ thấy ở thần khí gia trì xuống thương mang uy lực tăng vọt. Cho dù là vệ huyết tiến thân là thượng thần, nhưng đối mặt một kích này. Cũng không thể đả khởi hoàn toàn tinh thần, trường côn nắm chặt. Thần lực thôi động đến mức tận cùng, huyết hà giết. Trường côn rơi xuống, mênh mông huyết hà trong nháy mắt bạo nổ phát, vắt ngang mà ra. Nhưng thương mang sắc bén không thể đỡ, trực tiếp tê liệt cái kia mênh mông huyết hà không chút lưu tình đánh vào vệ huyết tiến thân lên, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Một kích này trực tiếp làm cho vệ huyết tiến thần thể chịu đến trọng thương. Tự liền thần cách đều bị ảnh hưởng. Thần thể dùng thần lực có thể khôi phục. Nhưng thần cách lại cần thời gian tới nghỉ ngơi cho khỏe thế nhưng nhãn hạ đang ở kịch chiến. Tần nhai há lại sẽ cho hắn thời gian. Giết, quát lạnh một tiếng, tần nhai cầm thương giết ra vệ huyết tiến khuôn mặt biến sắc đổi bất định lập tức hít một hơi thật sâu lộ ra một cái dứt khoát nói tuyệt ảnh không tần nhai đây chính là ngươi buộc ta cho dù chết ta cũng muốn đem ngươi kéo lên thần thuật thần huyết ngưng tiễn chỉ thấy vệ huyết tiến gầm nhẹ một tiếng đúng là có đạo đạo thần huyết từ hắn trong cơ thể phụt ra mà ra huyền phù ở hư không bên trong hóa thành từng đạo huyết sắc tên phía trên lộ ra lạnh lùng sát ý, làm cho tần nhai có chút sợ run lên. Đây mới là hắn cuối cùng con bài chưa lật. Tần nhai mâu quang ngưng trọng, thần chiến chi đạo bị thôi động đến rồi cực hạn. Cho ta đi, vệ huyết tiến gầm nhẹ một tiếng, từng đạo máu tây trèo khoảng không mà ra. Mà tần nhai không yếu thế chút nào, trường thương nắm chặt liên tiếp quơ. Leng keng, leng keng. Cái kia đạo đạo máu tê tuy là thần huyết sở ngưng, nhưng kiên cố phi thường. Tần chứa uy lực cũng thập phần khủng bố, không chỉ có như đây. Cái này máu tươi không chỉ là một đạo mà là hàng trăm hàng ngàn vệt. Tự như cùng mưa rào tầm tã vậy hàng xuống. Tần nhai thôi động không gian chi đạo. Muốn đem bên ngoài trì hoãn bên ngoài tốc độ công kích cho mình thời gian phản ứng. Chỉ bất quá cái này máu tươi uy lực khủng bố lại trực tiếp tê liệt không gian. Không nhìn không gian chi lực hướng tần nhai nhào qua ở ngăn cản hạ hơn 10 đạo máu tươi về sau, Tần Nhai liền bị những thứ kia còn dư lại máu tươi bao phủ. Hắn chỉ có thể bằng vào thần chiến chi đạo mang tới siêu cường trạng thái chiến đấu. Không ngừng né tránh, có thể tức thì tựa như đây, vẫn không có pháp toàn thân trở ra. Cái này thần thuật quá cường đại rồi. Tuy là không phải là cái gì thượng phẩm thần thuật, nhưng tuyệt đối là đứng đầu trung phẩm thần thuật. Hơn nữa ở vệ huyết tiến cái này thượng thần trong tay thi triển ra, bên ngoài uy lực so với tần nhai thi triển vài loại thượng phẩm thần thuật cũng cường đại đến. Nhiều lắm, dù sao tần nhai chỉ là vô lượng, không pháp triệt để phát huy thần thuật lực. Đối đãi máu tê quá về sau, tần nhai miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng lập ở trong hư không? Hắn lúc này, trạng thái có thể chẳng tốt đẹp gì, cả người máu me đầm đìa. Phảng phất là mới từ trong huyết hà vớt đi ra dáng dấp, làm cho lòng người kinh sợ. Nếu không phải là Hoàn Mỹ thần thể, một kích này phía dưới, hắn hẳn phải chết. Tức thì tựa như đây, dù là lấy Hoàn Mỹ thần thể siêu cường sự khôi phục sức khỏe hắn cũng không. Có biện pháp trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại, cái kia máu tê tuy là đã tán đi. Nhưng máu tê khí độ ở trong người tràn đầy, không ngừng tiến hành phá hư. Muốn đem bên ngoài bị xua tan, cần tiêu hao đại lượng đạo nguyên cùng với thời gian chính như tần nhai sẽ không cho vệ huyết tiến thời gian giống nhau. Vệ huyết tiến đồng dạng sẽ không cho tần nhai thời gian. Khi nhìn đến khí tức quể oải trí cực tần nhai, vệ huyết tiến cười ha ha một tiếng, lập tức. Mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một hồi không bình thường ửng hồng màu sắc, phốc một cái. Trực tiếp phun ra một hớp lớn thần huyết. Cái này khiến, hắn khuôn mặt sắc càng thêm trắng bạch, không hề huyết sắc hiển nhiên thi triển vừa rồi chiêu đó thần thuật đối với hắn tiêu hao cực lớn nhưng hắn khuôn mặt trên vẫn là hiện ra một nụ cười bởi vì hắn tuy là tiêu hao cự đại nhưng vẫn cụ bị sức đánh một trận mà tần nhai chịu hắn thần thuật trọng thương chiến lực còn dư lại không có mấy hiện tại theo liền tới một cái chân thần đều có thể thu thập hắn tần nhai người thất bại vệ huyết tiến hướng tần nhai chậm rãi đi tới mang trên mặt vẻ hưng phấn màu sắc giết ngươi không chỉ có ngươi trên người thần khí thần thuật đều về ta hết thảy liền thần đình treo giải thưởng ngươi đại lượng khen thưởng cũng đều là của ta thậm chí ta vẫn có thể thu được thần đình trọng dụng một bước đăng thiên cũng nói không chừng đấy chứ nhất niệm tới đây hắn nụ cười trên mặt càng đậm a à hát ngươi xác định ngươi giết được ta sao tần nhai khóe miệng vi kiều lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nụ cười này không khỏi làm vệ huyết tiến cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Nhưng lập tức hắn mạnh mẽ bị xua tan cổ hàn ý này, nói, hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. mươi 1897, Linh hồn công kích. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Vệ huyết tiến lạnh rên một tiếng, mang trưởng liền hướng tần nhai oanh khứ. Một trưởng này so với hắn vừa rồi cho thấy lực lượng chênh lệch khá xa. Thậm chí liền chân thần ba trọng cảnh giới đều không đạt được có thể thấy được hắn tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Nhưng tần nhai chúng hắn thần thuật đã mất sức tái chiến, hắn thấy. Một chiêu này đủ để cho tần nhai bị mất mạng, đối phương tuyệt không có lực phản kháng. Trưởng rơi chẳng qua trong một sát na, mắt thấy tần nhai sẽ bị một trưởng đánh gục thời gian. Theo tần nhai trong cơ thể, lại lộ ra một huyền diệu vô cùng lực lượng. Cái kia lực lượng vô hình vô chất thậm chí đối với bốn phía không có một chút phá hư. Có thể vệ huyết tiến đồng tử cũng là chợt co rụt lại. Phảng phất có một không pháp ngôn dụ đại khủng bố đưa hắn tập trung vậy. Làm cho hắn tóc gáy dựng đứng, tâm thần rung động, đời này của hắn chẳng bao giờ cùng hiện vào giờ khắc này vậy cảm thấy sợ hãi. Ông không giải thích được rung động, vệ huyết tiến chỉ cảm thấy tâm thần ầm ầm chấn động. Trong cơ thể linh hồn như bị trọng kích, sát na tan vỡ, chân chính hồn phi phách tán cái kia một trường cũng mất đi uy lực theo hỗn độn chung ngã xuống. Nhìn rơi vào hỗn độn, bị một ít đi qua hỗn độn dị thú gặp ăn rơi vệ huyết tiến thi thể. Tần nhai hít một hơi thật sâu, trong đầu truyền đến từng đợt như như kim đâm cảm giác. Tiếp lấy hắn lắc lắc đầu, vội vã thu liễm linh hồn chi lực. Lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng bên ngoài khuôn mặt sắc vẫn không có so với thương bạch. Một chiêu này lần đầu tiên đối với người thi triển, không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy. Chỉ bất quá cái này tác dụng cũng hơi lớn. Nếu không phải có hồn linh cổ liên bảo vệ linh hồn của ta, một kích kia thậm chí sẽ trực tiếp làm cho linh hồn của ta hải trực tiếp khô kiệt. Chưa thành chân thần phía trước, cái này chiêu thiếu vận dụng tốt nhất. Tần Nhai vừa rồi giết chết vệ huyết tiến chính là linh hồn công kích, không là dĩ vãng những thứ kia thần niệm công kích mà là nhắm thẳng vào linh hồn chỗ sâu nhất linh hồn công kích coi như là chân thần linh hồn nấp trong thần cách bên trong cũng không pháp ngăn cản một chiêu này chính là hắn qua nhiều năm như vậy một mạch nghiên cứu hồn linh cổ liên từ trong đó tìm hiểu ra tới chỉ bất quá hắn còn không có tìm hiểu ra linh hồn chi đạo cho nên cái này chiêu chỉ có thể mượn từ hồn linh cổ liên thi triển nhưng đây cũng không phải là không có nguy hiểm vậy một chiêu này tuy là mượn từ hồn linh cổ liên thi triển. Thế nhưng sử dụng vẫn là tần nhai tự thân linh hồn chi lực mà nói như vậy. Cảnh giới võ đạo càng cao, linh hồn thì sẽ càng phát cường đại, đến chân thần về sau. Linh hồn cùng thần cách dung hợp càng là khó có thể lay động. Tần Nhai tuy có hồn linh cổ liên cái này bổn nguyên thần khí ở tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Linh hồn không thua gì với chân thần. Nhưng muốn dựa vào bản thân lực công kích đến chân thần linh hồn, nhất là thượng thần linh hồn cơ bản không thể, vì vậy chỉ có ở hồn linh cổ liên gia trì xuống. Lúc này mới có thể một lần hành động thành công. Có thể tức thì tựa như đây, linh hồn chi lực của hắn cũng tiêu hao quá mức lớn. Nếu không có hồn linh cổ liên ở sau cùng ổn định lại linh hồn hài, hắn linh hồn sợ rằng sẽ trực tiếp rời ra phá toái, so với vệ huyết tiến cũng không tốt gì này lúc điểm điểm tinh quang theo hỗn độn chung di chuyển hiện chính là tần nhai giết chết vệ huyết tiến cái kia tàn phá linh hồn hồn linh cổ liên tức thì phát lực đem này cổ phá toái linh hồn hấp thu hầu như không còn đón lấy lại tặng lại một bộ phận đến tần nhai thân lên hắn khuôn mặt sắc lúc này mới hồng nhuận không thiếu dần dần khôi phục lại tuy là khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn cần không thiếu thời gian thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng hành động tần nhai hít một hơi thật sâu đứng lên thân ảnh khẽ động đi tới hỗn độn chung cái kia đầu đang ở gặp ăn vệ huyết tiến thân thể hỗn độn dị thú trước mặt đấm tới một quyền đem thân thể cho đoạt lại ôm đồm vào trong cơ thể đem cái viên này hầu như hoàn hảo không hao tổn thần cách lấy ra tuy là thượng thần nhưng cái này thần cách lại cũng chỉ là một quả trung cấp thần cách mà thôi vệ huyết tiến có thể tấn cấp thượng thần tiềm lực cơ bản đã tiêu hao hết đời này nếu không có cơ duyên nói sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây thần cách là là chân thần chi căn bản thần cách chất lượng càng tốt chân thần tiềm lực cũng liền càng lớn có thể đạt tới cảnh giới thì cũng càng cao mà cũng là tần nhai chuyên tâm muốn dựa vào bản thân lực lượng ngưng tụ thần cách một trong những nguyên nhân bởi vì coi như là cao cấp thần cách cũng có tiềm lực hao hết nhất thiên chỉ có trời sinh thần cách cùng mình ngưng tụ thần cách tài năng vô hạn trưởng thành tiếp thậm chí còn sau người nếu so với trước người mạnh hơn trên không thiếu bởi vì trước người chính là trời sinh tuy nói tự nhiên mà thành nhưng ít hơn một phần ma luyện mà chính mình ngưng tụ thần cách trải qua thiên tri bách luyện không gì sánh được cường đại đem thần cách cất xong tần nhai cầm vệ huyết tiến thi thể hướng bão hư tông phương hướng lao đi mà lúc này bão hư tông cùng cùng kỳ tộc đại chiến đã đến cực kỳ thảm thiết tình trạng song phương hai phe đều có tử thương, chỉ bất quá cùng kỳ tộc muốn nghiêm trọng một ít. Bao quát kỳ tinh hổ, chỉ còn ba cái chân thần. Đáng chết, vệ huyết tiến sao còn không có giải quyết hết tuyệt ảnh. Kỳ tinh hổ nhìn xa chỗ hỗn độn, nhãn trung lóe ra lo lắng màu sắc. Này lúc một đạo lưu quang lướt đến, kỳ tinh hổ thấy thế. Khuôn mặt trên rốt cục hiện ra vui sắc, ha ha, vệ tiền bối rốt cục giải quyết tuyệt ảnh chứng kiến cái kia lưu quang kỳ tinh hồ đương nhiên lấy vì đó chính là vệ huyết tiến không chỉ có là hắn thậm chí liền còn lại người cũng cho là như vậy bởi vì tần nhai đối với trên thượng thần chiến thắng tỷ lệ quá nhỏ ghê tởm còn kém một điểm cuối cùng ta là có thể giải quyết kỳ tinh hồ đám người cứ như vậy cũng coi như không uổng công cốc đào lòng có không cam bão hư tông còn lại chân thần nhìn kỳ tinh hồ cái kia đắc ý vong hình dáng rất đều là tức giận đến xanh mặt lập tức trong lòng không khỏi sinh ra một tuyệt vọng. Đối mặt thượng thân, bọn họ sao có sống còn tỷ lệ. Siêu, cái kia lưu quang rơi ở trước mặt mọi người, hiển hiện ra bộ dáng. Nhưng thấy đến nhân thời điểm, hết thầy vũ giả không khỏi kinh ngạc tuyệt tuyệt ảnh. Mà kỳ tinh hổ sắc mặt đại biến, nhìn tần nhai, nói, thế nào lại là ngươi đây? Lẽ nào vệ tiền bối không giết ngươi, các loại, vệ tiền bối đâu? bỗng nhiên hắn chứng kiến tần nhai trong tay xách theo một cỗ thi thể cái kia người không phải là trong miệng hắn vệ tiền bối sao không không điều này sao có thể kỳ tinh hổ chờ cùng kỳ tộc vũ giả thần sắc chấn động khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị màu sắc trong mắt bọn họ vô địch vệ tiền bối lại bị tần nhai như dẫn theo một bộ như chó chết dẫn theo cái này bảo hắn nhóm làm sao chịu được đây tuyệt ảnh ngươi ngươi đem vệ tiền bối làm sao vậy như ngươi sở kiến bị ta giết tần nhai đạm mạc mở miệng cầm trong tay thi thể tùy ý để qua mặt đất lên mọi người nhìn cỗ thi thể kia phía trên thậm chí còn có một ít bị dã thú gặm cắn qua vết tích không khỏi mặt sắc sững sờ tiếp lấy nhìn phía tần nhai nhãn trung tràn đầy nồng nặc không thể tin tưởng tần nhai có thể giết chết vệ huyết tiến phải biết đây chính là thượng thần a không thể chỉ bằng ngươi làm sao có thể giết được vệ tiền bối giả giả cái này nhất định là giả vệ tiền bối hắn đến tột cùng ở đâu trong kỳ tinh hổ vẫn là không thể tin được hoặc có lẽ là hắn không muốn tin tưởng lần này đến đây công kích bão hư tông chỗ dựa lớn nhất chính là vệ huyết tiến mà vệ huyết tiến vừa chết kết quả của bọn hắn cũng tuyệt chẳng tốt đẹp gì hừ lừa mình dối người tần nhai lắc đầu lập tức hướng cốc đào đám người nói ra cốc tông chủ còn dư lại sự tình giao cho các ngươi hẳn không có vấn đề đi cốc đào chờ còn đắm chìm trong tần nhai giết chết vệ huyết tiến trong rung động đang nghe tần nhai lời nói về sau tức thì phục hồi tinh thần lại vỗ ngực một cái cười ha ha nói đương nhiên không có vấn đề nơi đây liền giao cho chúng ta đi vệ huyết tiến vừa chết cùng kỳ tộc những người còn lại liền không đủ gây sợ chương 1898, một nửa nội tình. Không có vệ huyết tiến, còn dư lại cùng kỳ tộc ở bão hư tông thế tiến công trước mặt dần dần. Tàn dã mà tần nhai ở nào đó chỗ hư không, nhìn một trận chiến này. Chuẩn xác mà nói là nhìn những thứ kia đã chết đi chân thần tràn ngập ra mảnh vụn linh hồn. Những thứ kia mảnh vụn linh hồn chính một dòng lũ lớn vậy, không ngừng hướng hắn vọt tới chẳng qua cái này linh hồn chi lực chỉ có hắn có thể chứng kiến cảm nhận được mà thôi những linh hồn này lực dũng mãnh vào trong cơ thể bị hồn linh cổ liên từng cái hấp thu một phần trong đó tặng lại đến hắn thân lên làm cho hắn nguyên bản nhân công kích vệ huyết tiến mà uể oải không chịu nổi linh hồn dần dần chuyển biến tốt đẹp mà hồn linh cổ liên tự thân nguyên nhân hấp thu đại lượng chân thần linh hồn đang ở phát sinh nào đó kỳ diệu biến hóa Tần Nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới Linh Hồn Hải lên. Hắn khi thấy cái kia hồn linh cổ liên tòa sen chi lên, lại có một viên tràn ngập nhạt hào quang màu tím nhạt, tựa như hạt sen gì đó đang ở sinh thành. Chỉ bất quá viên này hạt sen còn có chút hư huyễn, có thể tức thì tựa như đây. Trong đó tràn ngập ra huyền diệu sóng linh hồn, vẫn làm cho Tần Nhai cảm thấy run sợ một hồi. Cái kia loại rung động cũng không phải kích thích sợ hãi mà là một loại tựa như nguyên với linh hồn chỗ sâu vui thích hắn có dự cảm cái này hạt sen một ngày sinh thành đối với hắn sắp có không gì sánh được tác dụng to lớn loại cảm giác này không có cái gì lý do nhưng vậy chân thực hồn linh cổ liên hấp thu chân thần linh hồn mà lớn mạnh chính mình mà hạt sen nghĩ đến là bên ngoài không ngừng tráng đại sau nào đó kỳ diệu kết quả chẳng qua cũng không biết cái này hạt sen triệt để hình thành về sau sẽ mang đến cho ta bực nào chờ kinh hỉ. Nhìn vậy có chút hư ảo hạt sen, Tần Nhai thì thào nói nhỏ. Tần Nhai lắc đầu, tiếp lấy ý niệm hồi quy nhục thân. Mà lúc cùng kỳ bộ tộc cùng Bão hư tông chiến đấu cũng đã kết thúc, không lâu sau về sau. Bão hư tông càng là tập kết đại quân, hướng cùng kỳ tộc lãnh địa công tới. Ở mất đi thủ lĩnh cùng đại lượng cao tầng chiến lực tình huống xuống, Cùng kỳ tộc căn bản ngăn cản không hạ khí thế hung hung bão hư tông, liên tục bại lui. Rất nhanh, cùng kỳ tộc ở man hoang chi địa trung triệt để xóa tên. Cái gì, lão ngũ chết? Ám huyết tộc bên trong, một cái ngồi ở trong mật thất lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Mầu quang trung xẹt qua một vẻ khiếp sợ, đón lấy, hắn sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Bất kể là ai, ta ám huyết tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi người này, chính là ám huyết tộc lão đại, cũng là tộc trưởng. Tiếp đó, hắn đem ám huyết tộc bên trong cao thủ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Mọi người nghe thấy tin tức về sau, đều có chút khó có thể tưởng tượng, phải biết. Vệ huyết tiến nhưng là ám huyết tộc cao cấp chân thần. Một thân chiến lực ở man hoang chi địa trung số 1 số 2. Nhưng hắn cư nhiên ở bên ngoài bị giết hại. Lão đại, tin tức là thật sao? ám huyết tộc thủ lĩnh huyết kiệt lấy ra một viên phá toái ngọc giản, ngay mới vừa rồi. Lão ngũ sinh mệnh ngọc giản bỗng nhiên phá toái, ảm đạm vô quang, không hề nghi ngờ. Hắn đã bị người sát hại, lão ngũ hắn đến tột cùng đi đâu? Sinh mệnh ngọc giản, chính là thu thập chân thần thần huyết cùng với đạo thức luyện chế mà. Thành, cùng bên ngoài tính mệnh cùng một nhịp thở, chân thần vừa chết. Ngọc giản cũng sẽ phá toái, mọi người nhìn thấy tình huống này đã có thể xác nhận vệ huyết tiến tin qua đời. Lão Ngũ trước đó vài ngày đi cùng kỳ nhất tộc, cùng kỳ tộc tộc trưởng tự thân tới cửa. Muốn tìm ám huyết tộc cao thủ trợ giúp, một lần hành động tiêu diệt bên ngoài địch thủ Cũ Bão hư tông. Hứa hẹn sự tình sau ở Hồng Vân Sơn mở ra chi về sau. Toàn lực trợ giúp chúng ta thu thập Hồng Vân tinh thạch, lão Ngũ bằng lòng liền cùng rời. Nói như vậy, hắn là chết ở cùng kỳ tộc cùng Bão hư tông chiến đấu bên trong huyết kiệt chán cau lại, có chút kinh nghi bất định, nhưng theo ta được biết, bão hư tông. Cùng kỳ tộc hai phe tuy là nhất lưu thế lực, nhưng cũng không có thượng thần tọa chấn mới là. Lão ngũ sao chết ở cái kia loại địa phương đây? Đây cũng tính là ta nghi ngờ địa phương. Huyết kiệt bên cạnh một cái áo bào trắng vũ giả nói, bây giờ Hồng Vân Sơn mở ra sắp đến. Long hồn tông, chảm tình các hai phe đều ở đây toàn lực chuẩn bị chiến đấu mà lão ngũ vừa chết đối với ta ám huyết tộc mà nói là một cái tổn thất thật lớn cái kia cỗ sát hại lão ngũ lực lượng tuyệt không thể khinh thường ám huyết tộc như lại xảy ra chuyện gì vì thế kế tiếp hồng vân sơn trong một trận đánh sợ rằng sẽ nằm ở bất lợi cục diện cho nên ta cảm thấy hay là trước phái người tìm hiểu một cái tình báo bão hư tông cùng kỳ tộc trong một trận đánh đến tột cùng chuyện gì xảy ra lão ngũ là chết như thế nào tất cả đợi được hồng vân sơn mở ra sau lại tính toán sau đi ta cảm thấy nhị ca nói có lý ừ cũng tốt huyết kiệt tuy là nếu muốn báo thù nhưng là biết nhãn hạ hẳn là lấy hồng vân sơn vì trọng vì vậy liền trước phái chút tộc nhân đi vào tìm hiểu một cái tình báo không chỉ là ám huyết tộc tự liền trảm tình các lòng hồn tông hai đại đỉnh nhọn thế lực cũng đều nghe được tiếng gió thổi phái các đệ tử đi vào dò xét mà tần nhai cũng chính là tuyệt ảnh tên dần dần tiến nhập trong mắt mọi người. Tuyệt ảnh, đây là cùng kỳ tộc một nửa nội tình, hiện tại đều là của ngươi. Cái này nhất thiên, cốc đào tìm được tần nhai, cho hắn nhất miếng nhẫn chữ vật. Bên trong có dấu đại lượng thần tinh, trí bảo, thậm chí vài món thần khí. Tuy là trước đây tần nhai ở trong chiến đấu nói tiêu diệt cùng kỳ tộc về sau. Cũng có thể phân phân nửa nội tình, nhưng này chỉ là thuận miệng nói một câu nói mà thôi không nghĩ tới cốc đào cư nhiên thật đem cùng kỳ tộc phân nửa nội tình giao cho hắn. Cốc tông chủ cùng cùng kỳ tộc một trận chiến. Bão hư tông tổn thất không thể bảo là không lớn. Người đem tân tân khổ khổ có được cùng kỳ tộc phân nửa nội tình cho ta. Lẽ nào tông bên trong vài cái trưởng lão sẽ không không phục sao? Tần nhai đạo, cốc đào cười nói, tiện ảnh huynh. Người khó tránh khỏi có chút xem nhẹ ta bão hư tông lòng dạ đi, một trận chiến này nếu không phải là ngươi giải quyết rồi ám huyết tộc cao thủ chúng ta đừng nói giết ngược cùng kỳ tộc tự thân đều khó bảo toàn một trận chiến này ngươi công lao quá vĩ đại cho ngươi phân nửa nội tình không ai dám nói cái gì tần nhai trầm ngâm một hồi liền đem cái này nhẫn chữ vật nhận kỳ thực một trận chiến này hắn so với bão hư tông thu hoạch còn muốn lớn không nói cái này cùng kỳ tộc phân nửa nội tình cái kia vệ huyết tiến thân là thượng thần trên người tài phú cũng không thiếu so với cái này cùng kỳ tộc phân nửa chống đỡ cũng không kém bao nhiêu hơn nữa hắn trong trận chiến này thu được ma luyện thần chiến chi đạo thu được đột phá đại đạo dung hợp cũng có tiến triển điều này làm cho hắn đối với sau này con đường tu luyện có cái rõ ràng nhận thức không đến mức ở còn chưa ngưng tụ thần cách thời điểm chiến lực đã bị hạn chế đây mới là hắn này chiến thu hoạch lớn nhất cốc tông chủ ta nhìn ngươi mặc dù tiêu diệt nhiều năm địch thủ cũ nhưng trong lòng không có bất kỳ hoan hỉ đây là vì sao đâu tần nhai dò hỏi ai tuyệt ảnh huynh ngươi mặc dù giúp ta bão hư tông tránh thoát nhất kiếp nhưng tiếp theo chúng ta sợ là sẽ phải đối mặt nghiêm trọng hơn kiếp nạn ám huyết tộc cao thủ chết ở chỗ này bọn họ định sẽ không từ bỏ ý đồ tuy nói hồng vân sơn mở ra sắp đến bọn họ có thể sẽ kiêng kỵ ngươi cùng còn lại hai đại đỉnh nhọn thế lực có thể hồng vân sơn việc chấm dứt về sau ta bão hư tông cuối cùng cũng phải đối mặt nghe đến đó tần nhai cũng không khỏi có chút ngưng trọng ám huyết tộc man hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong nội tình thâm hậu không chỉ có riêng vệ huyết tiến một cái như vậy thượng thần mà thôi hắn ở bão hư tông bên trong giết vệ huyết tiến đối phương có thể sẽ không bỏ qua hắn cùng bão hư tông Đương nhiên, hắn cũng không có hối hận. Hắn nếu không giết, đối phương cũng sẽ giết hắn cùng tiêu diệt bão hư tông. Việc này có chút phiền phức. Tần nhai chán cau lại, tùy tiện nói, cốc tông chủ, bão hư tông muốn cùng ám huyết tộc là địch. Sợ là có chút không thực tế, man hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực. Ngoại trừ ám huyết tộc bên ngoài, còn có long hồn tông, chảm tình các nếu như có thể nói. Bão hư tông chỉ có thể tìm kiếm bên ngoài che chở chỉ có thể như thế. Trường 1899, ba đại đỉnh nhọn thế lực. Thời gian lưu chuyển, tần nhai ở bão hư tông bên trong đã qua trăm năm thời gian. Mà man hoang cấm địa hồng Vân Sơn đã ở gần khai mở. Chẳng qua bão hư tông lại đang do dự có muốn hay không tham gia, dù sao. Ám huyết tộc vệ huyết tiến chết ở bão hư tông địa bàn lên. Mà ám huyết tộc chắc chắn đi vào hồng Vân Sơn, song phương nếu là ở nơi nào chạm mặt nói chỉ sợ là sẽ trực tiếp bạo nổ phát xung đột. Nhưng tự định giá một hồi, cốc đào quyết định hay là muốn đi vào Hồng Vân Sơn. Phản chính ta cùng ám huyết tộc đã giao ác, sớm muộn đều là đối mặt. Hơn nữa ta đã cùng Long Hồn Tông bắt được liên lạc đối phương nguyện ý che chở bão hư tông. Ta đi vào Hồng Vân Sơn, trợ Long Hồn Tông thu thập Hồng Vân Tinh Thạch. Bọn họ dù thế nào cũng sẽ không phải mắt mở chừng chừng nhìn ta bị ám huyết tộc nhân sát hại. Đi! cuối cùng cốc đào quyết định nhất người đi trước mà tần nhai đối với hồng vân sơn cũng có hứng thú rất lớn vì vậy liền cùng nhau đi trước không chỉ là bọn họ hiện nay toàn bộ man hoang chi địa trung nhân vật có mặt mũi toàn bộ đều chú ý tới hồng vân sơn dù sao hồng vân sơn sản xuất ra hồng vân tinh thạch đối với võ giả chợ giúp thực sự quá lớn nhất là làm hồng vân tinh thạch tích lũy đến rồi trình độ nào đó thậm chí có thể sản sinh thần cách loại cám dỗ này. Ở hiện nay thần cách bị thần đình Lũng đoạn tình huống xuống. Căn bản không có mấy người cự tuyệt được, Tần Nhai tuy là không cần thần cách. Nhưng này Hồng Vân tinh thạch đối với hắn tìm hiểu đại đạo có thể cũng có trợ giúp. Hồng Vân Sơn chỉ có man hoang chi địa một viên trung tâm tinh thần chi lên. Rất nhanh, Tần Nhai cùng Cốc Đào liền tới đến cái kia tinh thần trên khoảng không. Tần nhai xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở cái kia tinh thần trung ương. Có một tòa không gì sánh được to lớn cao sơn đứng vững. Cái này cao sơn lại tựa như xuyên thấu vân tiêu, thẳng vào hỗn độn chung vậy. Chỉ là cái tòa này đại sơn sở lan ra kéo dài đi ra sơn thể liền bao trùm cái này nhất chỉnh. Khỏa tinh thần một phần ba diện tích bao la hùng vĩ phi phàm. Ở nơi này sơn thể bốn phía càng là có vô số đám mây ở vờn quanh, đáng nhắc tới chính là cái kia đám mây đúng là bày biện ra diễm lệ hồng sắc xa xa nhìn lại tầng mây lăn lộn như sóng rực rỡ huyễn lệ xa hoa tột cùng trách không được bị kêu là hồng vân sơn thực sự là sơn như tên tần nhai cười nhạt một cái nói một bên cốc đào gật đầu lập tức nói ra cái này không chỉ có riêng là xa hoa đơn giản như vậy cái này hồng vân sơn bên trong càng là nguy cơ tứ phía hồng vân sơn nội sinh có một loại dị thú giống như tinh thạch điêu khắc mà ra vậy chúng ta ngày xưa đem bên ngoài xưng là tinh thú đối với tinh thú tần nhai cũng theo bão hư tông trong điển tịch hiểu rõ quá tinh thú sống ở hồng vân sơn bên trong chịu hồng vân sơn quy tắc ảnh hưởng gần như là bất tử bất diệt cho dù là đưa hắn nhóm hoàn toàn nát bấy rơi quá mấy thập niên tả hữu là có thể gây dựng lại đứng lên huyền diệu phi thường đến nay không người phải biết mà bọn họ chuyến này mục tiêu hồng vân tinh thạch chính là ẩn chứa ở nơi này chút tinh thú trong cơ thể nói ra hái tinh thạch thực ra cũng là liệp sát những thứ này tinh thú mà tinh thú tạo ra hồng vân tinh thạch thời gian cùng hồng vân sơn cởi mở tranh lệch thời gian không nhiều lắm đều là chín cái nguyên niên vì vậy ở man hoang chi địa các võ giả cách mỗi chín cái nguyên niên sẽ gặp tới hồng vân sơn một chuyến thu thập tinh thạch ông ông nay lúc xa chỗ truyền đến rung động tiếng, đã thấy từng chiếc từng chiếc thanh đồng chiến thuyền ở hướng hắn nhóm tới gần. Những chiến thuyền kia trên còn có từng mặt tung bay cờ xí, cờ xí vẽ một khẩu thiết kiếm. Cái kia thiết kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lộ ra một sâm lãnh vô tình ý. Tần Nhai thấy thế không khỏi có chút kinh ngạc, là Trảm Tình các nhân ngựa, Trảm Tình các man hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong chính như kỳ danh trảm tình các các võ giả đều là tu vô tình chi đạo loại này đạo mặc dù không so sánh được trên vô thượng chi đạo nhưng là phá lệ cường đại chỉ bất quá muốn tu luyện này đạo điều kiện thập phần hà khác yêu cầu vũ giả có thể làm được vong tình bỏ yêu vì vậy chảm tình các vũ giả số lượng ở man hoang chi địa rất nhiều thế lực chung là ít nhất nhưng tại đồng bậc trong võ giả chiến lực cũng là mạnh nhất chiến thuyền ở tần nhai bên cạnh hai người xẹt qua mà tần nhai cũng nhìn thấy những thứ kia đứng ở chiến thuyền ở trên thân ảnh phục giả trang khác nhau cầm trong tay binh khí cũng không giống nhau sở tìm hiểu đạo cũng có khác biệt nhưng hắn nhóm tất cả đều có một điểm giống nhau đó chính là băng lãnh cái kia băng lãnh không phải nhiệt độ mà là tình cảm phảng phất những thứ này người tất cả đều là con dối những thứ này người cho tần nhai cảm giác liền là sống sờ sờ con rối trảm tình các vô tình chi đạo có ý tứ. Tần nhai cười cười, lập tức không để ý tới nữa. Này lúc lại có một ánh mắt chăm chú vào tần nhai thân lên, cái kia ánh mắt mang theo địch ý. Làm cho tần nhai không khỏi chán cau lại, nhìn phía một hướng khác. Chỉ thấy xa chỗ, mấy chiếc chiến thuyền đến từ trên trời. Không giống với trảm tình các những thứ kia thanh đồng xâm lãnh chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền đều là trói mắt huyết sắc. Chiến thuyền càng gần liền càng có thể cảm nhận được phía trên sờ có lạnh lùng sát khí. Tần nhai mâu quang đông lại một cái, là ám huyết nhất tộc. Cái kia cỗ không giống với cùng kỳ tộc cuồng bạo sát khí. Loại sát khí này mang theo nhẹ nhẹ huyết tinh ý, loại cảm giác này. Tần nhai cũng chỉ ở ám huyết tộc vệ huyết tiến thân trên cảm thụ qua, không hề nghi ngờ. Tới thế lực là ám huyết tộc. Tuyệt ảnh. Này lúc chiến thuyền bên trên truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy cả người trường bào màu đỏ ngòm trung niên nhân đứng ở bong tàu. Lên, hai tròng mắt hiện lên nhàn nhạt huyết quang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Như muốn đưa hắn thiên đao vạn quả vậy. Mà Tần Nhai vừa rồi sở cảm nhận được ánh mắt chính là người này. Người này cho Tần Nhai cảm giác đầu tiên chính là so với vệ huyết tiến còn mạnh hơn. Đây cũng là một cái trên thần cấp bậc nhân vật xem ra ám huyết tộc đã biết là ngươi giết vệ huyết tiến. Cốc đào có chút ngưng trọng nhìn trung niên nhân kia. Hắn từ đối phương thân trên cảm nhận được một áp lực trước đó chưa từng có, không hề nghi ngờ. Đây là một cái vượt qua xa hắn cường giả, đối phương muốn giết hắn nhất định dễ dàng. Đối phương nhưng là ám huyết tộc. Theo liền siêu tập một cái tình báo cũng biết là ta giết vệ huyết tiến. Xem ra chúng ta còn chưa tới Hồng Vân Sơn phải có phiền toái tần nhai nhẹ giọng cười trong cơ thể đạo nguyên đã ở lưu truyền oanh này lúc chỉ thấy cái kia đứng ở bong trung niên chợt vung ra một trường trưởng khí tung hoành giống như một viên tinh thần nghiền ép mà đến vậy trực tiếp động thủ đúng vậy hư ta cũng không sợ tần nhai lạnh rên một tiếng một quyền chợt đánh ra quyền kinh hoành khoảng không uy thế không ai bằng trong lúc mơ hồ thần chiến chi đạo cùng không gian chi đạo lưỡng chủng đại đạo lực lượng dung hợp ở nơi này. Quyền lên, huyền diệu phi thường, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm tần nhai không khỏi bị đẩy lui mấy trượng. Trung niên nhân kia cũng không khỏi lào đảo một cái, nhãn trung hiện lên vẻ kinh hãi màu sắc. Không hổ là giết chết lão ngũ cái thế yêu nghiệt lại thật sự có chiến lực như vậy tốt. Chỉ có như vậy ngươi mới đáng giá bị ta giết chết. Trung niên nhân lạnh lùng cười, trong lòng bàn tay đã có từng đoàn huyết khí bắt đầu sôi trào. Một cực kỳ cường hãn uy áp tràn ngập ra, quét ngang hư không? Ha ha, một cái thượng thần lại làm khó dễ vô lượng cảnh giới tiểu bối, đao quỷ. Người thật là càng sống càng đi trở về. Này lúc một hồi cuồng ngạo tiếng cười đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy cả người kim bào đại hán tự xa chỗ hỗn độn chung lướt đến quanh thân kim sắc kinh khí tràn ngập, phảng phất đan vào thành long vậy. Nhìn thấy người đến, cốc đào mặt trên xẹt qua một cái vui sắc, vội vã đi ra phía trước. Bão hư tông tông chủ cốc đào, gặp qua về vân long tiền bối. Đại hán kia cười cười, nói, cốc đào. Bão hư tông đoạn trước thời gian vừa mới trở thành ta long hồn tông phụ thuộc tông môn. Người yên tâm đi, chỉ cần có ta ở cái kia ám huyết tộc nhân không dám bắt ngươi như thế nào chương 1900, Long Hồn Tông mời chào. Một bên tần nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, có Long Hồn Tông người đang nơi đây. Tin tưởng coi như là ám huyết tộc nhân muốn đối phó hắn hoặc cốc đào đều muốn trả giá giá không? Nhỏ, mà bây giờ Hồng Vân Sơn khai mở sắp đến, bọn họ trọng điểm đặt ở Hồng Vân Sơn lên. Tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy tính. Long Hồn Tông, các ngươi tới được nhưng thật ra rất kịp thời chứ sao? Đào quỷ nhìn Quy Vân Long, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Đào quỷ ta đại ca bọn họ đang ở phía sau. Các ngươi ám huyết tông nếu là muốn cùng chúng ta khai chiến nói. Ta Long hồn tông cũng không sợ, chẳng qua là ta nghe nói vệ huyết tiến tên kia chết rồi. Các ngươi ám huyết tộc thượng thần chỉ còn hạ bốn cái. Không biết các ngươi có hay không làm xong lại mất đi mấy cái chuẩn bị đây. Quy Vân Long vừa xảy bước ra, quanh thân hùng hậu kinh khí tràn ngập ở trong hư không đan vào lẫn nhau, giống như một cái kim sắc như du long. Một bá đạo uy áp tràn ngập ra, đao quỷ thấy thế, lạnh rên một tiếng. Lấy ra một khẩu trường đao, một thân huyết khí điên cuồng sôi trào. Lẫn vào lấy đao ý bộc phát ra. Hai người đều là thượng thần, cho dù là chỉ là khí thế ở trên va chạm cũng thập phần cường đại. Bốn phía hỗn độn chi khí đang không ngừng lan lộn cốc đào như vậy chân thần cường giả thấy thế cũng không khỏi hơi biến sắc mặt thối lui một chút dừng tay ám huyết tộc chiến thuyền bên trên truyền đến một hồi đạm mạc tiếng chỉ thấy lại là vài cái thượng thần đi ra người cầm đầu cũng chính là huyết kiệt hướng đao quỷ nhàn nhạt nói ra lão tam bây giờ còn không cần phải dùng long hồn tông bạo nổ phát xung đột đã người tới sẽ không sợ không có cơ hội báo thù rửa hận đao quỷ nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thu liễm khí thế. Mà cái kia huyết kiệt nhìn Quy Vân Long, cốc đào liếc mắt. Lập tức đưa mắt đặt ở tần nhai thân lên, sát na. Tần nhai cảm nhận được một mạnh hơn nhiều đau quỷ cự đại uy áp nghiền ép mà đến. Dù là hắn cũng không khỏi có chút tâm kinh sợ. Thật mạnh, dù cho ở thượng thần chung cũng tuyệt không phải kẻ tầm thường. Chỉ sợ người này coi như còn không có đạt được chân thần ngũ trọng nhưng là tranh lệch không xa. Tần nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức đề thăng chiến ý tới chống lại này cổ cự đại uy áp. Hai tròng mắt như điện, không có sợ hãi chút nào cùng huyết kiệt nhìn nhau. Tuyệt ảnh, tốt, ngươi là ta huyết kiệt đã gặp yêu tú nhất vũ giả, bên ngoài thiên phú. Cho dù là ta cũng kém xa tít tắp, khó trách ngươi có thể giết chết lão ngũ. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, mạng của ngươi. Ta ám huyết tộc không lâu sau nữa sẽ thu đi, nắm chặt ngươi còn dư lại không lâu thời gian đi. Huyết Kiệt nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức lạnh nhạt nói đạo: "Ta mệnh bằng các ngươi ám huyết tộc sợ là còn không thu nổi. Ngược lại là các ngươi ám huyết tộc, ta tuyệt ảnh luôn luôn nhất thiên hội tới cửa bái phỏng một cái." Đối mặt Huyết Kiệt uy hiếp, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, đối đầu gay gắt nói đạo: "Đã đã triệt để đối lập, hắn không ngại đắc tội được triệt để điểm." Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Huyết kiệt lạnh rên một tiếng, lập tức không có nhiều hơn để ý tới. Thúc giục chiến thuyền hướng Hồng Vân Sơn phương hướng đi đi, tại hắn nhóm đi về sau. Lòng hồn tông quy vân long trên hạ quan sát tần nhai một hồi. Trên mặt lộ ra một chút cổ quái màu sắc tiểu tử ngươi bất quá là vô lượng. Thật có thể giết chết vệ huyết tiến. Hắn không thể không hoài nghi, bởi vì chuyện này quá mức nhường chấn kinh rồi một cái vô lượng giết thượng thần, cái này có thể sánh bằng tin đồn kia trung liên tiếp thí thần tần nhai còn kinh khủng hơn. nếu không phải nơi đây là man hoang chi địa cùng ngoại giới liên hệ quá mức thiếu, chỉ bằng mượn tần nhai loại này chiến tích, sớm có thể để cho tiện ảnh tên này truyền khắp vạn giới. a à hát nhiêu may mà đã, tần nhai cười nhạt, lập tức chắp tay hướng quy vân long nói ra. vừa rồi đa tạ quy vân long tiền bối giải vây. Nếu không phải Quy Vân Long, Tần Nhai chắc chắn cùng cái kia huyết đao bạo nổ phát xung đột. Thêm trên huyết kiệt đám người, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Không cần, ta Long hồn tông cùng ám huyết tộc tranh đấu nhiều năm. Ước gì đối phương không dễ chịu đây, có thể xem bọn họ kinh ngạc ta cũng rất cao hứng. Quy Vân Long cười ha ha một tiếng, lập tức. Xa chỗ có một con thuyền chiến thuyền khí phách vô cùng hình rồng chiến thuyền đang đến gần. Là đại ca bọn hắn tới tần nhai nhìn lại chỉ thấy mấy đạo lưu quang theo chiến thuyền trung lướt đi người đến cũng là long hồn tông hai cái thượng thần thêm trên quy vân long cái này long hồn tông đã có ba cái thượng thần tọa chấn. đại ca nhị ca quy vân long hướng cái kia hai cái thượng thần chắp tay nói tần nhai nhìn lại chỉ thấy cái kia long hồn tông tông chủ cũng chính là quy vân long đại ca là một cái cầm trong tay phương thiên họa kích người mặc áo giáp màu đen uy vũ nam tử hắn đứng ở vậy liền có cỗ nhường thần phục khí phách mặt khác một cái cũng là cái tuấn tú nho nhã nam tử áo bào xanh cái này người tuy là khí phách không hiện nhưng tần nhai đồng dạng theo người trên cảm nhận được một cực cường đại uy áp thậm chí so với đao quỷ còn mạnh hơn trên một tia ừ tam đệ tình huống như thế nào như đại ca sở liệu cái kia ám huyết tộc đang chuẩn bị vào hồng vân sơn bên trong thu thập Hồng Vân Tinh Thạch, không muốn cùng ta Long Hồn Tông phát sinh xung đột, vì vậy ta tới về sau. Bọn họ liền trực tiếp rời đi. Quy Vân Long cười ha ha một tiếng đạo. Long Hồn Tông Tông chủ gật đầu, như vậy liền tốt. Tiếp đó, hắn lại nhìn phía cốc đào, nói, mời cốc Tông chủ yên tâm đi. Đã bảo hư Tông đã thành ta Long Hồn Tông phụ thuộc Tông Môn. Ta thì sẽ không tùy ý ám huyết Tông thương tổn các ngươi, đối đãi chuyện chỗ này. Bão hư tông thậm chí có thể rời đến ta long hồn tông đến. Không biết cốc tông chủ nghĩ như thế nào? Bão hư tông chính là một cái nhất lưu thế lực mặc dù không có thượng thần tọa chấn. Nhưng chân thần cũng có mấy cái, đệ tử trong môn cũng có thể xuất hiện không thiếu thiên kiêu. Có thể thu phục như vậy thế lực đối với long hồn tông cũng là rất nhiều chỗ tốt. Ta đây liền cảm ơn tông chủ. Cốc đào gật đầu, chắp tay nói cảm ơn. Tiếp đó, lòng hồn tông tông chủ lại nhìn phía tần nhai, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị. Cười nói, nói vậy các hạ chính là lấy vô lượng cảnh giới năng lực chém giết vệ huyết tiến. Thiên kiêu tuyệt ảnh đi, à, quả nhiên là không giống bình thường. Chính là tại hạ, các hạ giết chết vệ huyết tiến, ám huyết tộc định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không biết các hạ nhưng có ý nguyện gia nhập vào ta long hồn tông. Long hồn tông tông chủ khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái ước ao thu phục bão hư tông tuy là một chuyện tốt. Nếu là có thể đem tần nhai như vậy thiên tài cũng cùng nhau thu nhập long hồn tông. Vậy càng là nhất kiện thiên đại việc vui, phải biết. Tần nhai có thể lấy vô lượng kỳ chém giết một cái thượng thần. Sự gia nhập của hắn sẽ cùng long hồn tông nhiều hơn một cái thượng thần chiến lược. Tại hạ là nhất giới tán tu, nhàn hạ quen, không thích ước thúc. Tông chủ có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Tần Nhai từ chối nói, phải biết, hắn chính là bị thần đình đuổi giết Tần Nhai. Nếu như thân phận này bại lộ, cái kia thế lực dám thu hắn, tuy nói mình bây giờ là tuyệt ảnh. Nhưng hắn luôn luôn nhất thiên hội khôi phục thân phận, đến rồi cái kia nhất thiên. Lòng hồn tông sợ sẽ dung không hạ chính mình. Hơn nữa coi như không có tầng này lo lắng, hắn cũng không có ý định gia nhập vào long hồn tông. Chính mình xuất hiện lịch lãm, truy cầu ngưng tụ thần cách đường sớm muộn sẽ rời đi man hoang chi địa. Gia nhập vào một cái thế lực đối với mình mà nói cũng không có trợ giúp gì. Ngược lại thì sẽ thêm rất nhiều câu thúc. Các hạ thật không suy nghĩ một cái ám huyết tộc thực lực cường đại. Lấy các hạ lực một người sợ là không pháp đối kháng. Người như gia nhập vào ta long hồn tông nói ta nhất định hội cung cấp che chở. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi một viên thần cách luyện hóa tương lai tấn cấp chân thần. Tiêu giao thiên địa lòng hồn tông tông chủ cũng không nguyện ý buông tha tần nhai một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt tiếp tục khuyên